Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 54. Diệp Thần thanh âm rất nhẹ, nhưng là dùng chân khí trong cơ thể truyền rất xa. Tất cả mọi người tại chỗ đều cơ hồ nín thở. Bọn họ trợn to mắt mâu nhìn Diệp Thần. Diệp Thần thực lực rất mạnh, không tệ. Đan đạo thiên phú vậy cao. Nhưng là trước mặt nhiều người như vậy gọi ba vị đan tôn cấp nhân vật khác là rác rưởi. Cái này mẹ hắn cũng quá mức đi. Điên rồi phải không? Mấy vị này có thể đều có đế tôn cảnh thực lực tồn tại. Huống chi mỗi một cái đan tôn sau lưng đều có người cường đại mạch. Thà đắc tội cường giả đỉnh phong, vậy không thể đắc tội đan tôn à? Tất cả mọi người xem Diệp Thần diễn cảm giống như xem người điên vậy. Nhưng là bọn họ nhưng phát hiện thời khắc này Diệp Thần vân đạm phong khinh, giống như vừa nói một kiện lơ là bình thường giờ. Bọn họ lại nhìn về phía hình thiên đan tôn vậy ba người, cái này ba người giờ phút này gương mặt hoàn toàn tối. Cường đại đợt khí ở chung quanh lăn lộn. Vô biên tức giận đang lan tràn. Tất cả mọi người tại chỗ đều cảm giác hít thở không thông. Chết, chết, cái này Diệp Thần hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đây là tất cả mọi người trong lòng duy nhất ý tưởng. Dù là cái này Diệp Thần sau lưng sư huynh Diệp Thí Thiên hạ xuống, cũng không có tư cách à. Chung quanh lôi đài người, trừ đi một số ít tán tu ra, từng cái gia tộc đệ tử, hộ pháp, trưởng lão cùng mỗi cái mắt nhìn Diệp Thần, ánh mắt vậy dần dần thay đổi. Nhất là Thôi Nguyệt, cùng với Vương gia gia chủ, Lý gia chủ chờ ánh mắt biến hóa cực nhanh, cũng đang suy tư, thà khom lưng khuỵu gối hướng Diệp Thần mua thượng cổ bách linh đan, còn không bằng phối hợp ba vị đan tôn, trước đem Diệp Thần bắt lại do người đi thuyết phục ba vị đan tôn, đem Diệp Thần tu vi phế bỏ. Sau đó nhốt vào thép dòng trong phòng giam, để cho hắn cả đời là mình miễn phí luyện đan. Một lò ra đan 6 viên thượng cổ bách linh đan, như vậy miễn phí luyện đan sư, ai không muốn. Huống chi, Diệp Thần khiêu khích ba vị đan tôn, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, dứt khoát giúp ba vị đan tôn đem Diệp Thần bắt lại, sau này thì có miễn phí luyện đan sư, miễn phí thượng cổ bách linh đan sử dụng, không tới gia tộc thực lực, tuyệt đối có thể tăng nhiều. Không bao lâu, một ít gia tộc cường giả liền hô, chúng ta giúp đỡ đan tôn, bắt lại Diệp Thần. Chúng ta giúp đỡ đan tôn, bắt lại Diệp Thần. Diệp Thần coi rẻ ba vị đan tôn, tội khác đem giết, nhưng chúng ta khẩn cầu ba vị đan tôn, đem Diệp Thần bắt lại, phế bỏ tu vi, để cho hắn cả đời là chúng ta chấn đan hư luyện đan, cũng coi là chấn đan hư dốc sức. Vương gia chủ Vương Khôn ôm quyền vừa nói. Vương Khôn nhìn về phía Côn Ta Đan Tôn, lúc này ôm quyền quỳ một chân, thành khẩn cực kỳ, nói, tôn kính Đan Tôn đại nhân, Diệp Thần người này trong mắt không người, chân thực đáng chết, nhưng dẫu sao là linh nhất Đan Tôn khâm định người bảo vệ, không bằng chúng ta đem hắn bắt lại, phế bỏ hắn tu vi, để cho hắn ở còn dư lại trong cuộc đời, là chúng ta chấn đan hư võ giả luyện đan, cũng coi là đường cong bảo vệ chấn đan hư. Như vậy, cũng không hủy bỏ Diệp Thần thiên phú. Cũng có thể để cho hắn đạt được có dạy bảo, đồng thời cũng có thể là chấn đan hư xuất lực. Hai bên đều tốt, ba vị đan tôn được cũng có thể hết giận, linh nhất đan tôn nói vậy có thể làm được, thật sự là sách lược vẹn toàn. Đường cong bảo vệ chấn đan hư, sách lược vẹn toàn. Bất quá là một cờ hiệu, miễn phí luyện đan sư, miễn phí thượng cổ bách linh đan mới là chánh đạo. Ai bảo ngươi Diệp Thần tu vi yếu, ai bảo ngươi đắc tội ba vị đan tôn. Chúng ta chính là muốn cầm ngươi Diệp Thần, làm mồ hôi và máu lao công sử dụng cả đời. Giết ngươi, cũng cảm thấy lãng phí. Để cho ngươi ở cuộc sống về sau trong, một mực là chúng ta luyện đan. Vương Khôn gia chủ nói không sai. Ta cũng đi ra nói lời công đạo. Lý gia chủ Lý Lộ đứng ra vừa nói, nghiêm trang mạc giảng, đơn giản là một nhẹ nhàng quân tử. Hắn ánh mắt quét qua năm vị đan tôn. Bốn vị khác gia chủ và rất nhiều trưởng lão, hộ pháp, các tu sĩ, nói tôn quý đan tôn những người lớn, các ngài đều là đan đạo người bảo vệ, không nên là một cái Diệp Thần mà nháo tách, linh nhất đan tôn có hắn bổ nhiệm mà nói, những thứ khác ba vị đan tôn cũng có lửa giận. Vì hai bên có thể sống chung hòa bình, ta cũng đề nghị phế bỏ Diệp Thần tu vi, để cho hắn quỳ xuống ba vị đan tôn dập đầu nói xin lỗi. Sau đó... Để cho hắn là chúng ta chấn đan hư võ giả luyện đan, cũng coi là chấn đan hư xuất lực, uống Diệp Thần luyện chế đan dược tu sĩ, vậy sẽ bảo vệ chấn đan hư,
cũng đạt tới linh nhất đan tôn để cho Diệp Thần bảo vệ trấn đan hư mục đích. Như vậy quyết định, hoàn toàn là lưỡng toàn kỳ mỹ. Nói được nghiêm trang đạo mạo, nghĩa tránh ngôn từ. Tổng kết lại đơn giản, chính là muốn Diệp Thần thành để tránh phí mà không có uy hiếp chút nào luyện đan sư. Nói về, các ngươi những thứ này ngu si, cũng như thế đạo mạo nghiêm trang à. Vương Khôn, Lý Lộ, Thôi Nguyệt, các ngươi ba cái rất tốt, chỉ tiếc, hôm nay là các ngươi ngày cuối cùng. Diệp Thần tay trái cầm tinh thần kiếm, tay phải cầm cửu u thí thiên thương, quanh thân lưu chuyển luân hồi ánh sáng, sát ý hiên ngang. Hắn bản thân đi chính là sát đạo. Bất kỳ đối với hắn có uy hiếp người, phải chém chết. Đây là nguyên tắc. Ba nhà gia tộc, nhưng sắc mặt không thay đổi. Vương Khôn hừ lạnh một tiếng, nói, người Diệp Thần coi là cái thứ gì? Đạo nguyên cảnh, nhà ta tùy ý một vị trưởng lão, đều có thể tru diệt ngươi. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía một vị đế tôn cảnh trưởng lão, lại hướng hình thiên đan tôn ôm quyền nói, đan tôn, cái này cùng phế vật tiểu tử, vương gia chúng ta nguyện ý là đan tôn có thể bắt được, bể đan điền. Hình thiên đan tôn hờ hững gật đầu, tựa hồ phát hiện đem Diệp Thần tu vi phế bỏ, để cho Diệp Thần luyện cả đời đan, muốn so với lập tức tru diệt tới thật tốt. Tam trưởng lão, đi đi. Hạ thủ nhẹ một chút, đừng đánh chết Diệp Thần, hắn còn hữu dụng. Vương Khôn nhắc nhở, thần giác buộc vòng quanh tà mị nụ cười, thầm nghĩ, rất nhanh thì có miễn phí thượng cổ bách linh đan ăn. Diệp Thần, ngươi lấy là ngươi là Diệp Thí Thiên. Ngươi cái này đạo nguyên cảnh tu vi, chống đỡ chết cũng chỉ ngăn trở đạo nguyên cảnh tầng 8 tầng 9 trời, còn muốn ngăn cản sánh bằng đế tôn cảnh cường giả. Thậm chí diệt ta ba gia tộc lớn. Đơn giản là không nói vớ vẩn. Tuân lệnh, gia chủ. Vương gia tam trưởng lão chậm rãi trên dưới, quanh thân lưu chuyển phong cách cổ xưa đạo uẩn, bất ngờ là nửa bước đế tôn cảnh tu vi. Hắn cả người huyết khí chợt vận chuyển, khô héo ra nhanh chóng bành trướng, tay cầm một chuôi băng đao, uy nghiêm hiển hách, giống như một tôn đóng băng đao tôn, mắt nhìn Diệp Thần, thằng nhóc, thật tốt hưởng thụ ngươi trận chiến cuối cùng. Dừng tay! Các ngươi là muốn tạo phản à? Linh nhất đan tôn đứng ở Diệp Thần trước người, trưởng chỉ nhọn lóe lên sáng bóng, một chuôi linh súng hiện lên, muốn động Diệp Thần, phải hỏi qua ta súng. Bẩm linh nhất đan tôn. Ta là phụng ba vị đan tôn mệnh lệnh, tới phế bỏ Diệp Thần tu vi. Vương gia tam trưởng lão cũng không sợ sợ linh nhất đan tôn, đứng phía sau ba vị đan tôn, cũng có sức. Diệp Thần chậm rãi đi ra, nhẹ giọng nói, linh nhất tiền bối, người ý tốt ta tâm lĩnh. Nhưng là có một số việc, ta muốn tự mình giải quyết. Nhưng mà trước mắt, tin tưởng ta, Diệp Thần hướng linh nhất đan tôn nhẹ khẽ gật đầu, tiếp tục nói, có chút thế lực, cần một chàng rửa. Một chàng tuyệt đối xuyên qua trên dưới rửa. Linh nhất đan tôn biết Diệp Thần tâm ý đã quyết, chỉ có thể nhẹ khẽ gật đầu, lùi về sau một bước, đem chiến trường giao cho Diệp Thần. Nếu như Diệp Thần bị thương, hắn cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào phá hoại quy tắc ra tay. Chỉ vì là Diệp Thần đứng sau lưng không phải người khác, mà là Lâm Thanh Huyền. Bên cạnh, Lạc Giao lo lắng nói cha, Diệp tiên sinh đối với vương gia trưởng lão. Sẽ không có việc gì à? Hắn cũng không phải là Diệp Thí Thiên à, một hai tháng trước cũng mới bước vào phản hư cảnh, mặc dù bây giờ bước vào đạo nguyên cảnh, nhưng cũng có thể không là vương gia trưởng lão đối thủ à? Làm thế nào à? Diệp Thí Thiên cũng không ở trấn đan hư. Diệp Thần nếu là không địch làm thế nào? Lạc Vô Nhai tròng mắt híp lại, cực kỳ nghiêm túc. Hắn do dự hồi lâu, cuối cùng hạ quyết tâm nói, Giao Nhi. Ban đầu lần đầu tiên thấy Diệp Thần, ta không có nắm chắc phần cơ duyên này. Lần này ta như lại không bắt được cơ duyên, Lạc gia liền vĩnh viễn không người xoay mình. Cho nên, lần này, Diệp Thần nếu như bị một chút tổn thương, ta cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào ra tay. Coi như bỏ ra sinh mạng giá phải trả, ở không tiếc. Lạc Giao ngẩn ra, quay đầu nhìn về phía phụ thân, rất có lòng chua xót ý. Nàng chỉ hy vọng, lần này, Diệp Thần có thể sống sót. Lạc gia cũng có thể còn sống. Mà giờ khắc này, trên lôi đài. Thôi Nguyệt châm biếm một câu, thần giác buộc vòng quanh nụ cười, nói, Diệp Thần, người có thể giết Thôi Viên thúc thúc, là bởi vì là Thôi Viên trước bị thương, cho nên mới sẽ bị ngươi giết chết, nhưng là vương gia tam trưởng lão, chỉ sợ ra tay một cái là có thể bắt lại ngươi. Người có lẽ không biết,
vương gia nhưng mà trấn đan hư gia tộc lánh đời, nếu như không phải là đan đạo đại hội và đan tôn mệnh lệnh, tuyệt đối sẽ không ra đời. Gia tộc lánh đời cường giả, cũng không phải là ngươi cái này lần đầu rời nhà tranh tiểu tử có thể chống lại. Diệp Thần căn bản không có lý sẽ thôi nguyệt dự định, một súng một kiếm, lại trôi lơ lửng ở quanh thân. Rồi sau đó, hắn hai tay chắp sau lưng, trong mắt tràn đầy vô tận không câu chấp. Vương gia tam trưởng lão cũng là đứng chắp tay, cả người quanh quẩn băng sương mù, giống như trí cao tiền bối ở nhìn kỹ một con kiến hôi. Thằng nhóc, ta cho một mình ngươi lấy điện thoại ra sẽ. Sau đó ta sẽ phế bỏ ngươi hai chân, cùng với ngươi đan điền, bảo đảm ngươi còn có thể luyện đan, nhưng không có chút nào năng lực tác chiến. Hắn chìa tay ra, trong tay băng đao toát ra một phiến băng sương mù, bao phủ gần phân nửa lôi đài, băng sương mù đang là hắn chuyển vận lực lượng, hắn ngạo nghễ nói, tới đi, đây là ngươi một lần cuối cùng công kích, sau đó đem ngươi lại không tu vi. Lão gia, nếu ngươi tự tìm cái chết, bây giờ ta đưa ngươi lên đường. Diệp Thần hai cánh tay chấn động một cái, cuồng bạo huyết khí cuộn sạch chạy đi, đem mình và vương gia tam trưởng lão bao phủ. Hắn cả người xương cốt giãy giụa, vang khắp ra thanh âm thanh thúy, vô cùng huyết khí bao phủ ở vương gia tam trưởng lão, liền giống như là một cái thế ma thần thức tỉnh vậy. Lão gia, người rất may mắn, là ngày hôm nay cái đầu tiên chết ở dưới kiếm người. Sau đó, sau lưng người người cũng muốn đi địa ngục cùng ngươi. Diệp Thần quanh thân giấy lên bất diệt chi diễm, cơ thể gần như đỏ thẫm. Hắn chợt huy động tinh thần kiếm, nhất thời huyết khí như nước thủy triều, cọ rửa mỗi một tấc máu thịt sau từ thân kiếm bộc phát ra, mạnh mẽ khí sát phạt, nếu như lũ lụt ngút trời, Pentium tới, phá hủy ngăn trở, phai mờ hết thảy. Thật là mạnh. Không đúng à, đạo nguyên cảnh sơ kỳ sao sẽ thực lực mạnh như vậy? Vương gia tam trưởng lão không còn kịp suy tư nữa, rút người ra lực phách một đao, một đạo dày lớp băng đĩa bay ra, phơi bày cong thẳng đao hình, không ngừng phóng thích băng sương mù, một mặt chống cự Diệp Thần huyết khí, một mặt đem lớn như vậy lôi đài bao phủ ở. Bót sát. Một hồi tiếng nổ truyền ra, đem lôi đài mặt đất đánh rách, dư âm xông tới. Đổi mới nhanh nhất máy vi tính bưng. Nháy mắt tức thì, năm vị đan tôn, tất cả gia tộc người, luyện đan sư, lại lần nữa thối lui ra lôi đài phạm vi, trở về đến mỗi người vị trí. Vậy vị thứ năm đan tôn, Côn Ta đan tôn ngưng mắt nhìn băng sương mù và huyết khí, chỉ xem được gặp chút ánh đao kiếm ảnh, đạo đạo va chạm, nhưng là xem thường nội bộ tình huống cụ thể. Theo lôi đài kịch liệt lay động, chiến đấu tựa hồ đến kịch liệt nhất thời điểm. Sương máu bên trong, Diệp Thần thành thạo, như rồng xuống sông biển, một cổ bỏ ta hắn ai độc tôn tư thái hiện ra mở. Tóc đen xốc xếch, trong mắt thâm thúy như tinh không. Hắn thu kiếm lấy trưởng làm chủ, lăng không nhất kiếm đánh xuống, hàm chứa đạo uẩn kiếm khí cá nhảy ra, chặt đứt không khí, ý định giết người bùng nổ, khoảnh khắc gian rơi vào vương gia tam trưởng lão trên bả vai. Phốc! Vương gia tam trưởng lão trào máu bạo lui, thần sắc hoảng sợ, ngưng mắt nhìn trước mắt tựa hồ không thể ngăn cản ma thần, nói cổ lực lượng này, làm sao quen như vậy tất, ta thấy qua. Ta nhất định thấy qua, Diệp Thần, người rốt cuộc là ai? Cổ lực lượng này tuyệt đối sánh bằng đế tôn cảnh. Đạo nguyên cảnh sơ kỳ Diệp Thần, lại có thể cũng có mạnh như vậy chiến lực. Nhưng là, cái này cổ huyết khí ta làm sao quen như vậy tất hà? Ta trước nhất định gặp qua. Ta là ai, không cần và người chết giao phó. Một kích tối hậu, cầm ngươi nói đưa cho ngươi, ngươi hưởng thụ sinh mạng một khắc cuối cùng đi. Diệp Thần vút lên trời cao đâm ra một kiếm, vô tận sát khí ngưng tụ, lóe lên huyết quang, tinh thần kiếm hóa thành một đạo lưu quang bắn ra, thật giống như sao chổi vạch qua thương khung, phá hủy ngăn trở, phai mờ vạn vật. Bịch bịch, lưu quang xuyên qua từng đạo lớp băng, đụng vào băng đao trên. Vương gia tam trưởng lão bị đánh vào, cả người xương cốt gãy lìa hơn nửa, trào máu không dứt, thần sắc dữ tợn, ta nhớ ra rồi, máu này khí là ba ngày trước. Diệp Thí Thiên đánh chết thôi ra đế tôn cảnh hơi thở. Hắn ngạc nhiên quay đầu, kinh hoàng địch nhìn Diệp Thần, thanh âm già nua mà khàn khàn, giống như là hết sức khống chế thân mình, hắn đang run rẩy, hắn ở khủng bố. Ngươi không phải Diệp Thần, ngươi là Diệp Thí Thiên. Sắc sắc, lưu quang đánh tan băng đao, ngay tức thì xuyên thủng vương gia tam trưởng lão ngực, đan điền theo bể tan tành,
cả người tu vi sau đó tán loạn. Lưu quang hóa thành tinh thần kiếm, lần nữa trở lại Diệp Thần trong tay, Diệp Thần vẫy tay gian ngón tay chấn động ra một phiến kiếm sóng, như màu vàng sóng lớn, một tầng tiếp theo một tầng, liên tục đánh trúng Vương gia Tam trưởng lão. Bình bịch bịch, Vương gia Tam trưởng lão thân xác nổ tung không ngừng, đã thoi thóp. Ngoại giới mọi người, căn bản không thấy rõ trong huyết phụ tình huống, chỉ nghe gặp từng trận bạo liệt thanh âm. Thôi Nguyệt lạnh giọng ôm tay cười nói, Vương gia Tam trưởng lão ra tay, không bao lâu, Diệp Thần tu vi cũng sẽ bị phế bỏ. Hắn nhìn về phía xương máu, Vương gia Tam trưởng lão còn không hy vọng để cho chúng ta thấy được hắn thủ đoạn, là muốn hơn hành hạ Diệp Thần đi. Vương Khôn gia chủ, Lý Lộ gia chủ, đến lúc đó thượng cổ Bách Linh Đan, chúng ta có thể thật tốt tốt phân chia phân chia. Luyện chế thượng cổ Bách Linh Đan, Diệp Thần một lò ra đan 6 viên, một lò đại khái cần 3 tiếng. Một ngày có thể luyện 4 lò, cũng chính là 24 viên, 3 nhà chia đều, mỗi nhà mỗi ngày có thể phân 8 viên. Suy nghĩ một chút cũng cao hứng, hẳn không tới một năm nửa năm, thôi ra liền có thể lao ra trấn đan hư, cùng cao cấp tông môn và thế lực tranh một chuyến cao thấp. Đúng vậy, Diệp Thần cái phế vật này, sẽ vì chúng ta thật tốt luyện đan. Có lúc, chúng ta cao hứng, có thể thưởng Diệp Thần một ít rượu canh thừa cơm cặn, có lẽ hắn có thể luyện nhanh hơn chút. Lý Lộ gia chủ cũng ở đây ước mơ lao ra trấn đan hư sau đó, ngang dọc Côn Lôn hư ngày giờ. Bắt liền Diệp Thần, vì sao lo không có thượng cổ Bách Linh Đan, vì sao lo không có đạo nguyên cảnh cường giả. Đang khi bọn hắn thương nghị hết sức phấn khởi lúc, xương máu nhưng phát xanh biến hóa. Nháy mắt tức thì, kiếm quang chói lọi thương khung, kiếm khí xông lên cổ kim, đạo đạo kiếm khí xông phá xương máu, một cổ sát khí phách tuyệt thiên vũ, khổng lồ xương máu ngay tức thì tán loạn, thảm thiết hơi thở đập vào mặt ra, mọi người ánh mắt sau đó nhìn. Một người thanh niên, tay cầm trường kiếm đem một cái ông già đóng đinh trên đất. Diệp Thần, Tam trưởng lão, Vương Khôn thần sắc đại biến, bi phẫn đan sen. Nhìn Diệp Thần dùng tinh thần kiếm Tam trưởng lão thi thể đóng xuống đất, Diệp Thần, ngươi. Hắn hết sức khống chế mình tâm trạng, dần dần lui về phía sau hai bước, nhìn về phía Diệp Thần, khàn khàn hô Diệp Thần, ngươi giết gia tộc ta nửa bước đế tôn cảnh trưởng lão, đan tôn. Đan tôn, phải tru diệt Diệp Thần, người này là máu, lại không giết đem sẽ gây thành đại họa. Luyện đan, thượng cổ Bách Linh đan. Bây giờ còn muốn cái gì thượng cổ Bách Linh đan? Diệp Thần lại có thể tru diệt nửa bước đế tôn cảnh trưởng lão, quyết không thể lưu lại. Nếu không tương lai nhất định sẽ có biến số, để tránh đêm dài mộng hơn, ngày hôm nay phải tru diệt Diệp Thần. Nháy mắt tức thì, Vương Khôn, Thôi Nguyệt và Lý Lộ ba vị gia tộc mơ ước tan biến, thậm chí cảm giác được hơi thở tử vong đang ở trước mắt, khiếp sợ nhìn Diệp Thần, thân hình run rẩy, cùng hô lên Diệp Thần người này là máu, giống như ma thần, phải tại chỗ tru diệt. Diệp Thần lại có thể cũng có Diệp Thí Thiên như vậy chiến lực cường đại. Chắc chắn không thể lưu, phải tại chỗ tru diệt. Lý Lộ hướng Hình Thiên Đan Tôn các người ôm quyền, thân hình chiến túc, Đan Tôn, Diệp Thần dám can đảm cãi lại các ngài thần làm, mời Đan Tôn đem Diệp Thần tại chỗ tru diệt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Các ngươi đi xuống trước. Hình Thiên Đan Tôn sát cố ý vị nhìn về phía Diệp Thần, như cũ tràn đầy khinh thường. Cười lạnh nói ngươi lấy là giết một cái nửa bước đế tôn cảnh người, ngươi là có thể tiếp tục ngông cuồng à. Ta sẽ tự mình động thủ, đem ngươi bắn chết. Nguyên bản, còn dự định đem Diệp Thần phế, để cho Diệp Thần cả đời ngoan ngoãn luyện đan. Nhưng nếu Diệp Thần có giết nửa bước đế tôn cảnh thực lực, biến số liền hơi lớn, là không thể giữ lại. Trọng yếu nhất chính là, Diệp Thần lại để cho Linh Nhất Đan Tôn không nên ra tay. Nhất định chính là tự tìm cái chết. Không có Linh Nhất Đan Tôn, Diệp Thần cái gì cũng không tính. Lời nói gian, ba vị Đan Tôn cùng với những gia tộc khác cường giả rối rít hướng Diệp Thần phương hướng bỏ bớt đi, đem Diệp Thần đường chạy trốn khóa kín. Thôi ra ba vị khách khanh trưởng lão, một vị đại hộ pháp, Lý gia năm vị cường giả, Vương gia bốn vị nửa bước đế tôn cảnh cường giả, tổng cộng là 13 vị cường giả, đã tới Diệp Thần trước mắt, mỗi người lấy ra binh khí, chỉ cần Đan Tôn ra lệnh một tiếng. Liền sẽ để cho Diệp Thần ngay tức thì chết. Các ngươi, thật sự là muốn tạo phản à? Các ngươi lấy là, trấn đan hư là các ngươi định đoạt. Linh Nhất Đan Tôn chân thực không nhịn được,
quát lên một tiếng lớn. Dẫu có vô biên linh lực xông ra, vẫn còn là lộ vẻ được quá mức đơn bạc. Quá nhiều cường giả ra tay. Hắn như muốn bảo vệ Diệp Thần, rất khó. Bởi vì Hình Thiên Đan Tôn và Côn Ta Đan Tôn mắt lom lom. Hắn rốt cuộc rõ ràng, Hình Thiên Đan Tôn tại sao trước thời hạn cử hành đan đạo thi đấu. Sợ rằng rất trọng yếu một cái nguyên nhân chính là Diệp Thần. Nhất định chính là một cái hồng môn yến. Linh nhất, người đối thủ là ta. Côn Ta Đan Tôn tiến lên một bước, quanh thân lưu chuyển ánh sao, sau lưng 18 chu thiên kiếm trận hiện lên. Hắn đồng dạng là đế tôn cảnh trung kỳ, cùng Linh nhất đều là đế tôn cảnh tầng 4 trời, hơi thở thịnh vượng, còn có kiếm trận huyết khí tương trợ, đủ để vượt cấp đối kháng đế tôn cảnh tầng 5 ngày cường giả. Giờ phút này, hắn chặt chẽ nhìn chằm chằm Linh nhất Đan Tôn. Linh nhất, ngươi lấy là chấn đan hư một mình ngươi liền coi là. Bây giờ, là chúng ta 5 người định đoạt. Côn Ta Đan Tôn vậy sử dụng binh khí, một tôn màu xanh ra trời đỉnh lớn, tràn ra vô cùng đạo uẩn, nhìn chăm chú chết Linh nhất Đan Tôn. Ha ha ha! Linh nhất, ngươi không nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay chứ? Hình Thiên Đan Tôn thốt nhiên cười to, hết thảy tựa như nắm chắc phần thắng, trước đoạn thời gian, ta muốn chu diệt Diệp Thần, ngươi chặn lại ta. Nhưng bây giờ, ta xem ngươi làm sao ngăn cản. Giống vậy thân là Đan Tôn, một chọi một, không gặp được ai bại ai thắng. Nhưng là ba chọi một, Linh nhất Đan Tôn tất bại. Bạch Phụ. Linh nhất Đan Tôn nhìn về phía Bạch Phụ Đan Tôn, nhìn kỹ tình huống chung quanh, lại nói một tiếng ngày hôm nay, ta chính là muốn ra sức bảo vệ Diệp Thần. Trong tay hắn linh súng lưu chuyển vô cùng đạo uẩn, thanh quang bốn chói lọi, chấn đan hư người, thượng nghe ta làm người, lại lên đài, bảo vệ Diệp Thần. Tiếng nói vừa dứt, trong đám người sinh ra hỗn loạn. Rất nhanh, Lạc gia cường giả kể cả Lạc Vô Nhai đều lên lôi đài, trong đám người cũng không bất kỳ một người đứng ra. Linh nhất, ngươi còn không thấy rõ thế cục mà. Đây là chiều hướng phát triển, chúng ta chính là lớn thế, ngươi ngoan ngoãn giao ra Diệp Thần. Người vẫn là chấn đan hư người bảo vệ. Thật tốt ở người đan hư tháp không tốt sao? Hình Thiên Đan Tôn châm biếm không ngừng. Hoặc là, người tự mình bắn chết Diệp Thần, cũng được. Nếu không, người và Lạc gia tất cả mọi người, đều phải tiêu diệt. Người lấy là, người có thể chống đỡ chúng ta ba người. Lạc gia có thể chống đỡ ba gia tộc lớn mà. Bạch Phụ, Linh nhất lại kêu một tiếng đạo ngươi còn không ra tay. Bạch Phụ Đan Tôn nhìn một cái Diệp Thần, trong mắt lóe lên sáng bóng. Đây là từ Diệp Thần trên mình bộ ra Diệp Thí Thiên tin tức nhất thời cơ tốt. Nếu như Linh nhất Đan Tôn thật cứu Diệp Thần, lấy tiểu tử này nóng nảy, nhất định sẽ không nói ra cái bí mật kia. Cho nên lúc này Bạch Phụ Đan Tôn dao động. Hắn trong lòng ý nghĩ duy nhất chính là bắt lại Diệp Thần. Mấy giây sau đó, hắn thở dài một tiếng nói Linh nhất, đem Diệp Thần giao ra đi. Nếu không, ngày hôm nay có thể sẽ đưa tới huyết chiến, vì Diệp Thần một người, không đáng giá được. Hắn chậm rãi nói thế cục bây giờ, chúng ta không có một chút thắng. Ngươi, Linh nhất Đan Tôn đường không thể nói, một phất tay áo miệng đạo nhớ ngươi lời nói. Linh nhất Đan Tôn tung người đi tới Diệp Thần trước người, nói ngươi đi nhanh lên, thế cục trước mắt ta liều chết đánh một trận, có thể đưa ngươi rời đi. Hắn trịnh trọng cầm ra một quả ngọc bội. Giao cho Diệp Thần đạo mời ngươi nói cho Lâm Thanh Huyền tiền bối, ta duy nhất có thể làm chính là, liều chết hộ tống đệ tử của hắn rời đi, hắn ân đức ta chỉ có kiếp sau lại báo. Diệp Thần không có thu ngọc bội, mà là lạnh nhạt quét nhìn hơn 10 vị cường giả và 3 vị đan tôn, các ngươi những phế vật này, thật lấy là có thể tiêu diệt ta. Côn Ta Đan Tôn hừ lạnh một tiếng ngày hôm nay, là hơn nửa chấn đan hư cao cấp cường giả, muốn đánh chết ngươi. Phải không? Diệp Thần không thèm để ý chút nào trước mắt những thứ này đế tôn cảnh cường giả, mới vừa rồi độ kiếp lúc, căn bản không có xuất toàn lực, thậm chí chỉ ra liền một phần tư lực lượng. Hắn có tuyệt đối chắc chắn, đem trước mắt những tu sĩ này, toàn bộ chu diệt. Nếu các ngươi cùng tiến lên, vậy ta hôm nay liền chọn các ngươi tất cả mọi người. Vừa vặn các ngươi cũng hội tụ đến đồng thời, cũng tiết kiệm ta đi khắp nơi tiêu diệt các ngươi. Diệp tiên sinh. Lạc Giao theo Lạc Vô Nhai cùng chung rơi vào trên lôi đài, vội vàng cầm lên truyền tống ngọc bội, nói chúng ta đi nhanh lên. Những thứ này đế tôn cảnh cường giả quá nhiều, ngươi không thể bỏ mạng ở nơi này.
Chúng ta đi nhanh lên, nếu không cha và các trưởng lão, cùng với Đan Tôn hy sinh, coi như uống phí. Diệp Thần nhẹ nhàng thích vỗ một cái Lạc Giao bả vai, cười nói ngươi cứ như vậy không tin ta. Nói xong, không để ý tới sẽ Lạc Giao, hắn trực tiếp đi tới giữa lôi đài, nhìn vòng quanh tất cả kẻ địch, cùng với xa xa tứ tán rời đi các tán tu, nói xong hết rồi, tất cả đi ra đi, bày trận, tiêu diệt tất cả mọi người bọn họ. Tất cả mọi người vẫn còn ở mộng nhiên trong, chỉ gặp giữa trời đất lóe ra bốn đạo kiếm quang. Kiếm quang câu thông thiên địa, phân biệt đại biểu sấm gió kim hỏa bốn loại thuộc tính, giống như bốn cây thần trụ, tản mát ra vô số kiếm khí, răng khắp nơi đem lôi đài chu vi chục nghìn mét không gian phong tỏa, chính là ban đầu Diệp Thần phong tỏa hoàng gia thiên tài kiếm trận. Bốn cây thần trụ dưới, đứng sừng sững bốn vị thanh niên, tất cả tay cầm vũ khí. Bất ngờ chính là Hoàng Năm Ngàn, Hoàng Chiến Thiên, Hoàn Nhan Phá Quân, cùng với một vị khác cường giả đỉnh phong. Bọn họ cả người trên dưới tản mát ra hằng cổ hơi thở, tóc đen loạn vũ, tư thế oai hùng to lớn, đạo nguyên cảnh tầng 9 ngày tu vi, thả ra hơi thở, nhưng như đế tôn cảnh cường giả vậy, giống như bốn vị thần đem, chú đóng thiên địa bốn phương. Một khắc sau, bọn họ thống liền ôm quyền đạo chủ nhân mệnh chúng ta, tới nghe từ Diệp Thần chủ nhân điều động. Giờ phút này, kiếm trận đã phong tỏa không gian. Xin chủ nhân hạ lệnh. Hô hô hô. Hô hô. Lạc Giao dài hô một hơi, kinh ngạc nói Diệp tiên sinh lại có thể đem Diệp Thí Thiên bốn tên thủ hạ mượn tới. Ngược lại bố trí đại trận, là phải đem ba gia tộc lớn và ba vị đan tôn, một lưới bắt hết. Cái này cũng quá điên cuồng đi. Không hổ là Diệp tiên sinh à. Côn ta đan tôn, vị thứ năm đan tôn. Hình Thiên Đan Tôn ba người, thần sắc che lấp nhìn Hoàng Chiến Thiên các người, binh khí trong tay đã lưu chuyển trật tự xích thần. Bọn họ không nghĩ tới, Diệp Thần lại có thể đem cái này bốn người mượn tới. Muốn giết Diệp Thần, ngược lại có chút khó khăn. Người cùng nghe lệnh, mượn kiếm trận oai, chu diệt Lý gia, Thôi gia, Vương gia đế tôn cảnh dưới tất cả mọi người. Ta nói qua, ba nhà tất diệt, Diệp Thần bình thản hạ lệnh. Một hồi khảng thương tiếng truyền ra, phiến phiến kim quang mảnh vỡ bay tới, dán vào hắn trên mình, một bộ màu vàng khôi giáp nổi lên. Diệp Thần hùng chỉ bộc phát, tư thế oai hùng to lớn, thiên nhân hợp nhất, một hít một thở gian, luân hồi ánh sáng bao trùm thiên địa, như một tôn chiến thần từ viễn cổ đi tới. Loại này thịnh vượng khí cơ, như một phiến ngân hà ở phun trào, khủng bố tuyệt luân, ánh sáng rực rỡ che khuất bầu trời, khó mà nhìn thẳng. Hắn vận dụng chân chính tu vi, huy động tinh thần kiếm, chĩa thẳng vào Hình Thiên Đan Tôn, giết. Khoảnh khắc gian, đại chiến bộc phát ra, hai bên đế tôn cảnh, đạo nguyên cảnh, thậm chí còn hư vương cảnh đều tự tìm đối thủ. Nhóc rác rưởi, ngày hôm nay ta đập chết ngươi. Hình Thiên Đan Tôn há miệng khạc ra một cái đàn cổ, tay trái bắn ra, một đạo sóng âm bay ra, thật là như trời đạo như nhau sắc bén, bổ ra một kẽ hở, muốn đem Diệp Thần nuốt vào. Hắn tay phải điều khiển một vòng màu xanh đỉnh lớn, thanh quang chớp mắt, long ảnh thoáng hiện, hoành độ trăm trượng xa, nếu như một cái sắt thép trường thành, mạnh mẽ cực kỳ, rồi sau đó một tiếng khinh minh, long ngâm động chín tầng trời, phối hợp sóng âm, tuyệt sát Diệp Thần. Diệp Thần thân thể hoành qua, một cái sắt thép trường thành vặn cổ mà qua, quét xuống hạ một phiến xanh lơ chiếu rọi, tạo thành một mảnh phế tích. Nếu không phải Diệp Thần nhanh như chớp, như vậy nhất kích dưới. Sợ rằng đã bị thương. Diệp Thần sử dụng tinh thần kiếm, câu động chu vi trăm mét linh khí, ngay tức thì hóa thành trăm ngàn tinh thần cự kiếm, giết hướng Hình Thiên Đan Tôn. Vô tận hắc ám tản đi, vô cùng tinh huy như thác vải như nhau tụ tới, hàng ngàn hàng vạn nói, thỏng xuống, đem màu xanh long ảnh phá hủy, Hình Thiên Đan Tôn màu xanh đỉnh lớn nhưng là bay tới đem tất cả tinh thần cự kiếm vỡ nhỏ. Bịch bịch. Nổ kịch liệt để cho Diệp Thần và Hình Thiên Đan Tôn cũng bạo lui ra. Hai người tạm thời đánh được không phân cao thấp. Không được. Kéo dài như vậy, cho dù ta toàn diệt bọn họ, Lạc Gia người vậy sẽ tổn thất thảm trọng. Diệp Thần ánh mắt quét qua những thứ khác chiến trường, Lạc Gia đế tôn cảnh cường giả, đang bị vây công, Lạc Vô Nhai đám người ở bị Vương Khôn và Lý Lộ vây công, sợ rằng kiên trì không được bao lâu. Hắn ở luân hồi mộ địa trong nói huyết tiền bối. Mượn ta chút lực lượng. Huyết Thất Dạ yên lặng chốc lát, liền nói được. Ngay sau đó, Huyết Thất Dạ đánh ra một phiến huyết quang, nói những lực lượng này,
có thể để cho ngươi hoàn thành cuộc chiến đấu này, sau này thì sẽ tiêu tán. Chỉ bất quá ngươi thân thể phải chịu đựng vô tận đả kích. Nói xong, huyết thất dạ thần niệm phai nhạt chút. Cảm ơn, Diệp Thần cả người lóng lánh ra chín chủng ánh sáng, khảng thương tiếng bên tai không dứt, một phiến lại một mảnh ánh sáng ghé vào màu vàng chiến giáp trên, luân hồi hơi thở nở rộ ra, chấn thiên thước. Giờ phút này, Diệp Thần lực lượng đã sánh bằng đế tôn cảnh. Hắn tay phải cầm tinh thần kiếm, tay trái một quyền vung ra, đại khí bàng bạc, còn có huyết long trỗi lên, nghịch thiên đánh giết ra. Cái gì? Ngươi khí tức trên người làm sao biến thành đế tôn cảnh? Ngươi rốt cuộc là ai? Không thể nào, tuyệt không thể nào. Hình thiên đan tôn thần sắc đại biến, huy động màu xanh đỉnh lớn đứng ở trước người, cũng đem côn ta đan tôn một cái kéo tới đây. Hình thiên, ngươi làm gì? Ta đang mãnh công linh nhất, rất nhanh. Sắc sắc. Giữa lúc côn ta đan tôn lúc nói chuyện, màu máu quả đấm chợt đánh tới, các loại lực lượng xuyên qua côn ta đan tôn thân thể. Bình bịch bịch. Liên tiếp chuỗi tiếng nổ truyền ra. Côn ta đan tôn tại chỗ nổ thành đầy trời máu thịt, thần hồn đều ở đây nháy mắt tức thì tiêu diệt. Nhất đại đế tôn cảnh tầng 4 ngày đan tôn, lúc này chết. Đang lúc này, tất cả tác chiến người đều ngạc nhiên quay đầu lại, ngưng mắt nhìn đứng ngạo nghễ Diệp Thần, kinh hãi không thôi. Ầm một tiếng. Quyền kính cái thế, Diệp Thần liên tiếp đánh nát ba vị thôi ra khách khanh trưởng lão, như vào chỗ không người, tinh thần kiếm rạch một cái, không có gì sánh kịp phi kiếm hoa nhảy ra, liên tục xuyên thủng vương ra 4 vị cường giả. 7 vị cường giả. Ở Diệp Thần 2 chiêu dưới, toàn bộ tiêu diệt. Cùng lúc đó, kiếm uy khuếch tán ra. Đem thôi ra và vương ra 30-40 vị đạo nguyên cảnh tu sĩ, đồng thời xóa bỏ. Mặt đất một phiến máu thịt mơ hồ, khắp nơi đều là cụt tay cụt chân. Nguyên lấy là, nắm chắc phần thắng ba đại đan tôn và ba gia tộc lớn, giờ phút này miễn cưỡng bị Diệp Thần đánh bẹp, gần như tất cả đạo nguyên cảnh và hư vương cảnh, cũng bị diệt. Không, Diệp Thần, ngươi lượn quanh ta một cái mạng à, thôi Nguyệt chợt quỳ xuống trên đất. Không ngừng dập đầu hô ta dập đầu cho ngươi nói xin lỗi, ngươi lượn quanh ta một cái mạng. Nhưng mà, Diệp Thần căn bản không có nương tay dự định, một cổ sát ý sóng cuộn sạch mở, đem thôi Nguyệt chém eo, thần hồn cũng phai mờ. Hoàng Chiến Thiên cùng 4 người vậy dừng công kích lại, mỗi người chú đóng kiếm trận 4 phương, ngưng mắt nhìn nếu như thần tướng vậy chém giết Diệp Thần, kinh hãi không thôi. Hoàn Nhan Phá Quân âm thầm chắt lưỡi, chủ nhân cái này tu vi vậy quá kinh khủng. Khó trách có thể đánh chết huyết linh tộc 6 người, cho dù là phái ta thái thượng trưởng lão ra tay, vậy chắc chắn không phải chủ nhân đối thủ. Chủ nhân thần uy hiển hách, cho dù lão bối nhân vật vậy tuyệt khó ngăn cản. Chủ nhân như thế trẻ tuổi, thì có như vậy tu vi, nhất định là đối kháng huyết linh tộc thiên tuyển người à. Kiếm trận ra, Nhược Hàm nhìn một màn này, như có điều suy nghĩ, quyết định đại chiến kết thúc sau đó, nhất định phải tìm Diệp Thần thương nghị thật kỹ lưỡng một chuyện. Diệp Thần là nàng đã gặp duy nhất có tư cách mở vật kia tồn tại. Vật kia quan hệ đến Hoa Hạ, quan hệ đến Côn Lôn Hư, quan hệ đến huyết linh tộc. Mà giờ khắc này, kiếm trận bên trong, Lạc Giao đang muốn công kích địch nhân, Diệp Thần kiếm sóng cuộn sạch mà qua, đem nàng trước mắt tất cả hư vương cảnh kẻ địch, toàn bộ chu diệt. Lạc Giao thấy vậy, thở dài một hơi, thoáng qua gian, nhưng là tức giận hô Diệp tiên sinh, ta biết ngươi lợi hại. Ngươi sẽ không chừa chút cho ta đối thủ à? Nàng hai tay chống nạnh, thua thiệt bổn cô nương mới vừa rồi còn muốn kéo ngươi đi, không nghĩ tới ngươi như thế lợi hại. Thiệt là, hại ta mất công lo lắng một chàng. Diệp Thần đối với Lạc Giao nói tiếng nói không có chút nào lý sẽ, quơ múa tinh thần kiếm, kiếm sóng cuộn sạch kiếm trận trên dưới, không thể địch nổi lực lượng có thể nói cái thế vô song. Thôi ra, Vương gia, Lý gia ba nhà từ trên xuống dưới. Vô luận nửa bước đế tôn cảnh, vẫn là đạo nguyên cảnh, hư vương cảnh, tất cả mọi người đều ngã ở Diệp Thần kiếm sóng dưới, thần hồn đều bị phai mờ. Lạc Vô Nhai kinh ngạc nhìn trước mắt hết thảy. Những thứ khác năm vị Lạc gia cường giả, lại là cười khổ một tiếng, ba gia tộc lớn lại còn muốn tiêu diệt Diệp Thần. Đây quả thực là làm trò đùa. Diệp Thần thực lực này, xóa bỏ toàn bộ trấn đan hư cũng dư sức có thừa. Mấu chốt ai có thể nghĩ tới cái này mới mấy tháng thời gian, Diệp Thần lại thành tăng đến tình cảnh này. Chốc lát đã qua,
Diệp Thần trên người lực lượng dần dần tản đi, trước mắt còn đứng đơn giản hình thiên đan tôn và vị thứ năm đan tôn, hai người đều bị tổn thương, tu vi càng bị hắn đánh tan hơn nửa. Diệp Thần, người tiểu súc sinh này, không nghĩ tới à? Diệp Thần, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng là ngươi như vậy thí sát, sớm muộn có một ngày, ngươi nhất định sẽ chết, hơn nữa là chết không toàn thây. Hai vị đan tôn mãnh phun một ngụm máu tươi, nguyên lấy là có thể ngay tức thì trong nháy mắt giết Diệp Thần, không nghĩ tới, sắp bị nháy mắt giết là mình. Mấu chốt bọn họ không nghĩ tới Diệp Thần thực lực vì sao đột nhiên mạnh mẽ rất nhiều. Giống như biến thành một người khác vậy. Thằng nhóc này trong cơ thể rốt cuộc cất giấu dạng gì năng lực. Bị thương côn ta đan tôn trực tiếp bị Diệp Thần ngay tức thì trong nháy mắt giết. Sớm biết Diệp Thần cũng như này thần uy, mình sao sẽ cùng là địch. Bọn họ mỗi lần suy nghĩ một chút trước đối với Diệp Thần nói chuyện, liền cảm giác được buồn cười, trên mặt cũng là từng trận nóng. Không nghĩ tới, đã từng vẫy tay là được diệt trừ con kiến, hôm nay lại có thể thành tăng đến kinh khủng như vậy trình độ. Diệp Thần, Linh Nhất Đan Tôn tiến lên, thần giác treo một tia máu tươi, thở dài một tiếng, nói giết tất cả đi. Hắn thất vọng, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thần, nói chấn đan hư, đã không phải là năm đó chấn đan hư, chỉ có ngươi thủ đoạn, mới có thể làm cho chấn đan hư, khôi phục lại vinh quang của ngày xưa. Vậy từ giờ trở đi, ngươi chính là chấn đan hư người bảo vệ, cũng là chấn đan hư chủ nhân. Được. Diệp Thần hai tay phân biệt cầm tinh thần kiếm và Trảm Long Vấn Thiên kiếm, cả người huyết khí phun trào, đem hai kiếm ném bắn ra. Hình Thiên Đan Tôn tuyệt đối không nghĩ tới Linh Nhất Đan Tôn lại có thể sau đó mệnh lệnh như vậy. Trực tiếp tiêu diệt. Điên rồi phải không? Hắn tròng mắt trợn to, gắt gao nhìn chằm chằm Linh Nhất Đan Tôn, lại là giận dữ hét Linh Nhất, ngươi có thể biết ta xảy ra chuyện ý vị như thế nào sao? Ngươi và tiểu súc sinh này Diệp Thần cũng đừng nghĩ sống. Huyết linh tộc cường giả cuối cùng hội chủ làm thịt toàn bộ Côn Lôn hư, còn có một năm thời gian, thậm chí một năm thời gian cũng không cần. Ngươi lấy là chỉ dựa vào các ngươi lực lượng có thể ngăn cản sao? Không thể, dù là các ngươi bước vào đế tôn cảnh, ở đó nhóm cường giả trong mắt, cũng là miểu tiểu như bụi bặm. Ha ha ha! Một hồi cười to vang khắp. Diệp Thần nghe Hình Thiên Đan Tôn nói tiếng nói, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Không có thu tay dự định ngươi nói nhảm vậy nói xong, liền tự mình đưa ngươi lên đường. Rào rào, rào rào. Hai đạo lưu quang xuyên thủng hai vị đan tôn ngực, theo đan điền bể tan tành, thân kiếm tách thả ra thần uy, phai mở thần hồn của bọn họ. Hai vị đan tôn, đồng thời chết. Diệp Thần thu kiếm, rút lui đi kiếm trận, không có xem Bạch Vũ đan tôn, nhưng là nhìn về phía xa xa vô số người vây xem, thanh âm vang vọng. Mấy ngày sắp tới, lại không thôi ra, Vương gia và Lý gia. Còn lại ba nhà tộc nhân, tiến lên cúi đầu đầu hàng, nếu không thì tru diệt. Đối với những gia tộc này, Diệp Thần không có hảo cảm. Hắn không phải một cái người thích giết chóc, nhưng là hắn rất rõ ràng, những người này cuối cùng là uy hiếp. Bóp chết uy hiếp, có thể giải quyết rất nhiều phiền toái. Hỗn loạn đám người ngưng mắt nhìn nếu như tiên tôn vậy Diệp Thần, lập tức bình tĩnh lại. Chính giữa 300-400 người từ từ đi ra, tất cả một mặt đắng chát, hoặc là đau buồn đứng ra, gần như đều là người tuổi trẻ, hoặc là vô cùng già một ít ông già, bà lão đợi một chút, tu vi đều ở đây hư vương cảnh dưới, lớn hơn đều ở đây nhập thánh cảnh, hoặc là siêu phàm cảnh chừng. Bọn họ đều là vương gia, lý gia và thôi gia thiếu niên đồng lứa, hoặc là sản nghiệp ở giữa nghiêng cây tộc nhân, tu vi không cao. Nhưng là xử lý trước kinh doanh các loại sản nghiệp nhiệm vụ. Đại khái hơn 300 người, lẫn nhau quanh quẩn đưa mắt nhìn sau đó, vào tất cả quỳ xuống hô chúng ta nguyện ý rời khỏi gia tộc, thậm chí lấy máu tươi dậy thề, không bao giờ đối với Diệp tiên sinh ra tay. Những lời này dĩ nhiên là nói thật. Bọn họ thấy được Diệp Thần đáng sợ, nào còn dám trả thù à? Huống chi, Diệp Thần sau lưng còn có một cái kinh khủng hơn sư huynh, Diệp Thí Thiên à? Nếu như Diệp Thí Thiên và Diệp Thần hai người ngay cả tay, trừ Côn Lôn hư những cái kia thế lực cao cấp, còn ai dám động cái này hai người. Diệp Thần không để ý tới sẽ những người này, ngược lại đưa mắt rơi vào Linh Nhất Đan Tôn trên mình, nói ta có thể cảm nhận được vòng ngoài còn có một chút sát ý, những người này hẳn không dùng giữ lại, trực tiếp tru diệt. Còn nữa,
Người hẳn biết vậy chết đi ba vị đan tôn sau lưng nội tình, bây giờ là đặc biệt sự việc, những tư nguyên này đối với ta lại nói rất hữu dụng. Hình thiên đan tôn, vị thứ năm đan tôn, côn ta đan tôn. Ba đại đan tôn chiếm cứ chấn đan hư nhiều năm, tích lũy vật liệu nhất định không thiếu, đủ để cho Diệp Thần lại đột phá. Linh nhất đan tôn gật đầu một cái coi như ngươi không nói, chuyện này ta cũng sẽ giúp ngươi xử lý, cái này ba người bên trong. Hình thiên đan tôn cất giữ bảo bối cũng không thiếu, người phái người và ta đi một chuyến đi, đây cũng là ngươi nên được. Diệp Thần biết Linh Nhất Đan Tôn ý tốt, chắp tay nói Diệp Thần ở chỗ này cảm ơn Linh Nhất Đan Tôn. Linh Nhất Đan Tôn con ngươi hơi chăm chú, không nói gì thêm. Sau đó, Diệp Thần ánh mắt lại rơi vào mấy người trên mình, mở miệng nói Hoàng Chiến Thiên. Hoàn Nhan Phá Quân. Các ngươi mấy người, phân biệt đi ba đại đan tôn chỗ chi địa. Đem tất cả vật phẩm mang đến cho ta. Diệp Thần hạ lệnh trước, quanh thân ánh sáng dần dần tản đi, huyết khí và ma khí giống như hai đạo cổ xưa đường vân vần quanh, thần uy hiển hách. Hắn nói sau đạo Hoàng Ngũ Thương, người phụ trách đi Vương gia và Lý gia, thu thập hết thảy vật chất, còn như sản nghiệp do Lạc gia tiếp nhận. Giờ phút này, Diệp Thần đánh bại ba gia tộc lớn, ba đại đan tôn. Lại có Linh Nhất đan tôn khẳng định, vẫn là chấn đan hư đáng mặt người bảo vệ, cũng là người có. Chấn đan hư ở giữa hết thảy vật chất và sản nghiệp, hắn đều có thể tùy ý điều động. Mấu chốt toàn bộ chấn đan hư người, còn ai dám đối với Diệp Thần ra tay cũng hoặc là không theo à. Nhất định chính là tự tìm cái chết. Chúng ta tuân lệnh. Hoàng Chiến Thiên cùng mấy người, mỗi người hướng một cái phương hướng bay đi. Bọn họ rất rõ ràng, mình phải làm gì. Linh Nhất Đan Tôn vậy thầm chấp nhận cử động này, liền nói Diệp Thần, đan đạo đại hội có thay đổi, vốn là thượng cổ Bách Linh Đan, phải ban cho chính giữa hai gia tộc lớn, ta xem liền ban cho Lạc gia và Thẩm gia đi. Do ta và Bạch Vụ Đan Tôn tới luyện chế. Hắn sát cố ý vị nhìn một cái Bạch Vụ Đan Tôn. Đối với thời khắc mấu chốt này bò bò giữ mình người, hảo cảm giảm nhiều, vẫn như cũ duy trì hắn Đan Tôn danh hiệu. Tử trận ba đại Đan Tôn. Nếu như Bạch Vụ Đan Tôn cũng đã chết, chấn đan hư coi như quá trống trải, đối bên ngoài uy tín giảm nhiều, nếu như Diệp Thần rời đi, chấn đan hư có thể như vậy chưa gượng dậy nổi. Thậm chí có thể bị những tông phái khác thừa dịp hư mà vào. Ta không có vấn đề. Diệp Thần trả lời xong, liền nhìn về phía Lạc Vô Nhai và Lạc Giao, tiếp tục nói những thứ khác ba gia tộc sản nghiệp, do các ngươi tới thừa kế. Sau đó, ở chấn đan hư trong... Nghe Linh Nhất Đan Tôn điều khiển là được, hắn có thể đại biểu ta. Đa tạ Diệp tiên sinh. Lạc Vô Nhai chắp tay ôm quyền. Đúng rồi Diệp tiên sinh, hôm nay đại chiến chỉ sợ cũng mệt mỏi, không bằng đi ta Lạc gia nghỉ ngơi một chút, ta Lạc gia đã chuẩn bị tiệc rượu, coi như là Diệp tiên sinh tiếp đón khách tẩy trần. Không cần, Diệp thần nói ta còn muốn đi một chuyến thành Thiên Tuyệt. Hắn nhìn về phía Linh Nhất Đan Tôn và Bạch Vụ Đan Tôn. Nói ba đại đan tôn mất mạng, tương lai chấn đan hư sẽ trống rỗng một đoạn thời gian, các ngươi mau sớm đào tạo trẻ tuổi luyện đan sư. Bạch Phụ Đan Tôn cúi đầu ôm quyền, không dám lại chút nào tâm tư. Hắn vốn đang đối với Diệp Thần và Diệp Thí Thiên có chút rình rập, nhưng là hình thiên đan tôn các người thoáng qua chính là chết ở Diệp Thần thủ hạ. Hắn làm sao dám đối với Diệp Thần động thủ? Ngươi yên tâm, chấn đan hư sự việc có thể giao cho ta. Ngoài ra, người nếu là thấy Lâm Thanh Huyền tiền bối, mời đối với ta thăm hỏi sức khỏe một tiếng. Linh Nhất Đan Tôn dừng lại chốc lát, liền nói chỉ có đạt được hắn cho phép, ta mới có thể đi bái kiến hắn. Cho nên, Diệp Thần, khẩn cầu ngươi. Lâm tiền bối đối với ta có ân tái tạo, ta không xa cầu cái gì, chỉ cầu có thể gặp lại hắn một mặt. Nghe được lời này, Diệp Thần minh bạch Linh một Đan Tôn là một người biết ân. Nhưng là... Lâm Thanh Huyền thần niệm đã từ luân hồi mộ địa trong biến mất, nếu muốn tạm biệt Lâm Thanh Huyền, trừ phi giết tới huyết linh tộc, đem trăm vị đại năng giải cứu ra, nhưng bây giờ, huyết linh tộc cụ thể ở nơi đó cũng còn không biết được. Thậm chí, Diệp Thần cũng không biết, huyết linh tộc rốt cuộc là chỉ một cái đất thần bí đặc thù tu sĩ. Vẫn là phân bố cả thế giới khổng lồ thực lực. Những thứ này cũng chỉ có thể đi tìm Hoàng gia lão tổ. Ban đầu cái này Hoàng gia lão tổ đem huyết linh tộc dẫn tiến vào, nếu muốn biết huyết linh tộc tình huống cụ thể, phải được thẩm vấn Hoàng gia lão tổ. Người gặp được sư phó.
Nhưng là, thời gian sẽ có chút dài. Diệp thần đem Linh Nhất Đan Tôn và Bạch Vũ Đan Tôn, Lạc Vô Nhai, cùng với Lạc gia 5 vị cường giả, cũng mang nhập trong một căn phòng. Hắn ánh mắt quét qua tất cả mọi người, liền nói huyết linh tộc sự việc, các ngươi hẳn biết chứ. Huyết linh tộc, Lạc Vô Nhai con người phóng đại, mơ hồ cảm giác có chút sợ hãi. Những thứ khác 5 vị Lạc gia cường giả, cũng là than thở một tiếng, bị hắn khủng bố áp chế. Thấy bọn họ cái này bức mạc dạng, Diệp thần quay lại nhìn về phía Linh Nhất Đan Tôn và Bạch Vũ Đan Tôn, hỏi các ngươi hẳn là biết, mỗi 100 năm Côn Lôn Hư muốn đưa lần trước 100 vị đế tôn cảnh cường giả cho huyết linh tộc. Dĩ nhiên biết, Linh Nhất Đan Tôn vừa nghe nói như vậy liền lửa giận ngút trời. Biết, nhưng là không có biện pháp, Bạch Vũ Đan Tôn tựa như đánh mất ý chí chiến đấu, lộ vẻ được phá lệ bình thản, tựa hồ cảm thấy đã là không cách nào thay đổi tình huống. Liền vô tri vô giác, lại không có bất kỳ biểu lộ gì. Diệp thần suy tư một phen, liền chuẩn bị đem trong lòng dự định nói cho bọn họ. Hắn nói một năm sau, chính là chuyển vận 100 vị đế tôn cảnh thiên tài thời gian. Nhưng là, huyết linh bí cảnh trong lại có 6 cái huyết linh tộc tộc nhân, cái này ngươi biết đi. Biết, biết, vậy 6 cái vô liêm sỉ. Lạc Vô Nhai và Linh Nhất Đan Tôn cũng đối với 6 người kia tràn đầy oán hận. Bạch Vũ Đan Tôn thì muốn bình tĩnh chút nói mỗi lần huyết linh bí cảnh mở lúc, bọn họ 6 người cũng sẽ cướp đoạt người tuổi trẻ sinh mạng khí, lấy kéo dài thân mình, đây tựa hồ là trạng thái bình thường. Diệp thần lấy ra một quả màu máu đầu lâu, thần giác phác họa nụ cười, nói loại người này, ta tự nhiên sẽ không cho phép bọn họ còn sống, ở huyết linh bí cảnh lúc, ta đã đem bọn họ tru diệt. Hắn tựa đầu lô đặt lên bàn, tỏ ý mọi người tra xem. Cái gì? Đế tôn cảnh trung kỳ người huyết linh tộc đầu lâu, phía trên có huyết linh tộc hơi thở. Bạch Vũ Đan Tôn và Linh Nhất Đan Tôn, thời gian đầu tiên liền nhìn ra đầu lâu nguồn, một mặt hoảng sợ quan sát Diệp thần. Linh Nhất Đan Tôn trong lòng khiếp sợ khó mà bình phục, hơi có vẻ chút ngạc nhiên mừng rỡ, nói ngươi lại có thể thật giết huyết linh tộc 6 người kia. Hắn thật trừ kinh hãi chỉ có kinh hãi. Hắn so người bất kỳ đều biết 6 người kia thực lực. Mấu chốt Diệp thần làm sao có thể chém chết 6 người kia? Chẳng lẽ Diệp thần cảnh giới đã bước vào Côn Lôn Hư đỉnh cấp? Không thể nào. Thời khắc này Linh Nhất Đan Tôn trong lòng tràn đầy vô hạn nghi ngờ. Bạch Vũ Đan Tôn vậy còn cũng không khá hơn chút nào, trong lòng thấp thỏm do như sóng biển phập phồng không ngừng. Hắn vui mừng không có ban đầu đứng ở Hình Thiên Đan Tôn bên người. Nếu là đúng Diệp thần ra tay, sợ rằng hắn đã biến thành một cổ thi thể. Cái này Diệp thần đơn giản là một người điên à. Huyết linh tộc người cũng dám giết. Cái này hoàn toàn liền là tên điên à. Diệp thần không sợ một năm sau bị người huyết linh tộc thanh toán à. Bạch Vũ Đan Tôn do dự mấy giây, vẫn mở miệng nói Diệp tiên sinh, có chuyện ngươi có thể không biết, 6 người kia xảy ra chuyện, huyết linh tộc tất nhiên sẽ cảm nhận được. Đến lúc đó, nếu có chân chính huyết linh tộc cường giả hạ xuống, bọn họ mục tiêu thứ nhất chính là Diệp tiên sinh ngươi à. Huyết linh tộc người, giết thì giết. Có cái gì tốt sợ? Diệp thần lãnh đạm ánh mắt, quét nhìn qua tất cả mọi người bọn họ, rồi sau đó bình tĩnh nói Côn Lôn Hư thần phục huyết linh tộc quá lâu. Không cần thiết ở thần phục đi xuống. Hắn lấy ra Hàn Vân Ngọc Bội, cùng với Nhược Tông Chủ cấp cho Phó Tông Chủ chiếc nhẫn. Hắn bày trên bàn, Ngọc Bội phát ra linh quang. Mơ hồ được một cái hiện ra một cái thanh long hư ảnh, chiếc nhẫn thì lóe lên sáng bóng, rồi sau đó trong nháy mắt hiện ra một bụi bách thánh thuốc hư ảnh, hai cái hư ảnh, mỗi người tản ra linh uy, khiếp sợ mọi người. Hàn Vân thanh long ngọc bái phục, thánh thảo điện phó tông chủ chiếc nhẫn. Bạch Vũ Đan Tôn và Linh Nhất Đan Tôn, ngẩng đầu lại xem Diệp thần lúc, thần sắc hoảng hốt, trong mắt kẹp hiện ra vẻ khiếp sợ, ngạc nhiên mừng rỡ, nhưng lại không biết nguyên do cảm giác. Diệp thần như vậy cử động, chính là mình tăng thêm tin phục lực. Hàn Vân. Trước mắt, Côn Lôn Hư còn sót tham dự qua năm đó đại chiến người. Cả người tu vi cực kỳ kinh khủng, rất nhiều cao tầng cũng cho rằng, Hàn Vân là trước mắt Côn Lôn Hư nhất biết rõ huyết linh tộc tồn tại. Còn như Thánh Thảo Điện, thượng cổ đại chiến trước nhất là rộng lớn linh dược môn phái, nắm giữ Côn Lôn Hư 40% linh dược cung cấp, thượng cổ đại chiến Côn Lôn Hư suy vi sau đó. Thánh Thảo Điện lánh đời, nhưng các loại tư liệu, trưởng môn tín vật,
phó trưởng môn tín vật có thể hình vẽ mạc dạng, đều còn ở Côn Lôn hư truyền lưu. Hiện nay, Diệp Thần có Thánh Thảo Điện và Hàn Vân tín vật. Há chẳng phải là nói, Hàn Vân tiền bối và Thánh Thảo Điện đã giúp đỡ Diệp Thần. Cái này sẽ gia tăng thật lớn hai vị Đan Tôn và Lạc Vô Nhai, giúp đỡ Diệp Thần dự định, dẫu sao Diệp Thần bài tẩy gì cũng không cho, người ta cũng không khả năng dựa vào tình nghĩa, kéo lên cả nhà lớn nhỏ theo Diệp Thần đi liều mạng huyết linh tộc. Linh Nhất Đan Tôn hỏi Hàn Vân tiền bối ngọc bội, cho ngươi. Hàn Vân tiền bối khỏi bệnh rồi. Hàn Vân tiền bối, vốn là không có bệnh. Còn như phó tông chủ chiếc nhẫn, chính là nhược tông chủ giao cho ta. Thật ra thì, ta đã sớm cùng bọn họ thương nghị xong, lần này, muốn ngăn cản huyết linh tộc. Diệp Thần ánh mắt bình tĩnh mắt nhìn xuống mọi người, nhưng cho mọi người một cổ vô cùng lớn áp lực, phảng phất là một vị trí cao tồn tại ở mắt nhìn xuống bọn họ. Diệp Thần lại nói các ngươi chính là ta đối kháng huyết linh tộc trạm thứ nhất. Ta sẽ từng bước thống nhất Chấn Đan Hư, Thành Thiên Tuyệt, Thanh Huyền Đỉnh, Sát Lục Chi Địa, đem toàn bộ Côn Lôn Hư đóng hết, đối kháng huyết linh tộc. Nghe xong Diệp Thần mà nói, Linh Nhất Đan Tôn yên lặng hồi lâu, liền truyền âm hỏi nếu như ta không đoán sai, Lâm Thanh Huyền tiền bối, cũng ở đây giúp đỡ chuyện này đi. Diệp Thần do dự hồi lâu, vẫn là gật đầu ta là hắn đối kháng huyết linh tộc hy vọng. Rõ ràng, Linh Nhất Đan Tôn lúc này lui về phía sau một bước, ôm quyền nói ta Linh Nhất, nguyện lấy là chém chết huyết linh tộc người cống hiến nguyên mỏng lực, sau đó Chấn Đan Hư lấy Diệp Thần làm chủ. Ta thì tương trợ Diệp Thần quản lý Chấn Đan Hư, chung nhau bước lên đối kháng huyết linh tộc đường. Hắn dài hô một hơi, vui mừng nói mấy ngàn năm, cuối cùng là có người đứng ra, giơ lên đối kháng huyết linh tộc đại kỳ. Bạch Phụ, huyết linh tộc chèn ép Côn Luân chúng ta hư nhiều năm như vậy, thà khom lưng khuỵ gối sống, không bằng đứng nghiêm chết. Linh Nhất Đan Tôn lúc này đứng ở Diệp Thần trước người, nói ngươi yên tâm, Chấn Đan Hư lấy ngươi làm chủ. Đồng thời vậy sẽ trở thành là ngươi kiên cường điểm tiếp liệu. Hắn thầm nghĩ tác chiến liền cần đan dược, linh dược. Thánh Thảo Điện phụ trách linh dược, vậy ta liền phụ trách đan dược. Thề phải đi theo Diệp Thần, cùng huyết linh tộc hợp lại rốt cuộc. Được. Bạch Phụ Đan Tôn gật đầu mạnh mẽ, trong mắt hơi khôi phục chút thần sắc. Ta vô tri vô giác đã nhiều năm như vậy, cũng sống đủ rồi, chính là phải chết, vậy được là Côn Lôn hư hết sức chút lực lượng. Diệp Thần, ngươi là cái đầu tiên giơ lên lá cờ người, sau này ta lấy ngươi vi tôn. Dõi mắt lớn như vậy Côn Lôn hư. Có ai dám chống cự huyết linh tộc? Hoàng gia, đạo tông, vẫn là những cái kia thế lực cao cấp. Hoàng gia hoàn toàn chính là huyết linh tộc chó. Đạo tông lại là thấy người huyết linh tộc, dám cũng không dám thả một cái, còn lại gia tộc nhỏ, nghe được, huyết linh tộc, ba chữ cũng đã sợ hãi không dứt. Hiện nay, chỉ có Diệp Thần, có cái này khí phách, can đảm, cũng có thực lực này, giơ lên cờ lớn, đối kháng huyết linh tộc. Nếu hai vị Đan Tôn cũng lựa chọn như vậy, ta làm sao sẽ cự tuyệt đâu? Lạc Vô Nhai cười khổ mấy tiếng, ôm quyền nói Diệp tiên sinh, ta Lạc gia lấy luyện đan làm chủ, sẽ phụ trợ hai vị Đan Tôn, là người ngươi luyện chế các loại đan dược. Nhưng là, nhà chúng ta cao cấp cường giả, chiến lực quá thấp. Sợ rằng tương lai ra chiến trường cũng vô dụng, cho nên để cho bọn họ cùng chung luyện đan đi. Nghe lời nói này, bên cạnh Lạc gia năm ông già, không khỏi được cười khổ một tiếng, gia chủ nói được cũng đúng, bọn họ cái này sức chiến đấu, đều là để cho Diệp Thần nháy mắt giết phần, ra chiến trường thật không thích hợp, luyện một chút đan dược còn có thể. Ta sẽ đem luyện đan pháp quyết truyền xuống, để cho các ngươi dễ dàng hơn luyện chế thượng cổ bách linh đan, thiên vũ đan. Suối vàng đan cùng nhanh chóng tăng lên thực lực đan dược. Diệp Thần tổng kết đạo tóm lại, các ngươi hiện ở trước mắt có hai cái. Cái đầu tiên, đào tạo càng hơn luyện đan sư, luyện chế hàng loạt đan dược. Cái thứ hai, nhanh chóng bồi dưỡng hàng loạt đạo nguyên cảnh tu sĩ. Sau đó, ta sẽ suy nghĩ ra có thể để cho đạo nguyên cảnh nhanh chóng lên cấp là đế tôn cảnh đan dược, sau đó giao cho các ngươi luyện chế. Diệp Thần ngày hôm nay lời nói này, chủ yếu chính là hoàn toàn thu phục Chấn Đan Hư, cũng để cho hai vị Đan Tôn và Lạc gia có cái đối kháng huyết linh tộc chuẩn bị cùng phương hướng. Đồng thời, lợi dụng dạy Chấn Đan Hư hàng loạt luyện đan sư, hơn luyện chế nhiều đan dược. Một năm sau huyết linh tộc hạ xuống, tự mình tới giải quyết. Chúng ta rõ ràng.
Người cứ việc yên tâm. Lạc Vô Nhai và hai vị đan tôn cũng tỏ thái độ. Diệp Thần cầm ra mấy loại luyện đan pháp quyết, đều là từ trước luân hồi mộ địa đại năng trong tay lấy được, hai bản là đạo nguyên cấp thuật luyện đan, một quyển là đế cấp thuật luyện đan, lấy hai vị đan tôn và Lạc Vô Nhai tiêu chuẩn luyện đan, không bao lâu là có thể hiểu rõ. Đến lúc đó, bọn họ luyện chế thượng cổ bách linh đan, hiệu suất cũng sẽ không kém mình nhiều ít. Tốt lắm, tình huống chính là như vậy. Ta thủ hạ có Quang Minh Điện và Ám Điện. Ám Điện phụ trách diệt trừ những cái kia đầu dựa vào huyết linh tộc gia tộc nhỏ. Diệp Thần nói ta sẽ để cho Ám Điện người phụ trách Diệp Lăng Thiên cùng các ngươi liên lạc, các ngươi phụ trách đan dược cho bọn họ. Hắn thu hồi Hàn Vân Ngọc Bội và Nhược Tông chủ chiếc nhẫn, nói còn như Quang Minh Điện, thì lấy Thánh Thảo Điện làm chủ thể, chấn đan hư bây giờ vậy nhét vào Quang Minh Điện bên trong. Sau này, ta sẽ để cho Quang Minh Điện người phụ trách liên lạc các ngươi. Ta thì cần phải đi xử lý hoàng gia vấn đề, hai điện tình huống ta không thời gian lúc nào hỏi tới, nhưng không hy vọng các ngươi nổi lên va chạm. Diệp Thần đơn giản dặn dò tình huống, liền dùng thuật pháp thông báo cho Diệp Lạc Nhi, Diệp Lăng Thiên, để cho bọn họ đem Quang Minh Điện và Ám Điện, cũng mang tới Trấn Đan Hư, lấy Trấn Đan Hư làm chủ phải căn cứ. Chủ nhân, linh dược và các loại đan dược, đã mang về. Hoàn Nhan Phá Quân Hoàng Chiến Thiên rối rít trở về, bọn họ phân biệt đưa lên ba cái chiếc nhẫn chữ vật, bên trong đựng huyền thạch và các loại binh khí, linh dược, đan dược chờ một chút. Diệp Thần lấy tới vừa thấy, linh thức đảo qua, hơi kinh hãi. Trong lòng lại là âm thầm chắt lưỡi. Ba đại đan tôn, thật là giàu chảy mỡ à. Ba đại đan tôn sống mấy ngàn năm, bất kỳ một người nào nội tình, cũng vượt qua xa trong cùng môn phái. Có thể nói như vậy, mỗi một vị đan tôn cũng đi lại bảo khố, nhưng tuyệt sẽ không có người đi chủ động đắc tội đan tôn, Diệp Thần ngược lại là một ngoại lệ. Bây giờ Diệp Thần, dùng một câu khái quát đó chính là rơi vào kho bạc. Thiên Huyền Đan, Vạn Châu Thảo, Ngộ Đạo Đan. Diệp Thần từ ba vị đan tôn trong nhẫn chữ vật, phân biệt cầm ra ba kiện chí bảo, đủ để cho hắn lại dẫn ngộ một con đường linh dược và đan dược. Hắn liền nhìn về phía linh nhất đan tôn đám người nói các ngươi đi trước luyện chế thượng cổ bách linh đan, ban cho Lạc gia và Thẩm gia, đồng thời tìm lại ra ba cái luyện đan sư, dùng để thay thế ba đại đan tôn vị trí. Trấn đan hư vận hành, hoàn toàn khởi động. Bây giờ, ta muốn bế quan, đánh vào đạo nguyên cảnh tiếp theo cảnh giới. Thấy vậy, hai đại đan tôn và Lạc Vô Nhai, năm vị Lạc gia cường giả, đồng thời rời đi. Bọn họ cần phải đi chủ trì còn dư lại công việc. Hoàng Chiến Thiên cùng ba người thì ở ngoài cửa canh phòng Diệp Thần, đồng thời liên lạc Diệp Lăng Thiên và Diệp Lạc Nhi các người chạy tới. Trong nhà, Diệp Thần hít thở sâu một hơi, ngay sau đó lấy ra Thiên Huyền Đan, ánh mắt quét qua phân bố đan văn đan dược, cũng không nói nhảm, một hớp phục đi xuống, nháy mắt tức thì liền cảm giác vô số đạo uẩn ở trong người nổ lên, tràn đầy toàn bộ đan điền, biên độ lớn tăng lên mình tu vi. Cùng lúc đó, bất diệt kiếm đạo hiện lên Diệp Thần sau lưng. Điều này, đạo, đã hoàn thiện muốn trình độ cao nhất, Diệp Thần cần hoàn thiện mới một cái, đạo. Sát lục chi đạo. Do luân hồi mộ địa trong vị trí thứ ba đại năng, giết hại đạo quân, đạo. Tiến vào đạo quân đem sát lục chi đạo, truyền cho Diệp Thần sau đó, thần niệm liền biến mất. Điều này Diệp Thần ước chừng suy nghĩ đến gia lông, xa không bằng đúng không diệt kiếm đạo. Có như vậy sâu sắc tu luyện. Nhưng bây giờ, đột phá cần lại hoàn thiện một con đường, Diệp Thần liền chọn sát lục chi đạo. Sát lục chi đạo chủ giết, bàn về lực sát thương vẫn còn ở bất diệt kiếm đạo trên. Nhưng là vô cùng khó tu luyện, chỉ có uống ẩn chứa đạo uẩn linh đan, mới có thể tăng nhanh tu luyện và hoàn thiện tốc độ. Mà Thiên Huyền Đan, bàn về phẩm chất là linh đan cao cấp, nhưng hiệu quả xa ở trên cao cổ bách linh đan trên. Như vậy một viên thuốc đủ để cho đạo nguyên cảnh tầng trời một tu sĩ sau khi dùng, trực tiếp tăng lên tới đạo nguyên cảnh bát tầng thiên. Nhưng đối với Diệp Thần, sau khi dùng vậy chỉ có thể hoàn thiện sát lục chi đạo. Huống chi, côn ta đan tôn cũng chỉ có một quả như vậy Thiên Huyền Đan, hẳn là bất ngờ đạt được. Lấy côn ta đan tôn thuật luyện đan, còn không luyện chế được loại tiêu chuẩn này linh đan. Rất nhanh, Diệp Thần luyện hóa Thiên Huyền Đan. Cả người quanh quẩn cổ hao tổn đạo uẩn, sau lưng trôi lơ lửng sát lục chi đạo tại bất diệt kiếm đạo,
rủ xuống hạ hơn ngàn đạo khủng bố kiếm khí, giống như tiên vương tái thế vậy, kinh khủng hơi thở như sóng đảo vậy liên miên không ngừng. Hắn tiếp theo cầm lên vạn châu thảo và ngộ đạo đan uống. Mấy giờ sau này, một cổ khí tức cường đại, tràn ngập ở toàn bộ trấn đan hư trên. Diệp Thần ngồi xếp bằng, nguyên bản đóng chặt tròng mắt đột nhiên mở ra, hắn thân thể quanh quẩn từng đạo ánh sáng, như dục hỏa sống lại thần long vậy, có vô cùng thần uy, sau lưng lơ lửng sát lục chi đạo và bất diệt kiếm đạo, rủ xuống hạ các loại sát khí kiếm khí, làm được thiên địa đều ở đây là hắn phát ra âm thanh, thần uy cuồn cuộn bốn phương, tất cả thiên địa chấn động. Hoàng Chiến Thiên đưa mắt nhìn Diệp Thần, khá là vui vẻ nói chủ nhân, lại đột phá. Chủ nhân ở đạo nguyên cảnh đột phá, thì có như vậy thần uy. Hoàn Nhan Phá Quân cũng là kinh hãi đến mức tận cùng, cũng không biết chủ nhân lúc nào vượt qua đạo tôn cảnh. Đến lúc đó toàn bộ Côn Lôn hư có phải hay không cũng sẽ dị động. Mọi người ở đây kinh hãi lúc đó, một đạo mang máu bóng người lảo đảo nghiêng ngã vọt ra. Khi thấy cái này cả người là máu người, Hoàng Chiến Thiên cùng với Hoàn Nhan Phá Quân sắc mặt đại biến. Bởi vì xảy ra chuyện không phải người khác, mà là bị Diệp Thần an bài đi thôi ra Hoàng Ngũ Thương. Hoàng Ngũ Thương, rốt cuộc phát sinh cái gì? Không nên quấy nhiễu chủ nhân đột phá. Hoàng Chiến Thiên một bước ra, vội vàng đỡ Hoàng Ngũ Thương, nhưng là Diệp Thần đột phá gian phòng cửa đã đẩy ra. Hoàng Ngũ Thương căn bản không có lý sẽ Hoàng Chiến Thiên, mà là nhìn về phía cái đó tràn đầy khí tức cuồng bạo xếp chân thiếu niên, gằn từng chữ. Chủ nhân! Thôi ra phủ đệ đột nhiên nhô ra bốn vị đế tôn cảnh cường giả, ta không địch lại. Hoàng Ngũ Thương cả người máu tươi chạy tới, hắn vơ vét xong liền Vương gia và Lý gia vật liệu, đi ngang qua Thôi ra lúc liền gặp phải Thôi ra cường giả các người tấn công. Giờ phút này, hắn nhiều chỗ bên trong gãy xương nứt ra, nếu không phải là có trước thâm hậu nội tình, đối mặt bốn vị cơ hồ sánh bằng đế tôn cảnh cường giả mãnh công, đã sớm chết. Rào rào. Diệp Thần ngay tức thì thu liễm đột phá hơi thở, lại là đứng lên, mắt nhìn Thôi ra phương hướng, thần uy chói lọi trời, Thôi ra tàn dư. Liền người ta cũng dám động. Đã như vậy, trực tiếp xóa đi chính là. Ta đây là muốn xem huyết linh tộc có thể hay không bảo vệ bọn họ. Một cổ sát cơ lạnh như băng ngay tức thì lan tràn ra. Hoàng Ngũ Thương, ngươi lưu ở chỗ này chữa thương. Ta đi chu diệt Thôi ra. Diệp Thần giao phó một câu, liền chạy thẳng tới Thôi ra đi, bước vào đạo nguyên cảnh sau đó, hắn tốc độ lại là mau đến mức tận cùng, lớn như vậy trấn đan hư ở dưới chân hắn tựa như bất quá một chút khoảng cách, không bao lâu liền tới đến Thôi ra phủ bên trong. Mà bây giờ, Thôi ra phủ, loạn thành một phiến. Phụ nữ trẻ em cửa khắp nơi chạy thoát thân, cái đừng nhập thánh cảnh và thánh vương cảnh người, cầm binh khí đi theo bốn cái Thôi ra trưởng lão sau lưng. Đang cùng với Lạc Vô Nhai và Lạc Gia năm vị cao cấp cường giả đối lập. Bốn vị Thôi ra trưởng lão. Bất ngờ chính là ẩn giấu Thôi mệnh cùng bốn vị trưởng lão, bởi vì Thôi ra đầu dựa vào huyết linh tộc, may mắn tránh khỏi xuống bốn cái lão ra. Giờ phút này bốn người hơi thở khủng bố đến trình độ cao nhất. Diệp Thần, người rốt cuộc đã tới. Lạc Vô Nhai nhìn về phía Diệp Thần, nói ra tộc trưởng lão nói, cái này bốn cái lão ra. Năm đó đã hiến tặng cho huyết linh tộc tiêu diệt, nhưng là vẫn còn sống, xem ra Thôi ra vậy đầu phục huyết linh tộc. Diệp Thần khẽ gật đầu, ánh mắt quét qua Thôi mệnh các người, nói nếu, các người Thôi ra đầu dựa vào huyết linh tộc, vậy thì chết hết đi. Đầu dựa vào huyết linh tộc. Cái này cùng phản nghịch hạng người, chu diệt cửu tộc, đều là nhẹ được. Lúc này, Diệp Thần ngón tay bắt pháp quyết, thần lôi lực bộc phát ra, ầm sấm sét tiếng bên tai không dứt. Có thể rõ ràng thấy được trên bầu trời thành phiến lôi quang rơi xuống, đánh xuống ở Thôi ra phủ bên trong. Tích tí tách bót. Từng trận tiếng nổ truyền ra, lớn như vậy Thôi ra kiến trúc lúc này hóa thành một phiến cho tàn. Thôi mệnh hừ lạnh một tiếng trực tiếp sử dụng trường kiếm tránh thoát, lại là trôi lơ lửng đỉnh đầu chặn lại lôi quang. Hắn thần sắc dữ tợn nói Diệp Thần, người đã diệt ta Thôi ra gia chủ đã còn lại cường giả, vì sao còn không chịu thả qua chúng ta? Hắn chợt phun ra một ngụm máu tươi, mới vừa mặc dù ngăn cản lôi quang, nhưng bị chấn thương liền nội chiến. Hắn hai tay quanh quẩn màu máu sáng bóng, ra chỉ song kiếm trên, thầm nghĩ thời khắc này Diệp Thần, mặc dù không có tiêu diệt ba đại đan tôn cường đại như vậy.
nhưng vậy tuyệt không phải ta có thể ngăn cản. Đáng chết, sớm biết liền bỏ qua gia tộc, không đi đánh lén người nọ, nếu không vậy chưa đến nỗi đem Diệp Thần cho đưa tới. Nguyên bản, bốn vị Thôi gia trưởng lão thấy Diệp Thần chu diệt ba đại đan tôn lúc, biết rõ không phải là đối thủ, liền muốn cuốn chăn đệm đường chạy, đang cuốn chăn đệm thời điểm Hoàng Ngũ Thương đến, vốn là muốn tập sát Hoàng Ngũ Thương sau đó, lập tức chạy trốn xa. Không nghĩ tới Hoàng Ngũ Thương ngăn trở bọn họ tập kích, mới vừa trốn. Diệp Thần cái này sát thần đã đến. Diệp Thần, người thả chúng ta một con đường sống, chúng ta nguyện ý đem tất cả linh thạch và linh dược, đan dược đưa cho ngươi. Thôi Mệnh dài hô một hơi, trưởng chỉ nhọn một đoàn sáng lạng cực kỳ huyết khí lặng lẽ xuất hiện, ngay sau đó bộc phát ra, giống như trong bầu trời đêm đột nhiên toát ra một đóa nhất hoa mỹ màu máu nhụy hoa, đánh nổ liền đầy trời lôi quang, đánh ra một con đường sống. Đi mau! Diệp Thần chúng ta không ngăn nổi. Thôi Mệnh la to một tiếng, liền cùng ba vị trưởng lão tứ tán bỏ trốn. Đối mặt sát thần Diệp Thần, chỉ có chạy. Ta để cho các ngươi đi à? Ngay tại Thôi Mệnh dự định rời đi lúc đó, hắn sau lưng bất thình lình vang lên một giọng nói. Thanh âm này cực kỳ lạnh như băng. Thậm chí để cho hắn cảm thấy là máu. Diệp Thần. Diệp Thần lúc nào xuất hiện ở sau lưng hắn? Làm sao có thể? Các ngươi bốn người, lại còn muốn cẩu hoạt phu thế, đây chẳng phải là thật xin lỗi những cái kia đã từng đối kháng huyết linh tộc các tiền bối. Diệp Thần không chút nào lòng thương hại, đột nhiên ra tay, giống như là một tôn thiên thần vậy, một trưởng vung ra, vỗ vào một vị Thôi gia trưởng lão đỉnh đầu trôi lơ lửng đồng xanh trên đại đỉnh, khảng thương vang dội. Bót! Một khắc sau, màu xanh đỉnh lớn vỡ ra. Vị này Thôi gia trưởng lão chợt một ngụm máu tươi, xương cốt toàn thân vỡ vụn, suy yếu trên đất, vội vàng hô, Diệp Thần, ngươi lượn quanh ta một mạng, ta có thể là ngươi làm trâu làm ngựa. Ngươi lượn quanh ta một mạng đi. Ngay chớp mắt, mình liền bị Diệp Thần bị thương nặng. Căn bản không phải đối thủ, chạy thoát thân đều là hy vọng xa vời. Ta không cần. Chết. Diệp Thần bàn tay rơi xuống, nếu như một mảnh màu máu tầng mây vỗ xuống mặt đất, đem đánh cho thành bùn máu, máu thịt tung tóe đầy đất. Trước mắt hắn không có nắm trong tay đế tôn cảnh thủ đoạn, cho nên không có tiếp nhận vị này Thôi gia trưởng lão đầu hàng. Dù là hắn có nắm trong tay đế tôn cảnh tồn tại, đối với những thứ này phản bội Côn Lôn hư Thôi gia trưởng lão, cũng sẽ không nương tay. Mà giờ khắc này, Lạc gia năm vị đế tôn cảnh cường giả, trước sau ngăn cản Thôi Mệnh cùng ba vị trưởng lão, kịch chiến chung một chỗ. Diệp Thần ánh mắt rơi vào Thôi Mệnh trên người trưởng lão, nói các ngươi loại người này, sống ở Côn Lôn hư, cũng lãng phí không khí, ta tự tay đưa các ngươi lên đường. Sau lưng hắn hiện ra sát lục chi đạo, cả người quanh quẩn huyết khí, vỗ nữa ra một trường, rơi vào Thôi Mệnh đỉnh đầu song kiếm trên, nháy mắt tức thì bộc phát ra nhất là lần đầu ánh sáng, giống như là một vòng núi lửa nổ tung, nham thạch nóng chảy loạn không, một cổ cường đại sát khí cuộn sạch 10 mét khối, rung động lòng người, càn quét bát hoang sáu hợp. Diệp Thần, chúng ta đầu hàng huyết linh tộc, cũng là vạn bất đắc dĩ à? Ngươi liền tha cho ta cửa đi. Thôi Mạng lớn tiếng kêu, chưa còn nghĩ tiêu diệt Diệp Thần, giờ phút này ngược lại là cầu xin tha thứ nhanh hơn. Nếu như vạn bất đắc dĩ, thì phải đầu dựa vào huyết linh tộc. Như vậy, ngươi không phụ lòng những cái kia thời đại thượng cổ, đối kháng huyết linh tộc các tiền bối à? Ngươi giảm huyết linh tộc đây là sự thật, cho nên ngươi hẳn phải chết. Diệp Thần cũng không sẽ bởi vì cái này thương hại Thôi Mệnh. Thôi ra tàn dư, không thể thả qua. Cho nên Thôi ra bốn vị đế tôn cảnh cường giả, hẳn phải chết. Rắc rắc. Song kiếm thân kiếm xuất hiện từng đạo vết rách, huyết quang tràn ra, mắt xem thì sẽ đến ranh giới tan rã. Diệp Thần chợt vỗ nữa ra một trường, chấn áp xuống. Bình bịch bịch. Thôi Mệnh toàn thân tuôn ra thiên bách lỗ máu, thần hồn đều ở đây nháy mắt tức thì bị phai mờ. Nhất đại đế tôn cảnh cường giả, chính là như vậy bị Diệp Thần hai trưởng đánh chết. Diệp Thần, công lực lại lên thăng một tầng. Đạo nguyên cảnh, vẫy tay tiêu diệt đế tôn cảnh, cái này cũng quá kinh khủng đi. Lạc Vô Nhai ngưng mắt nhìn xa xa Diệp Thần, cảm khái liền liền, khó trách, hắn có thể dơ lên cờ lớn đối kháng huyết linh tộc, chỉ riêng phần này thiên phú và chiến lực, nhất là tấn thăng tốc độ, liền quá nhanh, không bao lâu,
sợ rằng Côn Lôn hư liền không có người nào là hắn đối thủ. Hắn hồi tưởng lại, mình đã từng còn coi thường Diệp Thần, liền cảm giác buồn cười. Ban đầu như thế liền đem như thế cái tuyệt thế yêu nghiệt, thả ra ngoài cửa. Nếu là ban đầu, trực tiếp cầm Lạc Giao gả cho Diệp Thần, nhận định Diệp Thần là mình nữ tế, sau này ở Côn Lôn hư Lạc gia nhưng ngay khi gậy sắt đinh đinh thế lực lớn. Lạc Vô Nhai thương tiếc một tiếng. Giữa lúc Lạc Vô Nhai suy tư hồi lâu lúc, xa xa trong bộc phát ra hai cổ sáng chói ánh sáng rực rỡ. Theo hai đạo tiếng nổ truyền ra, hai vị thôi ra đế tôn cảnh tầng 4 ngày cường giả, bị Diệp Thần một kiếm đánh cho thành huyết vụ đầy trời. Giải quyết thôi ra sự việc sau đó, Diệp Thần chính là trở lại trong phòng, vững chắc tu vi. Diệp Thần ngồi xếp bằng, vận chuyển cửu thiên huyền dương quyết, trong cơ thể huyết long lại là lao ra thân thể. Cả nhà đều là suýt nữa phá vỡ. Bất đắc dĩ, Diệp Thần chỉ có thể để cho huyết long trở lại luân hồi mộ địa. Diệp Thần ý thức tiến vào luân hồi mộ địa, nhìn bầu trời huyết long, hắn có thể cảm nhận được huyết long cơ hồ thực chất. Đoạn này thời gian, huyết long hư ảnh hấp thu quá nhiều huyết khí. Những huyết khí này thậm chí rất nhiều là đế tôn cảnh cường giả. Đây đối với huyết long mà nói đơn giản là vật đại bổ. Siết Hại đạo quân nói qua, hắn giết người càng nhiều, trong lòng sát đạo càng mạnh, huyết long chính là càng mạnh. Xem ra khoảng cách huyết long hư ảnh chân chính thành là 9 tầng trời cự long không xa. Đến lúc đó có lẽ đối kháng huyết linh tộc, cứu ra vậy trăm vị đại năng, còn muốn dựa vào huyết long. Diệp Thần không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục tu luyện. Một đêm yên lặng. Sáng sớm, Diệp Lăng Thiên và Diệp Lạc Nhi chính là chạy tới trấn Đan Hư, gặp được Linh Nhất Đan Tôn và Lạc Vô Nhai các người, bọn họ nói chuyện với nhau một phen, liền dựa theo Diệp Thần giao phó. Bắt đầu chuẩn bị luyện đan, đào tạo nhiều cao thủ. Trấn Đan Hư chỉnh hợp là một. Quang Minh Điện trên mặt nổi, Lạc Gia và Trầm Gia cao cấp các người tu luyện cũng gia nhập ám điện, cùng theo Thánh Thảo Điện những cao thủ, cùng nhau ở Diệp Lăng Thiên dưới sự xuất lĩnh, bắt đầu thu thập đầu dựa vào huyết linh tộc gia tộc nhỏ. Bạch Phụ Đan Tôn và Linh Nhất Đan Tôn đồng thời phong tỏa Trấn Đan Hư, tránh tin tức lộ ra ngoài. Hơn nữa dựa vào Thánh Thảo Điện và ba vị Đan Tôn, ba đại gia tộc tài nguyên, bắt đầu đóng cửa phát triển, đại quy mô đào tạo cường giả. Diệp Thần vững chắc tu vi sau đó, liền dẫn Hoàng Chiến Thiên các người, chạy tới Thành Thiên Tuyệt. Thành Thiên Tuyệt một nửa thuộc về Hoàng gia địa giới, một nửa thuộc về Đạo Tông địa giới, hai đại thế lực đường chéo chi địa, chung quanh còn có không thiếu tông phái san sát, ví dụ như Lăng Hải Tông, Vân Hải Tông, Lăng Phủ Tông đợi một chút tông môn. Từ lần trước Lạc Giao mang đi Diệp Thần sau đó, rất nhiều tông môn liền cũng thuộc về một loại bị xấu hổ trong trạng thái. Trơ mắt nhìn sắp đánh chết nhãi con, miễn cưỡng là bị Trấn Đan Hư người mang đi. Đây đối với tất cả đại tông môn, không thể nghi ngờ là sỉ nhục. Nhưng bọn họ đều cần Trấn Đan Hư linh đan, tự nhiên cũng không khả năng dẫn đội ngũ chạy tới Trấn Đan Hư đi đòi người. Hơn nữa, tiến vào tẩy ao rồng tất cả nhà tông môn thiên tài đệ tử đều chết hết, vì vậy chỉ có thể lại mở một lần tông môn thiên tài thi đấu, lần nữa tuyển cử chư đa thiên tài, lại do Cảnh Thủy Tiên Sinh cung cấp tẩy ao rồng, cho ra phái thiên tài dịch cân tẩy tủy. Quảng trường Thiên Tuyệt trong. Mấy chục lôi đài lẫn nhau sắp hàng, vây quanh một tòa trăm mét dài rộng lớn lôi đài. Như lần trước như nhau, nhiệt nhiệt nháo nháo, tất cả đại tông phái hội tụ, đạo tông trưởng lão, Thanh Loan tông trưởng lão đợi một chút, tạo thành mới một lần trọng tài. Đồng thời, mấy trăm cái tông phái hội tụ, trừ đi hoàng gia chưa có tới ra, những tông phái khác đều đến. Ai, lại một lần nữa thiên tài thi đấu. Nếu là ban đầu Diệp Thần lại tới, coi như chơi thật khá. Có người nhớ lại nói, nghĩ lúc đó, Diệp Thần một kiếm chu diệt Thanh Loan tông rất nhiều đệ tử, hơn nữa khiêu khích Kính Thủy Tiên Sinh, lại có thể bình yên vô sự rời đi. Diệp Thần nếu tới, lần này thiên tài thi đấu coi như náo nhiệt. Diệp Thần coi là cái gì? Có người nhìn hờ hững nói, lần này, Diệp Thần dám đến chính là tự tìm cái chết. Các ngươi không biết mà, lần này thiên tài thi đấu, tất cả tông phái cũng tham gia, Côn Lôn hư 10 đại thiên tài, trừ đi Kỷ Tư Thanh gia, toàn bộ tập trung đông đủ. Thậm chí còn có lánh đời tông môn cường giả. Những thiên tài này cũng không phải là lần trước tồn tại. Căn bản không thể so sánh, coi như Kỷ Tư Thanh tới,
có lẽ cũng chỉ có thể miễn cưỡng tiến vào trước 10. Ta nhưng mà nghe nói, có mấy người cũng đều là đã bước vào đế tôn cảnh trẻ tuổi đồng lứa à. Lần này thiên tài thi đấu, và lần trước thi đấu, căn bản không phải một tầng thứ. Diệp Thần, so với 10 đại thiên tài mà nói, liền là tuyệt đối phế vật. Bây giờ, đỉnh hơn cũng chỉ hư vương cảnh, còn không biết ở đâu cái sừng xó xỉnh ẩn núp đây. Liền tính ra, vậy là nộp mạng phần. Nghe, hắn đánh chết hạng gia người liền biến mất vô ảnh vô tung. Hẳn là bị hạng gia người tiêu diệt, chỉ là Kỳ Tư Thanh cũng không biết đi đâu. Nếu là Kỳ Tư Thanh ở đây, Côn Lôn hư chân chính 10 đại thiên tài coi như đều đến đông đủ. Quảng trường tiếng người ồn ào. Diệp Thần cái này hai chữ xuất hiện trước tiên cực cao. Một mặt Diệp Thần ban đầu biểu hiện quá mức chói mắt. Từ một tên phế vật thành là có thể trấn áp rất nhiều cao thủ cường giả. Mặt khác, Diệp Thần và Kính Thủy Tiên Sinh đánh cuộc, quá mức buồn cười. Đếm tháng trước đã từng huy hoàng qua mấy ngày, cuối cùng đắc tội Kính Ai Tiên Sinh, giống như là chó chết chủ như nhau chạy khắp nơi. Nếu không phải dựa vào trấn đan hư lạc giao, sợ rằng đã chết. Ngược lại là Diệp Thần tên mặt trắng nhỏ này danh tiếng, càng ngày càng lớn, trước mặt dựa vào Kỳ Tư Thanh, phía sau dựa vào lạc giao, ở thành thiên tuyệt mọi người trong mắt, Diệp Thần đã là thuần thuần túy túy cao cấp tiểu bạch kiểm. Giữa lúc mọi người nghị luận lúc, trong xó xỉnh, một người thanh niên, thiếu nữ xa sút ngồi, chính là Y Thần môn Tiểu Bích và Lão Tiết. Nguyên bản, Đoạn Hoài An thì không muốn để cho Y Thần môn mọi người lại tới tham dự loại thiên tài này thi đấu, nhưng là lần thi đấu này nhưng là Đạo Tông, Hoàng gia và Khôn Hư phái cùng đứng đầu thế lực lớn, liên hiệp phát động. Côn Luân tất cả lớn nhỏ tông phái, đều phải cưỡng chế tham gia. Từ lần trước Diệp Thần chấn động thi đấu sau đó, Y Thần môn đã sớm quật khởi mấy phần. Bọn họ tự nhiên dám bước vào. Lần này, không chỉ đại biểu Y Thần môn mặt mũi, càng đại biểu bọn họ sau lưng Diệp Thần. Quảng trường thiên tuyệt ngồi đầy người, tùy ý đụng gặp một người, có thể đều là Côn Lôn hư tông phái phó trưởng môn, cũng hoặc là tông phái đại trưởng lão loại. Đoạn Hoài An thở dài một tiếng, ánh mắt rơi vào Đạo Tông, Vân Hải Tông những đệ tử chân truyền kia trên mình, nói thật may Diệp Thần thằng nhóc kia mất tích, không tới nơi này. Nếu không, muốn thật đã tới nơi này, có thể gặp phiền toái. Lần trước tham gia thi đấu đều là các phái đệ tử nội môn. Nhưng cái này lần, phàm là tham gia thi đấu, cũng đều là các phái đệ tử chân truyền, thậm chí đạo truyền đệ tử. Không có hư vương cảnh bát tầng thiên trở lên tu vi, căn bản không có thể tham gia, thậm chí còn có 9 vị đế tôn cảnh lánh đời thiên tài trẻ tuổi, chiến lực so Kỳ Tư Thanh cũng cao hơn không thiếu, được gọi là Côn Lôn hư 10 đại thiên tài. Nếu như không phải là bởi vì sự kiện kia, những người này có thể cũng không thiết tham dự. Tham dự trình độ này kịch chiến trẻ tuổi đồng lứa, thả ở bên ngoài, cũng có thể cùng nhỏ tông phái thái thượng trưởng lão so sánh. Cái này cũng khiến cho được lần này thành thiên tuyệt thi đấu ngưỡng cửa xa so lần trước cao hơn. Y Thần môn bây giờ mặc dù không có đệ tử có tư cách tham dự thi đấu, nhưng như cũng bị Hoàng gia và Đạo Tông cưỡng chế tính yêu cầu đến sân. Sư phụ! Chúng ta không có tư cách ghi danh, cũng phải một mực ở chỗ này nhìn à. Lão Tiết cười khổ một tiếng, lần trước còn có ghi danh cơ hội, lần này liền ghi danh đều không tư cách, cũng không biết Diệp Thần thế nào, hẳn ở trấn đan hư qua rất khá đi. Nghe trấn đan hư phong tỏa, diệt sạch đối bên ngoài liên lạc. Hẳn là xảy ra đại sự gì, cùng lần thi đấu này sau khi kết thúc, ta mang các ngươi đi trấn đan hư tìm Diệp Thần. Đoạn Hoài An suy nghĩ. Từ đan điền sau khi khôi phục, hắn tu vi tăng lên được càng lúc càng nhanh, giờ phút này cũng đến đạo nguyên cảnh thất tầng thiên. Hẳn đủ để đối phó một vài vấn đề. Ngay tại lúc này, mấy đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. U, đây không phải là Y Thần môn sao? Các ngươi Y Thần môn thật là âm hồn không tiêu tan à? Một cái Thanh Loan tông đệ tử đi tới trước, mặc trên người trước đệ tử chân truyền áo khoác, đặc biệt nổi bật. Hắn bế quan gần trăm năm, nếu như không phải là bởi vì Côn Lôn hư có xảy ra chuyện lớn, hắn vậy không sẽ vào lúc này xuất quan. Hắn lại là nghe nói thành thiên tuyệt sự việc, cho nên lần này, là hắn chủ động yêu cầu trước hướng nơi này. Chỉ là rửa nhục trước. Hắn ôm tay mắt lạnh đánh giá Đoạn Hoài An, nói, đạo nguyên cảnh thất tầng thiên. Lão gia, người tăng lên rất mau mà,
cũng sắp và ta cảnh giới xong hết rồi. Ta xem vậy Diệp Thần nhóc rác rưởi không dám tới, không bằng tìm một lôi đài, ta và ngươi so chiêu một chút như thế nào. Hắn giãy giụa tay khớp xương, thần giác buộc vòng quanh lãnh lạt nụ cười, nói, Diệp Thần giết ta không thiếu sư đệ. Ngày hôm nay, vừa vặn liền giết hắn sư phụ. Ngoài ra, hắn suy tư một lát, quái gở nói, ta nghe, người đoạn hoài an đan điền bị trộm tông người phế qua. Không bằng, ta cầm người đan điền lại phế một lần, sau đó sẽ giết ngươi, để cho ngươi dư vị một chút đã từng là cảm giác thống khổ. Như thế nào, cái ý nghĩ này không tệ chứ? Như thế nào à, lão già kia? Xem ngươi còn là một trưởng môn, nhưng là tu vi thấp như vậy hạ, cũng khó trách các ngươi y thần môn xa suốt ngay cả một dáng dấp giống như đệ tử cũng không có. Thanh niên này bất tiết nhất cố vẻ mặt, giống như là đằng bay cửu thiên thần long, nhìn về phía trên đất con kiến vậy, vê kép trong mắt không người. Hắn hử lạnh ôm tay, nói các ngươi y thần môn à, từ trên xuống dưới đều là phế vật, chỉ một người còn xem được đi qua cũng chính là Diệp Thần, đúng, cái đó tiểu phế vật, theo nói lần trước ra phái đệ tử nội môn thiên tài thi đấu, ngược lại là thật có thể ra vẻ, còn cầm kỳ tư thanh cho lắc lư đi qua. Người tốt nhất là nói cho người Diệp Thần, kỳ tư thanh, là hắn không thể đụng chạm người phụ nữ. Bởi vì, hắn không xứng. Đê tiện con kiến hôi, không xứng với cao ngạo phượng hoàng. Ở hắn trong mắt, Diệp Thần chỉ bất quá, cả đời cũng núp ở người phụ nữ phía sau hèn nhát mà thôi. Cũng không biết hắn cho kỳ tư thanh đổ cái gì thuốc mê. Nếu không có kỳ tư thanh và lạc dao, cái này rác rưởi đã sớm chết rồi. Thành tựu Thanh Loan Tông đệ tử chân truyền, tu vi vậy xa xa cao hơn lần trước thiên tài thi đấu đệ tử nội môn, thậm chí cao vu trưởng lão. Có thể nói hoàn toàn là hai tầng thứ. Lần trước ra tông môn thi đấu, nhiều nhất chính là tiểu bối tỉ thí một chút. Lần này tông môn thi đấu, mới là Côn Lôn hư chân chính chính tông môn thi đấu. Tất cả đệ tử chân truyền, đạo truyền đệ tử hội tụ một đường, thậm chí liền Côn Lôn hư 10 đại thiên tài ở giữa 9 vị đều đến. Hắn không tin, Diệp Thần cái này nhóc rác rưởi dám đến. Tức liền tới, hắn vậy một đao diệt chi. Lão Tiết làm một huyết khí phương cương người đàn ông, cũng không nhịn được nữa, quả đấm cầm chặt, hét lớn một tiếng, đôi mắt đỏ bừng, huyết khí lan lộn, ngươi đừng quá ngông cuồng. Chỉ cần thời gian đủ, Diệp Thần vậy sẽ đánh bại ngươi. Các ngươi Thanh Loan Tông, sớm muộn sẽ mất ở Diệp Thần trên tay. Khảng keng. Một hồi linh uy tản ra. Thanh Loan Tông người nọ giơ lên hai ngón tay, tiện tay một phung, kinh khí chấn động, trực tiếp đem trước mặt Lão Tiết ném bay ra ngoài. Hắn trên cao nhìn xuống nhìn Lão Tiết, lại là khinh thường nói, Thánh Vương cảnh vậy dám ra tay, thật là không biết trời cao đất rộng. Hắn trưởng chỉ nhọn lưu chuyển màu xanh sáng bóng, sau lưng mơ hồ có một tôn Thanh Loan hư ảnh, từng trận và minh tiếng truyền ra, vừa có đạo uẩn, cũng được, ta ngày hôm nay ta liền diệt ngươi, nhớ, ta tên gọi Gió Hiên. Đến Diêm Vương ra vậy, đừng không biết người giết ngươi tên chữ. Đi chết đi. Hắn đánh ra một trường, linh uy hiển hách, đạo uẩn bung ra, vị ở giữa không trung hội tụ thành một đạo dấu tay, có phai mở hết thảy ngăn trở oai. Một trường này, ngay cả là đạo nguyên cảnh hậu kỳ người tu luyện, vậy tuyệt khó tiếp. Dừng tay. Đoạn Hoài An tung người ra, đi tới Lão Tiết trước người, bàn tay chợt lộn một cái, nhưng thấy được một đoàn màu máu hàn băng hơi thở ở lòng bàn tay ngay tức thì thành hình, giờ phút này dấu tay bay tới. Hiển hách linh uy trong sen lẫn cổ hao tổn đạo uẩn và gió lớn lưỡi dao sắc bén, nhưng không cách nào dập tắt vậy bốc hơi huyết khí. Rất nhanh, huyết khí ngưng kết thành một chuôi màu máu nhỏ đao vậy sự vật. Ngay sau đó, màu máu nhỏ đao ở Đoạn Hoài An trong tay nhanh chóng khuếch trương, cho đến hóa thành một mặt hơn trượng lớn nhỏ huyết đao, dựng thân tại Đoạn Hoài An và Lão Tiết trước người, thân đao tản mát ra bình tĩnh huyết khí, nhưng là ngay tức thì đổi được cuồng bạo cực kỳ. Trưởng ấn đánh vào huyết đao trước mặt, linh lực cuồng bạo, nhưng từ thân đao hai bên tràn ra, chảy hướng những địa phương khác. Lão gia, ngươi vậy muốn tìm cái chết à, tốt lắm, ta tác thành ngươi. Gió Hiên thần sắc đại biến, khóe mắt dữ tợn, thần giác buộc vòng quanh một nụ cười, ngay sau đó từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một thanh trường kiếm, một thanh kiếm thể thuần bạch linh khí. Hắn cầm chuôi kiếm, tay trái hai ngón tay vạch qua thân kiếm. Một cổ linh uy nở rộ ra,
xông lên đạt bốn phương tám hướng. Vừa vặn, Diệp Thần giết ta sư đệ, ta diệt ngươi Diệp Thần sư phụ và huynh đệ. Hắn lưu chuyển thuần bạch trường kiếm, kiếm khí hiên ngang, màu máu ngất trời, thân kiếm ở mọi người dưới mắt, bay ra xoay tròn, thai nghén một cổ cực mạnh kiếm khí, quanh thân tản mát ra đao gió kiếm khí, thẳng dưới chân đến đỉnh đầu, quanh quần một cổ gió xoáy, phân phó hắn giờ phút này thành là mắt gió, mà đi bên ngoài bốn phía thì cuồng bạo kiếm khí. Quanh mình người tu luyện rối rít lui về phía sau, hoặc là sử dụng linh khí ngăn cản, tiếp tục xem cuộc chiến. Bọn họ đối với Thanh Loan Tông đệ tử chân truyền, kịch chiến y thần môn trưởng môn, có thể là đặc biệt hứng thú. Ha ha, Đoạn Hoài An lại có thể như vậy không biết tự lượng sức mình. Đoạn Hoài An còn lấy là mình là ban đầu Đoạn Hoài An, cũng không xem mình đan điền bị phế nhiều năm, đã bị người cùng thế hệ vật vung ở sau lưng, hiện nay liền Thanh Loan Tông đệ tử, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Chết tốt hơn. Diệp Thần tiểu tạp chủng kia dám can đảm mơ ước Kỳ Tư Thanh, liền được trả giá thật lớn. Có Lăng Phủ Tông người đệ tử chân truyền cười lạnh nói, một cái đạo nguyên cảnh thất tầng thiên, một cái đạo nguyên cảnh bát tầng thiên. Như là cùng đời người, có thể có đánh, bất quá Đoạn Hoài An mà, đỉnh hơn chống đỡ cái một hai chiêu, Diệp Thần liền được vội tới Đoạn Hoài An nhặt xác. Diệp Thần muốn dám đến, ngày hôm nay y thần môn liền được cho ba người nhặt xác. Đạo tông đệ tử chân truyền mặt đầy khinh thường, mắt nhìn Đoạn Hoài An, cười nói, ta đây hy vọng Diệp Thần tới, ta tự mình bắt hắn lại, để cho nhìn tận mắt hắn sư phụ bị gió hiên đánh chết. Chung quanh bàn luận sôi nổi. Chiến trường ngay chính giữa, Đoạn Hoài An bước ra một giọt máu tươi, chuẩn bị thi triển không có cách nào ngăn cản gió hiên. Gió hiên hai tay trở đánh ra, ngực xoay tròn thuần bạch trường kiếm, tựa như hóa thành một đạo bạch tuyến vậy, bay nhanh ra. Xa xa chỉ gặp thoáng qua một tia sáng trắng, mũi kiếm đã đụng vào Đoạn Hoài An vũ khí trên. Thương thương thương. Thuần bạch trường kiếm xoay tròn mãnh công huyết đao, thân kiếm quanh quẩn tầng tầng kiếm khí, mang phai mở hết thảy linh uy, thể phải đem huyết đao đánh tan, đem Đoạn Hoài An đánh chết. Lão gia, ngươi còn không được, đừng lấy là đan điền khôi phục, là có thể tái hiện những ngày qua sáng bóng. Còn như Diệp Thần. Tên tiểu tạp chủng kia ta sẽ tự mình đi tìm hắn. Ở giết hắn trước, ta sẽ để cho ở ngươi trước mộ lên nén hương. Gió hiên từ từ nói xong, hừ lạnh một tiếng, thân như lôi điện, nhanh mạnh ra. Ngay chớp mắt, hắn đã tới huyết đao trước, lòng bàn tay trái đè lại thuần bạch chuôi trường kiếm, dùng sức đẩy một cái, cuồng bạo kiếm khí trực tiếp xuyên thủng huyết đao, đi đôi với một đạo tiếng nổ truyền ra, huyết đao hóa thành vô số mảnh vỡ phân bay. Đoạn Hoài An bị một chưởng đánh trúng, thân hình bay rớt ra ngoài, ở giữa không trung vạch ra một đạo tịnh lệ hiện lên. Theo thân thể rơi xuống đất, Đoạn Hoài An chợt phun ra một ngụm máu tươi, còn chưa tới đạt tới phản ứng, thuần bạch trường kiếm đã mặc ngực mà qua. Như vậy thương thế, đổi thành thánh vương cảnh người tu luyện, chính là trực tiếp bỏ mình. Nhưng Đoạn Hoài An là đạo nguyên cảnh, như vậy thương thế, cũng chỉ có thể tính là bị thương nặng. Lão gia. Người thật có thể ai à? Gió hiên cầm thuần bạch trường kiếm, ánh mắt quét qua tất cả mọi người, nói, vậy ta xem ngươi, có thể hay không ngăn trở công kích kế tiếp đi. Phốc! Ngươi đừng quá ngông cuồng, Diệp Thần sẽ có một ngày, phải mở các ngươi Thanh Loan Tông. Đoạn Hoài An hít thở sâu một hơi, cổ họng tràn đầy máu tươi, lại xem ngực trước lỗ máu, khinh thường lắc đầu một cái. Nếu lại cho ta mấy năm thời gian, thật là tốt biết bao. Không cần 5 năm 8 năm, 3 năm. Chỉ cần 3 năm thời gian, ta liền có thể khôi phục ngày xưa sáng bóng, một lần hành động đột phá đế tôn cảnh. Đến lúc đó, ta làm sao sẽ để cho y thần môn đệ tử, bị này làm nhục. Sư phụ, Tiểu Bích và Lão Tiết đều đuổi bận bịu chạy tới, ngăn ở Đoạn Hoài An trên mình. Tiểu Bích chậm rãi kiểm tra Đoạn Hoài An thương thế trên người, khóc như mưa mang mưa. Luống cuống tay chân cầm ra các loại đan dược và thuốc bột, đan dược đút cho Đoạn Hoài An ăn, thuốc bột tung ở trên vết thương, từng cổ một chữa lực, dần dần hòa hoãn vết thương, vậy chỉ có thể bảo đảm không chảy máu. Đạo nguyên cảnh bát tầng thiên gió hiên, tự mình động thủ tạo thành vết thương, Tiểu Bích thì như thế nào có thể trị liệu? Sư phụ, ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì. Ngươi nhất định sẽ khá hơn, ngươi. Hu hu.
Tiểu Bích vừa nói, mình càng khóc càng bi thương, cảm giác hết sức không giúp. Lớn như vậy quảng trường Thiên Tuyệt, mấy trăm môn phái hơn 10.000 người, giờ phút này lại có thể cũng mắt lạnh nhìn mình các người, liền một người trợ giúp cũng không có. Thanh Loan Tông ở gia tông phái bên trong, cũng coi là trung thượng tầng lần tông phái, không có một cái tông phái nguyện ý vì một cái cửa nhỏ tiểu phái, đi đắc tội như vậy tông phái, bởi vì hoa không đến. Thứ nhì, Vân Hải Tông, sắp Diêu Tông đợi một chút, cũng cùng Diệp Thần có thủ oán, hơn nữa không thể nào tương trợ. Lần này, cử hành thiên tài thi đấu Hoàng gia, Đạo Tông, Thanh Loan Tông cùng môn phái tông chủ, gia chủ, trưởng lão đợi một chút, cũng hờ hững nhìn hết thảy các thứ này, chung quanh tông phái mọi người, cũng là như vậy, phảng phất là đối đãi một kiện vô cùng là tầm thường sự việc. Đối với bọn họ mà nói, Thanh Loan Tông đệ tử chân truyền, ra để giải quyết Y Thần Môn, đã đủ rồi. Mình các người không cần phải ra tay, nhất là cảnh Thủy Tiên Sinh và Diệp Thần ân oán, thì chẳng khác nào và Y Thần Môn ân oán. Ai như xuất thủ cứu những thứ này Y Thần Môn người, không thể nghi ngờ là đắc tội kính Thủy Tiên Sinh. Giờ phút này, cảnh Thủy Tiên Sinh đang ngồi ở ngàn tuyệt chính giữa quảng trường tháp cao bên trong, trông mong mong đợi nhìn một màn này, âm thầm cầm quả đấm, nói nhỏ đến, Diệp Thần, ngươi nếu là dám tới, ta kêu thần hồn của ngươi toàn diệt. Lần này, cho dù Đan Hư Tháp người tới cứu ngươi, ngươi cũng không chạy mất. Huống chi, Đan Hư Tháp đã tự phong, không biết đã xảy ra chuyện gì, hơn nữa không thể nào còn người đến nữa cứu ngươi. Cảnh Thủy Tiên Sinh, Kha trưởng lão, Nam Minh đạo nhân đợi một chút, cũng đang mong đợi Y Thần Môn tiêu diệt. Bởi vì là lần trước thiên tài thi đấu, Diệp Thần cho bọn họ quá nhiều làm nhục, chỉ có Y Thần Môn tiêu diệt, Diệp Thần thần hồn câu diệt, mới có thể xóa đi ngày xưa Diệp Thần đối với vũ nhục của bọn họ. Ha ha, Tiểu Bích, đừng khóc. Chết là nhân chi thường tình. Đoạn Hoài An nhìn một cái Tiểu Bích, cười nói, ngày hôm nay, ta sẽ hợp lực để cho các ngươi chạy đi, dù là tự bạo kinh mạch toàn thân, cũng sẽ để cho các ngươi rời đi. Hắn hít thở sâu một hơi, ngắm nhìn gió hiên, cười nói, các ngươi chạy đi sau đó, nhớ nói cho Diệp Thần, dốc lòng ẩn núp, không tới đế tôn cảnh, dù sao cũng không nên ra ngoài, là ta chuyện báo thù, từ từ tính tới. Hắn trong lòng âm thầm nghĩ tới, Diệp Thần. Sợ rằng, vi sư và ngươi chỉ có hạ nhất thế gặp nhau nữa. Hy vọng, ngươi không muốn bởi vì báo thù cho ta thời điểm, uổng đưa mình tánh mạng. Sư phụ, ngươi đi, ta tự bạo kinh mạch toàn thân, đưa ngươi rời đi. Ta đã từng đạt được một món bảo vật, mặc dù không có thể giết địch, nhưng ta có thể tự bạo dẫn động món bảo vật này, đủ để ngăn cản Thanh Loan Tông người. Lão Tiết từ từ vừa nói, lấy kích hoạt kinh mạch toàn thân huyết khí, phá thể ra, đạt tới tự bạo phương thức, tới chỉ hoãn Thanh Loan Tông mọi người. Đây là hắn duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp. Giờ phút này, không có ai sẽ giúp bọn họ, cũng không có ai có thể giúp bọn họ. Cho nên, sư phụ còn sống rời đi, muốn đối bọn hắn còn sống rời đi quan trọng hơn. Lão Tiết thần sắc trầm thấp, tràn đầy oán hận sẽ xem gió hiên một mắt, nói, sư phụ, ta chỉ có một thỉnh cầu. Tương lai, Diệp Thần sư đệ chu diệt Thanh Loan Tông lúc, xin đem gió hiên đầu người, bày ta mộ chôn quần áo và di vật trước lễ truy điệu. Diệp sư đệ, sư huynh ta sợ là không thấy được ngươi. Sau này, ngươi nhất định phải sống cho tốt à. Các ngươi hậu sự giao phó xong liền à. Gió hiên giống như là nhìn sắp chết giấy giụa con mồi vậy cười nói, các ngươi hai cái, tận tình được cho Đoạn Hoài An chữa thương đi, dù sao Đoạn Hoài An cuối cùng đều phải chết, để cho hắn khôi phục như cũ, chết lại, có lẽ sẽ tốt hơn. Những lời này nói xong, gió hiên nụ cười hơn nữa điên cuồng. Hắn cầm thuần bạch trường kiếm, thầm nghĩ, Diệp Thần. Đây là muốn trả giá cao. Giết ta sư đệ, cướp đoạt kỷ tư thanh giá phải trả. Chờ một chút. Ngay tại lúc này, một người thanh niên một thân một mình đứng ra, chỉ gió hiên nói, gió hiên, ngươi không khỏi vậy xương cuồng. Có bản lãnh đi tìm Diệp Thần à, khi dễ Y Thần Môn người coi là cái gì à? Ngươi phải hay không phải người đàn ông à? Ngươi là thứ gì? Gió hiên tùy ý vung tay lên, liền đem thanh niên kia đánh bay đến một bên, thần sắc lạnh như băng nói, nếu không phải sau lưng ngươi sư phụ, ta đã sớm đem ngươi bắn chết. Nói xong, gió hiên liền từng bước một hướng Đoạn Hoài An các người đi tới.
hắn ánh mắt lãnh đạm, giống như tử thần. Hắn trên cao nhìn xuống nhìn ba người, nhàn nhạt nói, ngày hôm nay, bỏ mặc ai tới cũng không cứu được ngươi cửa. Ha ha, lão tử bây giờ sẽ đưa các ngươi lên đường. Nhưng là Gió Hiên nói còn không có rơi xuống, một đạo thanh âm nhàn nhạt lại từ đàng xa truyền tới. Ngươi nhất định phải động bọn họ. Vậy bình tĩnh mà tràn đầy sát ý thanh âm, phá vỡ trước mắt cách cục. Chỉ nghe thanh âm kia lần nữa rơi xuống, đa tạ vị này huynh đệ đối với chúng ta y thần môn nói và trợ giúp, tiếp theo, giao cho ta là được rồi. Thanh âm tràn đầy lớn như vậy quảng trường thiên tuyệt, phảng phất có một loại không thể ngăn cản ma lực, khiến cho được thanh âm dưới vào trong tai của mỗi người. Mọi người ánh mắt ngay sau đó di động qua đi. Chỉ gặp, một thanh niên quần áo trắng, từ đàng xa chậm rãi đáp xuống, thật giống như tiên vương giá lâm thế gian. Bên người, còn đi theo bốn cái thanh niên quần áo xanh, mỗi một cái cũng tản mát ra cực kỳ kinh khủng hơi thở, thật giống như từ cửu u trong bò ra ngoài u minh chiến thần, bảo vệ quần áo trắng tiên vương, thần uy cuồn cuộn, bọn họ mỗi người đều có đế tôn cảnh tu vi. Thanh niên quần áo trắng rơi trên mặt đất, tóc đen phiêu vũ, tư thế oai hùng bộc phát, quần áo trắng lưu chuyển linh uy, chấn nhiếp bốn chỗ, chín tia máu long khí quanh quẩn thân thể. Hắn như tiên vương hạ xuống, vừa tựa như thiên địa xuống trần, vô cùng là thần võ. Diệp thần tới. Tất cả mọi người tại chỗ giật mình, uyển như hóa đá. Chẳng ai nghĩ tới Diệp thần lại thật dám đến. Cái này quảng trường thiên tuyệt không thể nghi ngờ là hồng môn yến à. Diệp thần điên rồi phải không? Đi tìm cái chết. Diệp thần mấy bước ra. Khi ánh mắt thấy Đoạn Hoài An đám người thương thế, con người tràn đầy một đoàn lửa giận. Dường như muốn hoàn toàn bùng nổ. Y thần môn, chính là hắn Diệp thần cấm kỵ. Ai nếu dám động, tất giết liền. Ban đầu rơi xuống hồ Đông Tiền, như không có sư phụ Đoạn Hoài An ra tay, hắn cũng sẽ không có bây giờ hết thảy. Càng không thể nào mở luân hồi mộ địa. Diệp thần lại xem Gió Hiên lúc, đôi mắt như điện, cả người quanh quẩn khí tức lãnh liệt. Còn người bộc phát ra hai đạo trình độ cao nhất kinh khủng sáng bóng, muốn tuyệt sát Gió Hiên. Nếu không phải mình kịp thời chạy tới, sư phụ, sư tỷ, sư huynh, liền phải bỏ mạng ở chỗ này. Như vậy, nếu mình đã đến, nơi đây Thanh Loan tông người, một cái cũng đừng nghĩ sống rời đi. Mấy trăm tông môn, hơn 10.000 người ánh mắt cũng hội tụ ở Diệp thần trên mình. Kinh ngạc, không rõ ràng, ngạc nhiên mừng rỡ. Y thần môn Diệp thần, không hổ là người điên, chẳng lẽ còn không thấy rõ thế cuộc trước mắt mà. Tất cả tông phái, đều ở đây nhằm vào y thần môn, tất cả trẻ tuổi đồng lứa, đều phải tuyệt sát Diệp thần, để báo lần trước thiên tài đại hội, Diệp thần mang cho ra tông môn làm nhục. Hết lần này tới lần khác Diệp thần còn dám. Thật là không muốn sống nữa. Hừ, Diệp thần, người tới đúng dịp, ngày hôm nay ta liền diệt. Vậy không uổng phí ta chờ ba cái phế vật, giao phó di ngôn. Gió Hiên thần sắc điên cuồng, chợt co rút thuần bạch trường kiếm, muốn trước câu đan ra một đạo kiếm trận, ngăn cản Diệp thần công kích, sẽ chậm chậm ngược giết Diệp thần, để cho tất cả tông môn nhìn, để cho Vân Hải Tông, Lăng Phủ Tông cùng tông môn cảm tạ mình đánh chết cái phế vật này. Đánh chết cái phế vật này, Kỷ Tư Thanh là của ta. Kỷ Tư Thanh loại này thiên chi kiêu nữ. Làm sao có thể và loại phế vật này đứng cùng nhau, đơn giản là phí của trời. Diệp thần, trong vòng ba chiêu, ta tất đánh được ngươi kinh mạch toàn thân tan vỡ. Sau đó sẽ từng kiếm một tiêu diệt ngươi. Gió Hiên điên cuồng cười to, múa trong tay thuần bạch trường kiếm, mũi kiếm bắn nhanh ra năm đạo thuần bạch kiếm khí, treo ngừng đông nam tây bắc trong năm phương vị. Ngay sau đó một đạo linh quang thoáng hiện, năm đạo thuần bạch kiếm khí bắt đầu kéo dài dài. Lẫn nhau nối liền thành một cái thuần bạch ngôi sao năm cánh. Hắn tay trái chỉ điểm một chút trong ngôi sao năm cánh ngay chính giữa, kèm theo đạo đạo khảng thương kiếm khí chuyển ra, thuần bạch ngôi sao năm cánh đi về trước bay ra, ngăn cản Diệp thần công kích. Khảng keng, phịch, đi đôi với hai đạo thanh âm xuất hiện. Diệp thần hai ngón tay đưa ra, phát ra hai đạo trình độ cao nhất đợt khí, trực tiếp đánh nát thuần bạch ngôi sao năm cánh, rồi sau đó lấy tốc độ cực nhanh. Xuyên thủng Gió Hiên ngực. Phốc! Gió Hiên cảm giác thân thể không chịu chi phối trong tương lai ái mộ. Khó khăn bị trình độ cao nhất. Hắn bạo lùi lại mấy bước, ổn định thân hình, cúi đầu nhìn trước ngực hai cái màu máu quật lâu, mặt đầy không thể tin,
không thể nào. Không thể nào, cái này không thể nào, ta là đạo nguyên cảnh bát tầng thiên, cái này là nhóc xác rưởi, làm sao có thể sẽ đánh nát ta công kích. Ta là đạo nguyên cảnh bát tầng thiên. Ta dùng cho tuyệt sát đạo nguyên cảnh thất tầng thiên đoạn Hoài An thực lực. Nhưng là, ta làm sao sẽ bị Diệp Thần bị thương nặng? Cái này không thể nào à? Diệp Thần, tên tiểu tạp chủng này, không phải chỉ có nhập thánh cảnh tu vi mà, liền ngoại môn đệ tử cũng không bằng à? Làm sao sẽ bị thương nặng ta cái này đệ tử chân truyền? Không có gì không thể nào. Ngày hôm nay, người toàn bộ Thanh Loan Tông cũng sẽ cùng trước ngươi xuống địa ngục. Diệp Thần thần sắc lạnh như băng, hai con ngươi nếu như tháng chạp hàn băng, chặt chẽ nhìn chằm chằm Thanh Loan Tông mọi người. Hắn khẽ nâng lên tay phải, lòng bàn tay tràn ra huyết khí, nhanh chóng ngưng kết là một chuôi màu máu nhỏ đao, ở nháy mắt tức thì bay ra, mang phai mở hết thảy, phá hủy vạn vật khí cơ bay ra, muốn tuyệt sát gió hiên. Mình nếu là không tới, thì thần môn mọi người kết quả hẳn phải chết. Thanh Loan Tông, lại là cái này Thanh Loan Tông. Thanh Loan Tông thật là tự tìm cái chết. Một lần hai lần tìm phiền toái. Cũng tốt, ta ngày hôm nay một lần giải quyết các ngươi Thanh Loan Tông. Thanh Loan Tông, các ngươi trưởng lão, hộ pháp, đệ tử chân truyền, đạo truyền đệ tử đều ở chỗ này. Ta một lần diệt các ngươi toàn bộ, sau đó sẽ giết tới các ngươi sơn môn, diệt các ngươi đạo thống. Gió Hiên ngưng mắt nhìn bay tới màu máu nhỏ đao, cái này võ tương tự biết bao. Nhưng bây giờ mình căn bản không ngăn được loại này lực lượng. Phịch. Một đạo tiếng nổ truyền ra. Mọi người ở đây còn chưa hoàn toàn kịp phản ứng lúc, Gió Hiên thân xác toàn bộ vỡ ra, máu thịt phân bay, thần hồn đều ở đây nháy mắt tức thì bị xóa nhòa sạch sẽ, chỉ còn lại đầy đất máu thịt và gãy lìa thuần bạch trường kiếm. Mọi người khiếp sợ. Nhìn Diệp Thần, mỗi người thần sắc không đồng nhất. Tức giận, khiếp sợ, kinh ngạc, hận thấu xương. Diệp Thần, hôm nay là không muốn mạng à? Coi là thật Thanh Loan Tông trưởng môn, phó trưởng môn, tất cả trưởng lão, hộ pháp mặt, lại dám chân chính giết Thanh Loan Tông đệ tử chân truyền. Diệp Thần, ngươi thật là to gan, dám can đảm không tuân theo thiên tài thi đấu quy tắc, giết ta Thanh Loan Tông đệ tử. Ai cho ngươi lá gan? Một cái quần áo xanh người trung niên dậm chân ra, quanh thân quanh quẩn 18 màu máu quang vòng. Sau lưng trôi lơ lửng một cái màu máu trường đao. Hắn bất ngờ chính là Thanh Loan Tông phó trưởng môn Hoàng Bộ Thiên. Bàn về tu vi, hắn có thể so với lần trước thiên tài thi đấu lúc Thanh Loan Tông ngoại môn trưởng lão, cường đại hơn được quá nhiều. Lần trước ra tông môn thiên tài thi đấu, tới đều là ngoại môn đệ tử nội môn, các trưởng lão, nhiều nhất cũng là ngoại môn trưởng lão, nội môn trưởng lão, mà lần này tới cũng đều là thật truyền trưởng lão. Thậm chí còn đạo truyền trưởng lão, và phó trưởng môn một cấp nhân vật khác. Chân truyền trưởng lão, đạo truyền trưởng lão, đây có thể đều là ở Thanh Loan Tông bên trong, phụ trách truyền thụ các đệ tử công pháp trưởng lão, đối với các loại công pháp, biết rõ vô cùng là thâm hậu, mỗi người được, đạo, vậy hoàn thiện cực kỳ, mỗi cái cũng đều là đạo nguyên cảnh đỉnh cấp cũng hoặc là nửa bước đế tôn cảnh cường giả. Như tình huống như vậy hả? Diệp Thần lại còn dám đánh giết Thanh Loan Tông coi là chân bảo đệ tử chân truyền. Không thể nói không muốn sống nữa. Đơn giản là không muốn sống, hoàn toàn chính là lão thọ tinh treo cổ, ngại mệnh quá dài. Quy tắc. Từ xưa tới nay, quy tắc cũng là dùng để phá vỡ. Chỉ có hèn yếu người, mới sẽ tuân giữ quy tắc, mà ta như vậy cường giả, không thể nào, cũng sẽ không tuân giữ quy tắc, ta sẽ phá vỡ. Sau đó. Ta tới thành lập mới quy tắc. Diệp Thần thần sắc bình thản, lời nói bình thản, nhưng cho người một cổ vô cùng sức lớn tính. Tựa như, hắn thật sự có cổ lực lượng này. Nhưng trên thực tế, hắn cũng có cổ lực lượng này. Ha ha ha. Diệp Thần, người không hổ là phường gian tin đồn thứ liều mạng, đánh vỡ quy tắc. Tái kiến lập mới quy tắc. Hoàng Bộ Thiên tựa như nghe được trên thế giới buồn cười nhất sự việc. Sát cố ý vị nhìn về phía Diệp Thần, nói, ngươi nếu phải phá quy tắc, vậy bổn tọa liền muốn dùng quy tắc tới đem ngươi đánh chết. Bởi vì, cái này quy tắc, là chúng ta lập ra. Diệp Thần, ngươi muốn quy tắc khiêu chiến. Tốt lắm, ta sẽ dùng quy tắc đánh chết ngươi. Lấy này giết gà dọa khỉ, xem ai còn dám khiêu khích chúng ta quyết định quy tắc.
hắn nhìn về phía Cảnh Thủy Tiên Sinh và Vân Hải Tông, Loạn Thương Môn, Lăng Phủ Tông cùng môn phái trưởng môn, phó trưởng môn, nói, người này giết chúng ta phái đệ tử chân truyền, ta sẽ phái đệ tử chân truyền, sẽ cùng tiểu tạp chủng này đánh một trận, đem tiểu tạp chủng này bắn chết. Chư vị, chuyện này ta Thanh Loan Tông tới cho giỏi. Nếu Hoàng Bộ phó trưởng môn có hứng thú, dĩ nhiên là tốt. Cảnh Thủy Tiên Sinh sát cố ý vị nhìn về phía Diệp Thần, trong lòng hừ lạnh nói, không cần ta ra tay, người xúc sinh này đều phải chết, cũng là cực tốt. Ta không có ý kiến. Vậy thì tại Thiên Tài Đại Hội bắt đầu trước, để cho Thanh Loan Tông đệ tử, trước biểu diễn đi. Vân Hải Tông, Đạo Tông, Loạn Thương Môn, Lăng Phủ Tông đợi một chút tông môn các trưởng môn rối rít đồng ý. Nếu Thanh Loan Tông phải ra cái này đầu, liền để cho hắn đi đi, dù sao Diệp Thần đều phải chết. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, nói, lại phái một cái đệ tử chân truyền tới giết ta. Lão gia, ngươi lấy là ngươi môn phái người, rất mạnh à. Đệ tử chân truyền 12 người. Tất cả đều là đạo nguyên cảnh, thấp nhất tu vi đạo nguyên cảnh tầng 2 trời, cao nhất đạo nguyên cảnh bát tầng thiên. Đạo truyền đệ tử 7 người. Thấp nhất tu vi đạo nguyên cảnh tầng 5 trời, cao nhất tu vi đế tôn cảnh tầng trời 1. Diệp Thần quan sát tỉ mỉ Thanh Loan Tông lần này tham gia thiên tài thi đấu đệ tử tu vi. Những đệ tử này, tuổi tác thấp nhất đều ở đây 40 tuổi, cao được thậm chí có 70 đến 80 tuổi, nhưng cũng một bộ thanh niên mạc dạng. Đối với đạo nguyên cảnh và đế tôn cảnh, có thể sống mấy ngàn năm, thậm chí mấy vạn năm tuổi thọ mà nói. 70 đến 80 tuổi và đứa bé không việc gì khác biệt, ở cái tuổi này, có cái này tu vi, rất là bình thường. Diệp Thần nói gì nữa? Quan sát Thanh Loan Tông mọi người tu vi à? Sợ là ở ước lượng đối thủ, không đánh lại liền muốn chạy đâu. Bên cạnh, Vân Hải Tông, Đạo Tông các đệ tử ở thương nghị. Bọn họ nhìn Diệp Thần, xem nhìn hậu bối tựa như, đánh kẻ địch lại còn muốn phán đoán địch nhân toàn thể thực lực. Là sợ không đánh lại, muốn trước thời hạn đường chạy à? Thật không hổ là người điên. Biết dưới mắt loại cục diện này cũng còn dám tới, không phải tự tìm cái chết mà. Tiểu xúc sinh, làm sao, người sợ à? Người hay là sợ mà nói, có thể tự vận tại chỗ, ta cân nhắc lưu tất cả của ngươi thi. Hoàng Bộ Thiên đứng chắp tay, phảng phất là một khối vương giả, đối đãi Diệp Thần ánh mắt, giống như đối đãi một cái tiểu phế vật như nhau. Bỏ mặc phế vật làm sao chọn, cuối cùng đều phải chết ở Thanh Loan Tông trên tay của người. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, lắc lắc đầu nói. Không phải sợ. Ta chỉ là cảm thấy, những người này quá yếu. Ta muốn diệt các ngươi Thanh Loan Tông người bộ an toàn, từng cái tới giết, có chút chậm. Hoàng Bộ Thiên ngẩn ra, cười lạnh nói, vậy ngươi muốn như thế nào? Bỗng nhiên, Diệp Thần đưa tay ra, chỉ mọi người nói. Dù sao các ngươi những thứ này rác dưới đều phải chết. Thà lãng phí thời gian, không bằng toàn bộ cùng lên đi. Nói cách khác ta một người, muốn điều chỉnh các ngươi Thanh Loan Tông tất cả mọi người. Diệp Thần trở lại khu nhà đại đô, phát hiện Tôn Di vẫn chưa trở về. Mấu chốt Tôn Di điện thoại di động căn bản không gọi được, từ Hạ Nhược Tuyết trong giọng nói có thể phán đoán, Tôn Di liền xin nghỉ cũng không có mời. Cái này nhà đầu rốt cuộc trong nhà chuyện gì xảy ra chuyện trọng yếu? Vẫn là nói chúng đồ xảy ra chuyện. Diệp Thần không khỏi bắt đầu lo lắng, Tôn Di dẫu sao là một người phụ nữ, hơn nữa còn là một cái vô cùng cô gái xinh đẹp. Cái này xã hội cũng không có bề ngoài nhìn như ấm áp như vậy và an toàn, vẹt ra hoa lệ áo khoác, có thể chỉ còn lại nguy hiểm và lạnh lùng. Tôn Di đối với Diệp Thần mà nói, rất trọng yếu, vì năm đó phần ân tình kia. Hắn vậy tuyệt đối không thể để cho nàng xảy ra chuyện. Không do dự nữa, Diệp Thần cầm điện thoại lên, bấm trong trí nhớ một chùm con số. Tỉnh Chiết Giang, Cao ốc Tiềm Long. Cao ốc Tiềm Long là tỉnh Chiết Giang kiến trúc cao nhất, diễn ra dòng dã 3 năm xây mà thành. Nơi này không có một nhà cửa hàng, cũng không có bán ra cho bất kỳ xí nghiệp, nó xuất hiện liền đại biểu thần bí. Nó sừng sững ở tỉnh Chiết Giang trung tâm thành phố. Lại tựa như ở thành phố huyên náo ra. Tất cả tiến vào cao ốc Tiềm Long người đều phải tiến hành lục đạo thứ tự làm việc kiểm tra, quang cửa võ trang bảo an thì có dòng dã 18 vị, mấu chốt những người an ninh này đều là cổ võ giả. Nó thế lực sau lưng nhiều cách nói dối gen, không có ai biết lai lịch của nó,
cũng không người nào biết nó tại sao tồn tại. Có chút tỉnh triết giang nhân vật thượng lưu thông qua các loại quan hệ phức tạp, chỉ có thể hiểu đến một chút. Cao ốc Tiềm Long tầng chót ở một cái vô cùng kinh khủng người đàn ông. Người đàn ông này, nắm trong tay cả tòa cao ốc tất cả thế lực. Người đàn ông này, khống chế tỉnh triết giang thế giới dưới đất vận chuyển. Người đàn ông này, liền tỉnh triết giang gia tộc cao cấp đều phải tránh lui 90 dặm. Hắn chính là Nam Giang Vương Tu Mô Tâm. Giờ phút này, cao ốc Tiềm Long tầng chót, Nam Giang Vương nhắm hai mắt mâu tựa vào cái ghế trên, hắn một cái tay khoác lên cái ghế một bên, một cái tay khác thì thưởng thức trước một cái đặc thù huy chương. Huy chương hình vẽ rất là cổ quái, lại là một cái thị huyết hắc long. Hắc long tựa như ở mây mù trên lượn lờ, che khuất bầu trời, lại là trên cao nhìn xuống nhìn dưới người người phàm. Đột nhiên, trên bàn điện thoại di động reo. Cơ hồ ngay tức thì, hắn vậy đôi mắt hổ mở ra, hơi hiện lên quang, mang làm người sợ hãi dùng mình. Cái số này, toàn thế giới chỉ có 6 cái người biết. Nam Giang Vương đưa tay ra, hơi một chảo, điện thoại di động đó giống như bị thứ gì dẫn dắt, trực tiếp hút tới. Hắn tầm mắt đảo qua, lại là một cái số xa lạ. Chẳng lẽ đánh lầm rồi? Hắn vừa định cắt đứt, lại đột nhiên nghĩ đến một loại có thể, có phải hay không là vị kia đánh tới. Không do dự nữa, hắn trực tiếp đè xuống nút trả lời. Là ai? Bên đầu điện thoại kia không có một tia thanh âm, yên tĩnh có chút đáng sợ. Nam Giang Vương Tu Mô Tâm lắc đầu một cái, xem ra thật sự là đánh lầm rồi, vừa mới chuẩn bị cúp điện thoại. Một đạo lười biếng thanh âm vang lên. Là ta. Nghe được cái này thanh âm, Nam Giang Vương cả người đứng lên, trên mình lại là cuốn lên một hồi hơi thở cuồng bạo. Hắn thân thể run rẩy, hô hấp cũng có chút gấp rút. Hắn trông nom cú điện thoại này dòng dã 3 năm. Chưa bao giờ vang lên. Chính là hy vọng người đàn ông kia có thể một ngày kia nhớ tới cái số này, gọi cho hắn. Nhưng là hắn lần lượt mong đợi, cũng để cho hắn thất vọng. Hắn thậm chí cảm thấy cái này Nam Giang Vương gọi cũng không đáng giá một đề ra. Nhưng là bây giờ, người đàn ông kia rốt cuộc đánh tới, hơn nữa điện tới biểu hiện, đối phương ngay tại tỉnh Chiết Giang. Điện chủ, hắn thanh âm vô cùng run rẩy, thậm chí mang một tia nức nở. Nếu như những cái kia tỉnh Chiết Giang cao cấp nhân vật thấy Nam Giang Vương như vậy, tuyệt đối sẽ kinh điệu cầm. Bởi vì Nam Giang Vương trong mắt chỉ có tiêu diệt và chết. Lại làm sao có thể có lần này nhu tình. Lặp lại lần nữa, không nên kêu ta điện chủ, cũng không muốn mưu toan tra cái số này. Nếu như bị ta phát hiện ngươi an bài người ở bên người ta, ta thề, ta cho ngươi hết thảy, ta sẽ đích thân hủy đi, bao gồm ngươi mệnh. Bên đầu điện thoại kia thanh âm lạnh như băng vang lên. Điện, Nam Giang Vương không dám nói nữa, thanh âm ngừng. Giúp ta tra một người, nàng kêu Tôn Di, quê quán ở Ninh Ba lớn phán chấn, hiện Y Lai Đẹp tập đoàn đảm nhiệm thị trường tổng giám sát, 10 giờ trước mất đi liên lạc, ta muốn biết nàng bây giờ ở đâu, có không có nguy hiểm, trong nhà phải chăng chuyện gì xảy ra. Trong vòng 5 phút, ta sẽ lại đánh cho ngươi, đến lúc đó, phải cho ta những tin tức này. Bên đầu điện thoại kia tràn đầy không thể nghi ngờ giọng, dứt lời, liền sạch sẽ gọn gàng cúp. Ở toàn bộ tỉnh Chiết Giang, căn bản không có người dám như thế đối với Nam Giang Vương nói chuyện. Nếu như đổi thành trước kia, bên đầu điện thoại kia người đã sớm chết rồi. Nhưng là thời khắc này Nam Giang Vương nhưng là lập tức thu thập xong tâm trạng, một bên ghi danh một cái trang web, vừa dùng khác một cái điện thoại di động bấm một số điện thoại. Sát, 3 phút bên trong, ta muốn một người tất cả tin tức, nàng kêu Tôn Di, nữ. Hình ảnh quay về. Khu nhà đại đô. Diệp Thần cúp điện thoại, rơi vào trầm tư. Thật ra thì hắn một mực không muốn gọi thông cú điện thoại này, hắn thậm chí không hy vọng mình phát triển, cũng hoặc là báo thù và đám người này liên hệ bất luận quan hệ gì. Nhưng là bây giờ xem ra, trở lại Hoa Hạ, thì không khỏi không đối mặt những người này. Hắn nhìn một chút thời gian, liền ngồi ở trên ghế salon, từ túi mò ra một gói thuốc lá, hơi run một cái, một điếu thuốc liền rơi ở trên tay. Bật lửa đốt, một áng mây sương mù lượn lờ mở. Phiền lòng thời điểm, khói là không sai giải dược. 5 phút thời gian thoáng qua rồi biến mất. Diệp Thần đem tàn thuốc trong tay dập tắt, cong ngón tay bắn ra, tàn thuốc vạch qua lau một cái độ cong, trực tiếp chính xác không có lầm rơi vào trong thùng rác.
hắn lần nữa bấm cú điện thoại kia. Có tin tức không? Bên đầu điện thoại kia giọng bình tĩnh chút. Điện, hụ hụ hụ, ta đã tra được Tôn Di tin tức, nàng ở buổi trưa 1135 chia lìa mở sông thành khu nhà đại đô, lái một chiếc đại chúng 180 ti giáp sát trùng, ở 1225 chia tay thời điểm lái vào Ninh Ba thứ 5 Bệnh viện Nhân dân, xe đến nay còn ngừng ở bệnh viện bãi đậu xe. Căn cứ Ninh Ba bên kia điều tra, Tôn Di đệ đệ Tôn Hạo Chiết buổi chiều 1120 điểm bệnh trạng đột phát, cần lập tức giải phẫu, tiền giải phẫu dùng 700.000. Chúng ta điều lấy nàng điện thoại và bệnh viện quản chế, phát hiện thời gian nàng bấm ba người điện thoại, cú điện thoại đầu tiên là một nhà thế chân công ty, Tôn Di tiểu thư dùng 50.000 bán chiếc kia giáp sát trùng trùng xe. Thứ hai và điện thoại thứ ba là số riêng, điện thoại thứ ba cắt đứt thời điểm, Tôn Di tiểu thư đem điện thoại di động ném tới lầu 5512 phòng bệnh bên ngoài cái thứ hai thùng rác. Ta nơi này còn có một phần cặn kẽ điều tra, có cần hay không phát đến ngài hộp thơ? Không cần, Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu một cái, cúp điện thoại. Cái này nha đầu, đến lúc này tại sao còn không và tự mình nói đâu? Chẳng lẽ nàng liền không cầm mình làm bạn bè? Vẫn là nói cho rằng mình bây giờ căn bản không thể ra sức. Ta rõ ràng và ngươi nói kiếm gần nhất cái 100 triệu, ngươi tại sao cũng không tin đâu. Bên người rõ ràng ở một cái thần y, tại sao còn muốn dựa vào những cái kia lang băm đâu. 700.000, Diệp Thần Toàn rất rõ ràng, Tôn Di trên tay chỉ có 300k, coi như đem xe bán vậy góp không đủ còn dư lại 400 cây. Còn như vậy hai cái tư nhân điện thoại, chỉ sợ sẽ là đi mượn tiền đi. Kết quả, nàng thất bại. Bây giờ Tôn Di hẳn là bất lực nhất thời điểm đi. 5 năm trước lúc này, là ta bất lực nhất thời điểm, 5 năm sau ngày hôm nay, là ngươi bất lực nhất thời điểm. Cũng nên do ta cầm ngươi kéo ra cái này vực sâu. À, thật là một đàn bà ngốc. Diệp Thần tiện tay cầm lên một kiện áo khoác liền khoác ở trên mình, đóng cửa lại, trực tiếp không có vào nửa đêm bên trong. Có vài người tự nhiên phát hiện Diệp Thần, không khỏi được nín thở ngưng thần. Tới, đứng trên đỉnh núi, mắt nhìn bầu trời rơi xuống vậy một đạo lôi điện, Diệp Thần nheo lại cặp mắt. Rất cường đại lôi kiếp. So với chi mấy lần trước mình đụng phải lôi kiếp đều mạnh hơn. Một khi bước ra bước này, đặt ở Diệp Thần trước mắt, chính là một cái thần du đại đạo. Phá vỡ cho ta, như cũ lựa chọn chính diện đối kháng. Hai lần trước lôi kiếp trải qua mặc dù mạo hiểm vô cùng, mặc dù đều ăn rồi to lớn đau khổ. Nhưng là, vậy thì như thế nào? Diệp Thần lấy được thật nhiều chỗ tốt. Mượn vậy hai lần lôi kiếp, Diệp Thần thân thể tiếp nhận rèn luyện, cũng không phải là cường đại một điểm nửa điểm đơn giản như vậy. Coi như là ban đầu trấn hồn kiếm, ở sấm sét tẩy rửa dưới, mơ hồ cũng ở đây lột xác. Cho nên, lôi kiếp vừa là nguy cơ, cũng là cơ hội. Ở Diệp Thần xem ra, cái này càng nhiều hơn chính là cơ hội. Một tiếng thét dài. Rốt cuộc ở đó một đạo lôi điện rơi xuống ngay tức thì, Diệp Thần động. Hủy thiên diệt địa hơi thở chính giữa, nhức mắt lôi quang dưới, Diệp Thần thân hình nhô lên. Xoát! Một tia sáng trắng xông phá chân trời, Diệp Thần tựa như cùng ánh sáng trắng dung hợp, hướng sấm sét đối diện va chạm đi. Ngao! Ánh sáng trắng bay lên không, tựa như hóa là 100 trượng cự long. Cự long gào thét, phải đem sấm sét chiếm đoạt. Cái này! Đứng xa xa nhìn côn sông cốc trên phát sinh một màn, Mây Lão trợn to hai mắt, Kỷ Hà sắc mặt biến đổi. Chính diện đối kháng, lấy lôi kiếp tẩy rửa tự thân. Mây Lão lộ ra ngưng trọng thần sắc, trong mắt tóe ra lau một cái sạch bóng. Ta vẫn là xem nhẹ Diệp tiên sinh, có lẽ chính là như vậy, cái này Diệp tiên sinh mới sẽ đi cho tới bây giờ cao độ. Lấy lôi kiếp tẩy rửa, nhất là tại chưa có ích sấm đan trợ giúp dưới tình huống. Độ khó không nhỏ à. Mây Lão cười lên, trên mặt một màn kia vẻ tán thưởng, càng phát ra đậm đà. Cho dù ở Côn Lôn hư, lựa chọn lấy phương thức như vậy đối kháng lôi kiếp người, cũng không nhiều. Coi như là lựa chọn loại phương thức này những thiên tài kia, cái nào không phải đang đối mặt lôi kiếp trước, làm xong vạn toàn chuẩn bị. Tối thiểu, ích sấm đan là không thể thiếu được. Uống ích sấm đan, tăng cường chống cự sấm sét lực. Sẽ để cho người tu luyện đối kháng lôi kiếp tỷ lệ tăng lên không thiếu. Mà Diệp Thần, hiển nhiên không có chuẩn bị.
hắn, có thể thành công. Có lẽ trước hai lần hắn cũng là như vậy đối mặt lôi kiếp. Mây lão trong lòng cảm khái. Kiếm khí rất là bá đạo, long ngâm thiên địa, như phi long ngất trời khí thế bàng bạc. Cái này Diệp tiên sinh rốt cuộc lai lịch ra sao, ta càng ngày càng hiếu kỳ, phỏng đoán Tư Thanh tỷ tỷ đối với cái này Diệp thí thiên cũng là cảm thấy rất hứng thú. Thiếu nữ mặt đầy cảm khái. Diệp thần giờ phút này thi triển ra kiếm kỹ, hiển nhiên là để cho người trước mắt sáng lên. Oanh! Đang lúc mọi người kinh ngạc chính giữa, một hồi kịch liệt chấn động đột nhiên bung ra. Đúng cái trời đất phảng phất đều chấn động một cái. Phóng lên cao huyết long cùng vậy một đạo lôi điện đánh vào nhau. Kiếm khí bộc phát, lôi quang tùy ý. Cả thế giới ở lần đụng chạm này dưới, tựa như cũng đổi được ảm đạm vô quang. Côn sông cốc trên, nổ ầm tiếng điếc tai nhức óc. Điện đi rồng rắn, đang cùng cự long va chạm chính giữa, vậy nhìn như uy không thể đỡ sấm sét ngay tức thì chia năm xẻ bảy, hướng bốn phía bắn tung tóe đi. Đùng đùng. Thân ở sấm sét nồng cốt, Diệp thần thần sắc nghiêm nghị, từng đạo lưu lại sấm sét ở trên người hắn di động, tình cảnh thật là khủng bố. Một cổ dây rức đau đớn tràn ngập mở ra, may là lấy thân thể hôm nay cường độ, Diệp thần như cũng nhịn không được run. Toàn lực vận chuyển cửu thiên huyền dương quyết, Diệp thần cố gắng đem di động ở bên ngoài thân những cái kia sấm sét lực hoàn toàn rèn luyện. Thân thể mỗi một cái tế bào, mỗi một khối xương cốt, giờ khắc này tựa như đều bắt đầu ngọa nguậy, lớn mạnh. Thống khoái. Ước chừng qua một chung trà thời gian, tất cả sấm sét tản đi, Diệp thần đứng ở đỉnh núi trên, không nhịn được phá lên cười. Thống khổ sau đó, mang tới thoải mái, để cho Diệp thần trong lòng hào khí xảy ra. Người vậy rất hưng phấn, không phải sao? Nhìn trong tay nhẹ nhàng run rẩy chấn hồn kiếm cùng với đỉnh đầu huyết long, Diệp thần khóe miệng nụ cười càng phát ra đậm đà. Cái này hơn 2 tháng tới, luyện hóa chấn hồn kiếm sau đó, Diệp thần có thể cảm nhận được cái này một chuôi lợi kiếm sắc bén và khát vọng. Giờ phút này, tại chân khí thúc dục phát dưới, chấn hồn kiếm trên mơ hồ sắc bén lóe lên, thân kiếm chấn động, phát ra khinh ngâm tiếng, tựa hồ phá lệ hưng phấn. Huyết long giống như vậy, thân thể lại là không ngừng mở rộng. Tới, đột nhiên, Diệp thần ánh mắt đông lại một cái. Nhìn bầu trời bỗng nhiên rơi xuống lại một đạo lôi quang, hắn trong mắt tinh quang bạo khởi. Oanh! Lôi quang sau đó, mới là kịch liệt tiếng nổ. Đạo này sấm sét đã đủ để sánh bằng người lớn eo ếch lớn bằng. Phá vỡ cho ta! Ở đó một đạo lôi điện rơi xuống ngay tức thì, Diệp thần trong tay chấn hồn kiếm toát ra tia sáng chói mắt. Kiếm khí bung ra, kiếm quang đầy trời. Rào 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 rào. Trường kiếm như mang theo thiên quân thế không có vào đến lôi quang chính giữa. Phốc suy. Phun ra một ngụm máu tươi, Diệp thần thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Thật là cường đại đạo thứ hai sấm sét. Cho dù ở trong thời gian ngắn, Diệp thần thi triển phá thiên kiếm ý, cũng không cách nào dung chuyển đạo này lôi quang chút nào. Vạn đạo kiếm pháp. Một chiêu vạn đạo kiếm pháp thi triển ra, Diệp thần cưỡng ép phá vỡ sấm sét. Phá cho ta. Vạn đạo kiếm pháp không đủ, Diệp thần ngay sau đó thi triển ra Trần Thiên Lê dạy hắn những kiếm khác ý. Cái này hai chiêu có thể nói là Diệp thần hôm nay cường đại nhất kiếm pháp một trong. Hai chiêu kiếm pháp bung ra, khí thế kinh khủng lan truyền. Rào rào, muôn vàn kiếm khí dưới, rốt cuộc miễn cưỡng đem vậy một đạo lôi điện biến dạng mở ra. To lớn sấm sét, hóa là muôn vàn lôi quang di động ở côn sông cốc trên. Toàn bộ côn sông cốc, giờ phút này tựa hồ đều run rẩy, tùy thời có thể sụp đổ. Phốc suy. Ước chừng lại là đi qua hai chung trà công pháp, Diệp thần lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, mới tính là đem đạo này lôi kiếp phá vỡ. Thần du cảnh, tầng ba cướp, cái này tầng trời thứ ba cướp, thật là mạnh mẽ. Cho đến lôi quang tản đi, Diệp thần sắc mặt tái nhợt. Nhìn bầu trời chính giữa chưa từng tản đi ô vân. Hắn thần sắc càng thêm ngưng trọng. So với trước hai lần gặp lôi kiếp, lần này lôi kiếp, cường đại không chỉ một điểm nửa điểm. Oanh! Không cùng Diệp thần suy tính càng hơn, đạo thứ ba sấm sét rơi xuống. Đây là cuối cùng một đạo lôi điện, nhưng trình độ cao nhất mạnh mẽ. Đạo này sấm sét thậm chí mơ hồ lộ ra tím ánh sáng màu trắng.
Vạn kiếm quy tông. Đối mặt cuối cùng này một đạo lôi điện, cảm thụ ẩn chứa trong đó khí thế kinh khủng, may là Diệp Thần cũng không dám lại khinh thường chút nào. Lưu quang sử dụng, vạn kiếm bắn ra. Xoát. Lưu quang chớp mắt, không có vào chân trời. Mang theo người muôn vạn kiếm khí đảo mắt chính là cùng vậy một đạo lôi điện ầm ầm đánh vào nhau. Oanh. Trời đất phảng phất văng tung tóe. Lưu quang trên, ánh sáng nhất thời thu liễm. Ở giữa thiên địa sấm sét di động. Ước chừng chỉ là một đối mặt, kinh khủng kia sấm sét liền đem Diệp Thần lưu quang phá vỡ. Hơi dừng lại một chút, uy lực cũng không bị suy yếu quá nhiều lôi kiếp, tiếp tục rơi xuống. Bổn mạng linh phù. Diệp Thần thần sắc đột nhiên biến đổi, vội vàng sử dụng bổn mạng linh phù thuật. Bổn mạng linh phù, để chắn Diệp Thần trước người. Thanh Loan Tông phải lăng trì nó. Tốt, vậy hắn liền lăng trì đệ tử của các ngươi. Xem, rốt cuộc ai lăng trì ai. Rất nhanh, lăng trì chi hình, 3.357 vết kiếm, ở ngắn ngủi nửa phút bên trong hoàn thành. Vị này đạo truyền đệ tử, chỉ còn lại một bộ xương, thần hồn vẫn còn ở, nhưng đã đau được hôn mê bất tỉnh. Bót, Diệp Thần một cái tát đánh tan nát người này thần hồn. Rồi sau đó mắt nhìn xuống Thanh Loan Tông mọi người, nói các ngươi đạo truyền đệ tử, thật rất yếu đến ta cũng không có bao nhiêu hứng thú. Bây giờ duy nhất có thể để cho Diệp Thần đưa tới hứng thú chính là đế tôn cảnh cường giả. Người tu luyện đến đế tôn cảnh sau. Mỗi đi lên tấn thăng một tầng, liền muốn vượt qua tầng trời một chênh lệch, chính giữa nhất là lấy, ba tầng thiên, tầng sáu thiên, bát tầng thiên, cùng là nhất khó khăn, đều cần đem đạo của mình. Tiến hành lần lượt biến chất, tầm thường đế tôn cảnh tầng trời 1, nếu muốn đến đế tôn cảnh 3 tầng trời, không có 1 2 3 ngàn năm, cũng không có so khó khăn. Đây cũng là hoàng gia lão tổ, đến nay đều là vẫn là đế tôn cảnh bát tầng thiên nguyên do. Diệp Thần lần nữa xóa bỏ Thanh Loan Tông 7 vị đạo truyền đệ tử. Đã để cho ra môn phái các đệ tử hoảng sợ, cái này còn là tên điên Diệp Thần sao? Đơn giản là sát thần Diệp Thí Thiên à. Thanh Loan Tông dòng dã 20 vị thiên tài à. Trước sau để cho Diệp Thần cũng giết được sạch sẽ. Tiểu súc sinh. Hoàng Bộ Thiên cuồng loạn giống lên. Tiểu súc sinh, ta nhất định phải đem ngươi chém chết. Tiểu súc sinh, tiểu súc sinh, tiểu súc sinh. Hắn tức giận đã đi sâu vào não tủy bên trong, nói cảnh thủy, ta cũng không quản quy tắc. Bây giờ, ta Thanh Loan Tông 8 vị trưởng lão toàn bộ kết quả, phải tru diệt Diệp Thần. Ngụ. Đệ tử cũng cho lão tử giết sạch, chúng ta Thanh Loan Tông còn tham gia cái len sợi ra tông môn thiên tài thi đấu à? Bất kể là thế hệ trước và trẻ tuổi đồng lứa, tất cả lên cho ta, giết Diệp Thần. Phải giết Diệp Thần. Nếu không này cùng làm nhục, cho dù đệ vào tam giang tứ hải năm nước hồ, cũng khó tiêu trừ cái này mặt đầy thẹn thùng à? Mới vừa mình còn ra vẻ thông thạo, muốn cho đệ tử chân truyền xóa bỏ Diệp Thần, kết quả đệ tử chân truyền toàn bộ tiêu diệt. Vì vậy mình lại lòng tin tràn đầy phải nhường đạo truyền đệ tử ra tay, muốn mời các vị xem lăng trì Diệp Thần tuồng kịch, kết quả đạo truyền đệ tử toàn diệt. Lần này, hắn để cho thiết thiết thực thực đế tôn cảnh trưởng lão ra tay. Nhất định có thể tru diệt Diệp Thần. Này tình, sợ rằng không ổn đâu. Trưởng lão đối phó trẻ tuổi đồng lứa, nói ra, có ngại vì nhà mình mặt mũi, cùng với chúng ta thiên tài thi đấu danh tiếng. Cảnh thủy tiên sinh đều đâu vào đấy nói, không bằng, xem nhà nào còn có trời mới đệ tử ra tay, tru diệt Diệp Thần. Hắn nhìn về phía chín đại thiên tài, thần giác phác họa nụ cười, nói, dĩ nhiên, cũng có thể để cho chín đại thiên tài ra tay. Tại chỗ tru diệt Diệp Thần. Côn Lôn hư 10 đại thiên tài trong, trừ đi Kỳ Thư Thanh, còn lại 9 vị thiên tài đều đến. Bọn họ thiên phú, còn muốn ở hoàng gia trẻ tuổi đồng lứa cấp thứ nhất tầng trên. Cũng chính là Hoàng Chiến Thiên và Hoàng Ngũ Thương trên. 9 người bên trong, thấp nhất một cái đều là đế tôn cảnh tầng trời 1, cao nhất thậm chí đã tới đế tôn cảnh tầng 4 trời, cũng có thể vượt cấp tác chiến, không tin không diệt được Diệp Thần. Những môn phái khác, Lăng Hải Tông, Loạn Thương Môn, Lăng Phủ Tông, Thiên Hải Tông, Đạo Tông, Hoàng Bộ Thiên đếm đếm trên trung bình, cùng với đứng đầu đại phái, ánh mắt do quét qua bọn họ, liền nói, Diệp Thần người này, miệt thị chúng ta. Đệ tử nhà nào nguyện ý ra tay, tiêu diệt Diệp Thần. Lấy chân uy danh. Còn chưa cùng ra phái trưởng môn, phó trưởng môn đáp lại.
Diệp Thần nhưng là chấp tinh thần kiếm, chỉ mấy đại môn phái, nói các ngươi cũng không cần nhà nào đi ra ứng chiến. Dứt khoát như vậy, ta lại mở hai ván, các ngươi năm phái đệ tử chân truyền toàn bộ lên, là một ván. Ván thứ hai, các ngươi năm phái đạo truyền đệ tử cùng tiến lên, ta cũng nhận. Như thế nào, đây đã là ta đối với các ngươi những phế vật này, lớn nhất gia hạn, dẫu sao các ngươi những phế vật này, còn không có tư cách, để cho ta từng cái đối chiến các ngươi. Vừa vặn, lần trước ngũ đại môn phái cũng mão trước sức lực đối phó mình, thế hệ trước càng không để ý mặt mũi, liều chết muốn giết mình. Lần này, mình vừa vặn một lần hành động tiêu diệt bọn họ năm đại phái tất cả đệ tử chân truyền và đạo truyền đệ tử, sau đó sẽ tìm bọn họ những trưởng lão này, tính một chút sổ cái. Cuối cùng chính là cảnh thủy và nơi này hoàng gia người trong. Diệp Thần điên rồi. Diệp Thần thật sự là người điên à, liều mạng người điên. Một người liền dám khiêu khích năm gia môn phái, còn nghĩ những thiên tài kia đệ tử mắng thành phế vật, thật là điên rồi. Gần như tất cả mọi người cũng cho rằng, Diệp Thần đã tẩu hỏa nhập ma, hoàn toàn điên rồi. Người bình thường, nào dám làm như vậy à? Mấy trăm tông phái chính giữa, thật đang đứng ở trên trung bình du, thậm chí còn đứng đầu tông phái, cứ như vậy mười mấy nhà, cái này Diệp Thần một người muốn chọn ba nhà trong cùng tông phái, hai nhà đứng đầu tông phái, hành vi đã không thể dùng điên để diễn tả, thậm chí không tìm được từ ngữ để hình dung loại này cuồng vọng. Đồng thời, tiểu tông phái cửa đệ tử cảm xúc mạnh mẽ nhưng là bốc cháy. Bọn họ gần như đều là cùng Y Thần môn một cấp bậc môn phái, trong môn phái ngay cả một đế tôn cảnh cường giả cũng không có, nếu không phải đạo tông và hoàng gia liên hiệp tuyên bố, yêu cầu Côn Lôn hư tất cả tông phái đều phải tới, nếu không bọn họ liền nhập môn tư cách cũng không có. Hết lần này tới lần khác chính là bởi vì Diệp Thần cũng là tiểu tông phái, nhưng cho bọn họ một loại phấn khởi cảm giác. Nháy mắt tức thì, rất nhiều nhỏ tông phái nam đệ tử, cũng lấy Diệp Thần làm mục tiêu, không dám xa cầu đạt tới Diệp Thần loại này trình độ cuồng vọng, chỉ cần có Diệp Thần loại này tu vi, dù là 10%, nằm mơ cũng có thể cười tỉnh. Diệp Thần, ngươi thật can đảm, dám can đảm khiêu khích chúng ta ngũ đại môn phái. Thiên Hải tông trưởng môn thần sắc che lấp, nhìn về phía trên lôi đài Diệp Thần, nói, ngươi coi là thật lấy là, không người nào có thể chế trụ ngươi à. Hắn vẫy tay gian, đem một vị đệ tử kêu tới, nói, đây là ta bế môn đệ tử, tên là Minh Hiên, tuy là đế tôn cảnh tầng trời một, nhưng là có thể chiến đế tôn cảnh ba tầng trời, thực lực siêu tuyệt, ngươi có dám cùng hắn đánh một trận. Ta còn không tin, chúng ta ngũ đại môn phái, không có đệ tử có thể thắng ngươi. Thành tựu trưởng môn, đều có chút phong độ, tự nhiên không thể cùng trước khi trưởng lão như nhau, khẩn cấp vội vàng đi xuống và Diệp Thần liều mạng. Cũng nghĩ để cho mình đệ tử, đi diệt Diệp Thần, tăng tăng mình uy phong. Minh Hiên khí vũ bất phàm, tóc đen phiêu vũ, thật giống như dịu dàng như ngọc tiên quân. Trong tay hắn cầm nắm một bụi hoa anh đào, thần sắc mỉa mai nhìn về phía Diệp Thần, nói, giết ngươi, không cần một chiêu. Lúc này hắn trôi giạt xuống, giữa không trung cánh hoa phiêu vũ, hết lần này tới lần khác trong suốt, một cái có hoa tươi tạo thành con đường, thẳng tắp được từ giữa không trung kéo dài đến trên lôi đài, từng cơn phương thơm phái lòng người phổi, ánh sáng rực rỡ thổi phồng, hoa tươi chi đạo, lớn sáng lên thải, sắp đến trước mắt. Minh Hiên từng bước một đi xuống, vóc người cao ngất, trong mắt như tinh thần, áo khoác như tuyết, hiên ngang đứng, thật là anh vĩ. Tốt đẹp trai người đàn ông à. Cái này tiểu ca ca thật là đẹp à. Hoa tươi là đường, ánh sáng rực rỡ là phụ, thủ đoạn này thật là đáng sợ. Không thiếu tông phái nữ đệ tử, nhìn chằm chằm Minh Hiên, cặp mắt để kim quang, hận không được trực tiếp đem Minh Hiên cất vào trong ngực. Các nàng quần tình kích động, lại nhìn về phía Diệp Thần quần áo trắng mặc dạng, trong lòng liền nói, nhất định phải đem Diệp Thần đánh chết à. Kim ngọc bên ngoài thối giữa trong đó. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, một cổ bỏ ta hắn ai độc tôn tư thái hiện ra mở, tóc đen phiêu vũ, trong mắt thâm thúy như tinh không, chợt phung ra một quyền, một cổ khí tức mạnh mẽ bộc phát ra, 9 tầng 19 quyền ảnh lẫn nhau chồng lên, lên chấn động chư thiên, hạ nhiếp u minh, lấy vô địch tư thái, đánh vào hoa tươi con đường trên. Kèm theo một đạo vang lớn, hoa tươi con đường bể ra. Minh Hiên khó khăn lắm ngăn cản chốc lát, cánh hoa rơi vào trên gương mặt,
một khắc sau liền cả người nổ tung, máu tươi lẫn vào xương rơi xuống đầy đất. Phế vật! Diệp Thần còn tưởng rằng là nhân vật lợi hại gì đâu, ra sân châu bò như vậy, kết quả để cho mình một quyền liền đánh bể. Vào giờ phút này, tất cả mọi người hoảng sợ nhìn trước mắt hết thảy các thứ này. Hoa tươi vây quanh Minh Hiên. Chết! Bị Diệp Thần một quyền đánh chết. Cái này cái này cái này. Trước đây sau tương phản cũng quá lớn liền đi. Diệp Thần! Người nhóc xác rưởi, người khốn kiếp, người dám giết đồ nhi ta, lão phu ngày hôm nay không muốn người chết. Thiên Hải Tông trưởng môn tự mình nhìn ái đồ bị Diệp Thần một quyền đánh bể, hoàn toàn điên cuồng. Cả người quanh quẩn lửa cháy mạnh, chỉ Diệp Thần nói tất cả đệ tử ở chỗ nào. Toàn bộ cho ta lên. Giết cho ta liền Diệp Thần cái này rác rưởi. Hắn cuồng loạn kêu, hình dáng cùng Hoàng Bộ Thiên tương tự biết bao. Bọn họ cũng không có so tự tin lấy là, mình đệ tử có thể chu diệt Diệp Thần, kết quả còn không bằng Thanh Loan Tông các đệ tử đâu. Người ta giàu gì đi lên và Diệp Thần liều mạng mấy chiêu, Minh Hiên cũng còn chưa tới đạt tới ra tay. Sẽ để cho Diệp Thần một quyền cho liền nổ. Tông chủ, đệ tử chờ ở. Tông chủ, chúng ta ở. Thiên Hải trên trung bình hạ. Sáu vị đạo truyền đệ tử, vào tất cả ôm quyền, ánh mắt thành khẩn nhìn về phía Thiên Hải Tông tông chủ, nói cần tuân tông chủ lệnh, chúng ta nguyện ý chu diệt Diệp Thần. Bên trong sân ngay tức thì ý định giết người phóng thích đến mức tận cùng. Rốt cuộc là ai cho các ngươi tự tin? Lương Tĩnh Như à? Tu vi đều cùng Thanh Loan Tông đệ tử như nhau. Nói thật ra, ta đánh các ngươi một chút hứng thú cũng không có. Diệp Thần nhìn về phía những thứ khác bốn phái, nói, đệ tử của các ngươi, tất cả lên đi, nói thật, từng cái phái quá lãng phí ta thời gian. Hắn dài hô một hơi, một bộ suy tư mạc dạng, ánh mắt quét qua mấy chục thuộc về cấp thứ nhất tầng tông phái, nói các ngươi đệ tử chân truyền và đạo truyền đệ tử, tất cả lên đi. Từng cái lên. Quá mất thời gian gian. Nghe được Diệp Thần nói tiếng nói, Cảnh Thủy Tiên Sinh thần sắc âm trầm, ánh mắt quét qua những thứ khác năm đại phái, dần dần đứng dậy nói, lần này thiên tài thi đấu, vốn là dự định tuyển cử mới một lần Côn Lôn hư 10 đại thiên tài, nhưng là Diệp Thần người này, cuồng vọng tự lớn, không biết sống chết. Cộng thêm lên, ta là lần này ra tông phái thiên tài thi đấu người tổ chức. Cho nên, ta lấy quy tắc điều động Lăng Hải Tông, Loạn Thương Môn, Lăng Phủ Tông và Thiên Hải Tông, Đạo Tông, năm phái đệ tử chân truyền, đạo truyền đệ tử cùng lên, chu diệt Diệp Thần, vậy chúng ta Côn Lôn hư trời đất sáng trưng, cũng vì cho lên lần tẩy trong ao rồng, táng thân ở Diệp Thần thủ hạ các đệ tử một câu trả lời. Cảnh Thủy Tiên Sinh lời nói này, nói được cao cao tại thượng, đường đường chính chính. Hắn nhìn về phía đang suy tư ở giữa năm vị trưởng môn, nói nhỏ một câu, Diệp Thần, Trấn Đan hư hôm nay tự phong. Lạc Giao ngươi là đừng hy vọng. Kỷ Tư Thanh cũng không quá đế tôn cảnh, tức liền tới vậy không cứu được. Bây giờ, ngươi có thể nói là kêu trời không đáp, gọi đất không linh, ai cũng không cứu được. Hết lần này tới lần khác, ngươi lại khiêu khích lục đại môn phái, cũng không cần ta ra tay, những thứ này đệ tử chân truyền và đạo truyền đệ tử là có thể đem ngươi tiêu diệt. Đồng thời ta còn có thể được sáu đại phái ân huệ, thế nào mà không làm chứ? Được. Thiên Hải Tông trưởng môn vô căn cứ bước ra một bước, mặt đất chấn động, hắn càng là nói, trận chiến này tác chiến, cũng không phải là thiên tài thi đấu. Mà là đồ sát ma ồ ạt, Diệp Thần người này đã nhập ma, vì để tránh cho ma đầu Diệp Thần, tiếp tục tàn sát các phái thiên tài. Ta Thiên Hải giữ gôn sẽ duy nhất phái ra tất cả đệ tử. Tham dự vào tràng này đồ sát ma đại chiến bên trong, là Thành Thiên Tuyệt, là Côn Lôn Hư. Hết sức hiện một phần lực lượng. Hôm nay, ma đầu Diệp Thần phải trừ. Tựa hồ, chính phái tất cả mọi người là thích cho mình hành vi mượn cớ. Rất rõ ràng chính là muốn lấy hơn thủ thắng, nhưng hết lần này tới lần khác muốn quan lấy, đồ sát ma cái này cùng mượn cớ, dối trá tới cực điểm. Không sai. Thiên Hải Tông trưởng môn nói hay. Diệp Thần cái này cùng ma đầu, phải mau sớm diệt trừ. Nếu không ta Côn Lôn hư trên dưới nguy ở một sớm một chiều. Lăng Phủ Tông tông chủ từ từ nói, vì Côn Lôn hư, vì rộng đại thiên tài, vì rộng lớn nhân dân, Diệp Thần ma đầu kia phải trừ. Hắn nói, ta tông tất cả đệ tử chân truyền, tất cả đạo truyền đệ tử, tất cả sẽ xuất thủ, tham dự chu diệt Diệp Thần ma đầu kia. Đồng thời, chúng ta tuân theo quy tắc,
cùng với Côn Lôn hư truyền thống cổ xưa. Tất cả đệ tử chân truyền và đạo truyền đệ tử, cũng sẽ cùng nhau tham chiến, chu diệt Diệp Thần. Bởi vì phần này đồ sát ma chiến công, là thuộc về tất cả đệ tử. Nghe được lời này, Lăng Phủ Tông mọi người có thể nói là quần chúng kích động, các đệ tử mỗi cái lăm le, chuẩn bị đối phó Diệp Thần. Diệp Thần nhìn Lăng Phủ Tông tông chủ, lắc đầu một cái, cũng là lần đầu tiên thấy loại này, đem tất cả đệ tử phái tới, còn nói được như thế đường đường chính chính, nói về được so cảnh Thủy Tiên Sinh đều phải êm tai, làm thật tốt xem mình thật là cái gì cái thế ma đầu tựa như. Hắn dài hô một hơi, huy động cửu u thí thiên thương, chỉ mây năm đại phái, nói, đừng phun phun hoa bên ngoài, nhanh chóng để cho đệ tử của các ngươi cút ra đây nhận lấy cái chết, cùng giải quyết tiểu nhân, ta giải quyết các ngươi những thứ này già. Trước diệt tiểu nhân, lại giết già. Diệp Thần từ vừa mới bắt đầu, cũng không có toát ra chiến lực chân chính. Nếu là ban đầu, chiến lực chân chính toát ra, chu diệt Thanh Loan Tông đệ tử chân truyền và đạo truyền đệ tử, cũng không cần một chiêu. Thế nhưng dạng coi như không tốt tiêu diệt năm đại phái đệ tử, bởi vì sẽ trực tiếp đối với già, cầm năm đại phái già đánh chết, tiểu nhân đã sớm chạy được không gặp cái bóng, vẫn là phải đi từng bước một. Diệp Thần ra tay, từ trước đến giờ đều là một người. Muốn tiêu diệt một cái môn phái, còn được là từ nhỏ bắt đầu, từng bước một giết tới đi. Diệp Thần cũng không để ý sẽ mỗi một tông chủ tất cả đi ra lên tiếng, bắt đầu đánh giá năm đại phái đệ tử chân truyền, tổng số tính được chừng 57 vị, thấp nhất ở đạo nguyên cảnh 3 tầng trời, cao nhất ở đạo nguyên cảnh tầng 9 thiên. Loại này cấp bậc tác chiến, cùng ban đầu ở phá thiên cốc đánh chết hoàng gia con em như nhau. Còn như năm phái đạo truyền đệ tử, chừng 32 vị, thấp nhất tu vi ở đạo nguyên cảnh tầng 6 trời, cao nhất ở đế tôn cảnh tầng 2 trời, miễn cưỡng đủ nhìn. Chư vị, đồ sát ma cử chỉ, chính là lên ý trời. Tất cả các đệ tử đều đi đi, ta sẽ là các ngươi chuẩn bị tiệc ăn mừng, sẽ hoan nghênh các ngươi thắng lợi mà về. Nhưng là ngàn vạn lần phải nhớ kỹ, Diệp Thần ma đầu kia, không thể tùy tiện chu diệt, phải đem hắn xử tử lăng trì. Hoàng Bộ Thiên cơ hồ gầm hét lên. Hoàng Bộ Thiên thấy được năm phái đệ tử cũng phải ra tay, khẽ gật đầu, trong lòng nói một câu, Diệp Thần, ngươi cho dù có thể tiêu diệt đệ tử chân truyền, đạo truyền đệ tử thì như thế nào? Ngươi chỉ là một người mà thôi. Một mình ngươi mà thôi. Muốn ngăn trở 89 vị thiên tài mãnh công. Thật là si người nằm mơ. Phỏng đoán mở một cái chiến, Diệp Thần liền sẽ bị trực tiếp bị thương nặng. Rồi sau đó một đao được bị xử tử lăng trì. Thành tựu phó trưởng môn, Hoàng Bộ Thiên vì duy trì phong độ, đã hết sức nhẫn nại đối với Diệp Thần hận ý, nhưng hắn cảm thấy phần này hận ý, không cần nhẫn nại thêm, lại còn một lát, năm phái thiên tài đem Diệp Thần xóa bỏ sau đó, mình liền có thể đem Diệp Thần đầu lâu lấy tới, làm thành tuyệt đẹp cốt ly, dùng để thịnh rượu. Năm phái thiên tài à? 80 hơn vị tuyệt thế thiên tài. Bất kỳ một người nào cũng sánh bằng chúng ta môn phái trưởng môn à. Diệp Thần cử động như vậy, thật là quá khinh thường. Không thiếu nhỏ tông phái trưởng môn, các trưởng lão đều bắt đầu nghị luận. Ở trong mắt bọn họ, Diệp Thần cho dù lại có thể vượt cấp tác chiến, có thể đối mặt 8 hơn 10 cái cảnh giới so mình cao được người mà nói, hoàn toàn chính là tự tìm cái chết. Đây cũng không phải là một thêm một tương đương với đề mục à. Năm phái 89 vị thiên tài cộng lại, cho dù là đế tôn cảnh tầng 5 trời, vậy không hẳn là không thể đánh một trận à. Diệp Thần, quá khinh thường đi. Các ngươi bốn cái, nhanh chóng kéo Diệp Thần đi thôi. Đoạn Hoài An hết sức không an lòng, ta biết rất nhiều ngày mới hội tụ vào một chỗ, dù là tạo thành một cái thật đơn giản trận pháp, chiến lực cũng có thể thành bội phát huy, Diệp Thần, không ngăn nổi. Hắn âm thầm lắc đầu một cái, thầm nghĩ, Diệp Thần. Vẫn là quá lỗ mãng. Diệp Thần chiến lực, rõ ràng đã sánh bằng đế tôn cảnh, chỉ cần nhẫn nại thêm mấy năm. Đến lúc đó, ngang trời xuất thế, ai có thể ngăn cản. Nhưng muốn bởi vì mình, để cho Diệp Thần tới mạo hiểm như vậy, thật không nên à. Đoàn trưởng môn, người thật cảm thấy chủ nhân, không phải bọn họ đối thủ. Nếu như ngài như vậy cho rằng, ta sẽ cảm thấy ngài phán đoán là sai. Hoàng Chiến Thiên tinh tế vừa nói, hắn nhìn về phía năm phái thanh niên người tu luyện, nhìn hờ hững. Tại sao,
Đoạn Hoài An khá là kinh ngạc nhìn về phía Hoàng Chiến Thiên, nói, Diệp Thần, thật có thể giết ra tới. Vậy là khẳng định, bọn họ ở chủ nhân nhà ta trước mắt, lại coi là cái gì à? Hoàng Chiến Thiên đối đãi Cảnh Thủy Tiên Sinh, giống như đối đãi không biết sống chết người, huyết linh tộc 6 vị đế tôn cảnh cường giả, cũng chết chủ người trên tay, còn sợ trước mắt những người này. Cho dù chủ nhân không dùng tới mật pháp, ban đầu phá thiên cốc. Định Quân Sơn chiến dịch như thế nào? Lớn như vậy hoàng gia thiên tài, cùng với những thứ khác hai phái thiên tài cộng lại, có thể muốn so với những người trước mắt này nhiều hơn nhiều, mặc dù không có đế tôn cảnh cường giả, nhưng dầu gì 100-200 vị cường giả à, nhưng cũng để cho chủ nhân giết được hôn thiên ám địa. Trước mắt cái này năm phái thanh niên, nhất định chính là một đám dê con đợi làm thịt. Đến khi tác chiến chân chính bắt đầu, bọn họ liền sẽ cảm nhận được chủ nhân khủng bố, đến lúc đó quỳ xuống dập đầu đều là hy vọng xa vời. À, Diệp thần sư đệ như thế lợi hại. Diệp sư đệ, như vậy lợi hại. Tiểu Bích và Lão Tiết đều rối rít hỏi. Hoàng Chiến Thiên nhưng là thần bí nói, từ từ xem kìa, ta dám nói cho các ngươi, chủ nhân nhà ta, vô địch thiên hạ. Vòng chiến trong, năm phái đệ tử chân truyền, đạo truyền đệ tử, tổng cộng là 89 vị thiên tài trẻ tuổi, quyết liên xuống. Bọn họ đi tới trên lôi đài, mặt coi thường nhìn về phía Diệp thần, một bộ giết gà yên dùng châu đao cảm giác. Chính giữa, một cái đạo tông đạo truyền đệ tử đứng ra nói, các trưởng môn đều có chút quá lo. Các vị, ta có đế tôn cảnh tầng 2 ngày tu vi, không bằng ta xuất thủ trước, bắt lại Diệp thần đi. Đối với Diệp thần như vậy ma đầu mà nói. Cho dù ta một người không bắt được, lại tới 2-3 cái sư đệ, sư muội vậy là đủ rồi. Diệp thần, đạo nguyên cảnh, có cái gì tư cách? Diệp thần, ngươi nghe, ta chính là đạo tông đạo truyền đệ tử, Hoàng Minh Dương. Vị này đế tôn cảnh tầng 2 ngày đệ tử, tiến lên nói, ngươi có thể chu diệt nửa bước đế tôn, hoặc là đế tôn cảnh tầng trời 1. Coi là không được cái gì ngạo nhân thành thích, cần biết đế tôn cảnh. Một tầng cảnh giới một tầng trời. Ta đế tôn cảnh tầng 2 trời, có thể đánh 5-3 cái đế tôn cảnh tầng trời 1. Bắt lại ngươi chỉ là vấn đề thời gian. Ngươi nếu là thức thời, tự phế tu vi, đoạn đi 2 cánh tay, ta có thể cân nhắc hướng tông chủ thanh minh, không đi tìm ngươi chung quanh người thân, bằng hữu tính sổ. Hắn đi về trước một bước, quanh thân lưu chuyển cổ hao tổn đạo uẩn, thần thánh cực kỳ, như thế nào? Cái này đã coi như là cho ngươi lớn nhất ân huệ. Quỳ xuống cúi đầu đầu hàng đi. Một bầy kiến hôi, ở đâu ra tự tin à? Diệp thần trực tiếp mở ra công kích, một cổ rung động thiên địa hơi thở hoàn toàn bộc phát ra, dẫn được mặt đất chấn động, bụi đất vạn trượng. Hắn, điều động mình chân chính chính tu vi. Trước, hắn chỉ là dùng đạo nguyên cảnh sơ kỳ lực lượng. Bây giờ, hắn phải dùng lực lượng chân chính. Hoàn toàn tiêu diệt những thứ này cao ngạo hạng người, tìm lại những lão gia hỏa đó tính sổ. Nhận lấy cái chết, Diệp thần leng keng mà động, bộc phát ra sát khí ngất trời, một đạo huyết quang thẳng lên mây xanh, hội tụ tới vô số màu máu đám mây, lạnh lùng mà nghiêm nghị, để cho gia tông môn nhỏ đệ tử sợ đến trong xương cốt, liền linh hồn cũng đang rung rung, cả người tất cả hoảng sợ. Một khắc sau, hắn lấy huyết khí đem lôi đài không gian phong tỏa. Bốn phương sợ hãi vắng vẻ, WW vô số kiếm khí từ bốn phương tám hướng giết ra, càng có một loại đại đạo thần uy ở mãnh liệt, ngay tức thì đè rơi xuống, hướng 89 vị thiên tài đè đi. Một người, chủ động hướng 89 vị cảnh giới cao thiên tài, phát động công kích. Phần này cuồng ngông, phần thực lực này, xứng với hắn Côn Lôn hư trẻ tuổi đồng lứa người thứ nhất danh hiệu. Phong tỏa trong không gian. Tràn ra vô số màu máu đám mây và kiếm khí, đem mỗi một vị thiên tài chia nhỏ đứng lên, mỗi một vị năm phái thiên tài cũng phải đối mặt đếm lấy trăm kế, thậm chí đếm lấy tính bằng ngàn kiếm khí công kích. Diệp thần ở mây máu trong, qua lại tự nhiên. Hắn khẽ quát một câu, huyết long, đi ra trợ chiến. Ngao! Một hồi chọc trời long tiếng khóc truyền ra. Một cái huyết long từ Diệp thần trong cơ thể trào hiện ra, to lớn thân rồng. Lóe ra màu máu sáng bóng vảy rồng, giống như là một cái màu máu sắt thép trường thành, dễ như trở bàn tay cán qua hai cái năm phái thanh niên, đem nghiền thành bùn máu. Huyết long, những người trước mắt này, tùy tiện giết. Ngươi hút lấy tinh khí của bọn họ vào huyết khí, tăng lên thực lực.
Diệp Thần giao phó một câu, lại kêu một nhóm lớn tay tiểu hoàng. Hô hô hô, hư không dần dần rạn nứt, một tôn cuồng bạo cự thú đạp không ra, đỏ xanh trong hai con ngươi toát ra hiển hách uy nghiêm, một cổ đế tôn cảnh cái thế khí cơ tách thả ra ra, từ chiếm đoạt thiên kiếp lực lượng sau đó, tiểu hoàng lực lượng lại lên một cái nấc thang. Lại đánh quần chiến à? Sao mỗi lần đều là một mình ngươi vây đánh một đám người? Tiểu hoàng đều có chút buồn bực nói, người ta đánh nhau là một đám người vây đánh một cái, ngươi là một cái vây đánh một đám. Ngươi lại không thể để cho người tiết kiệm một chút lòng. Cố nhiên như thế nói, tiểu hoàng cuồng bạo thân thể vẫn là bước ra mấy bước. Quanh thân huyết khí ngất trời, trực tiếp đem đến gần người đánh bay ra ngoài. Không chỉ như vậy, tiểu hoàng lại là dương ra miệng to, màu đỏ con ngươi toát ra quỷ dị ánh sáng. Nổi giận gầm lên một tiếng, đến gần người, chết. Thời khắc này tiểu hoàng giống như sát thần hạ xuống. Từ huyết linh bí cảnh sau đó, nó liền không ngừng đang hấp thu năng lượng. Cố nhiên hấp thu năng lượng cực kỳ mạnh mẽ, nhưng là duy nhất khuyết điểm chính là lần này tiến hóa cực kỳ không ổn định. Cũng may trước mắt, nó có đầy đủ tư cách giúp Diệp Thần giải quyết những chuyện này. Nó vậy đỏ xanh hai con ngươi, lạnh như băng mà là máu, nhìn một cái Diệp Thần. Vô tận phức tạp ý. Một giây kế tiếp, nó quanh thân huyết quang lóe lên, mũi nhọn chói mắt, chợt một cái nhảy, đâm vào người đống bên trong, tia máu thất luyện bắn ra bốn phía, xen lẫn ra một phiến kinh khủng màu máu tia chớp, kinh có hủy thiên diệt địa khí, giết được Thiên Hải Tông đệ tử chân truyền và đạo truyền đệ tử, người ngưỡng mã phiên. Huyết long giống như vậy. Huyết long cường thế trình độ vượt xa tiểu hoàng. Tiếng rồng ngâm tựa như chấn động chín tầng trời. Huyết Long và Tiểu Hoàng, mỗi người vòng chừng 10 cái đệ tử chân truyền, bắt đầu tiến hành săn giết, chiếm đoạt các đệ tử chân truyền huyết khí, tăng lên mình. Diệp Thần thì bắt đầu chủ động tìm mục tiêu. Hắn lấy huyết khí phong tỏa phía sau lôi đài, ngoài lôi đài xem không thấy tình huống nội bộ, lôi đài bên trong lại là đưa tay không thấy được năm ngón, khắp nơi đều là sền sệt xương máu, năm phái đệ tử cặp mắt lau một cái mù. Chỉ có thể bằng vào cảm ứng, từng bước một đi về trước tìm Diệp Thần. Diệp Thần nhưng là thấy rất rõ ràng, qua lại nhanh chóng. Chính là các ngươi, đạo tông đạo truyền đệ tử. Diệp Thần chủ động theo dõi một đống người, múa tinh thần kiếm, mũi kiếm bắn nhanh ra một đạo sáng bóng, hóa thành một vòng tinh thần, phảng phất từ vũ trụ không trung sâu thẳm trong rơi xuống vậy, hủy diệt lực lượng chấn động bay mấy vị đạo truyền đệ tử. Hủy diệt kiếm đạo lực lượng ở trong huyết vụ như vô tận nham thạch nóng chảy phun trào vậy, không thể ngăn cản. Rất nhanh, đạo tông năm vị đạo truyền đệ tử, trước sau bị Diệp Thần chém chết. Rồi sau đó, Diệp Thần chủ động tìm những thứ khác mục tiêu, liên tiếp đánh chết hơn 10 vị năm phái đệ tử chân truyền. Ở thủ hạ hắn, đệ tử chân truyền và con kiến hôi không việc gì khác biệt, lấy mình hôm nay thực lực, đế tôn cảnh tầng 2 thiên dưới. Mình đều có thể tùy ý trong nháy mắt giết. Chân chính có thể chống đỡ mình công kích, đơn giản vậy hai cái đế tôn cảnh đạo tông đạo truyền đệ tử và Thiên Hải Tông đạo truyền đệ tử. Lôi đài ra, mọi người cũng không thấy rõ lôi đài bên trong biến hóa, mỗi cái trông mong kỳ vọng, nhưng là nghe gặp các loại tiếng kêu thảm thiết, bên tai không dứt. Không khỏi được lạnh run chiến, cảm khái nói, nhất định là Diệp Thần bị hành hạ. Nghe một chút thanh âm này. Bi thảm gần như kêu rát cổ họng, thậm chí còn đổi giọng. Quá thảm, Diệp Thần nhất định bị năm phái thiên tài lăng trì. Quá thảm, nghe người chung quanh thanh âm, Tiểu Bích mất hồn mất vía đi tới Đoạn Hoài An trước người. Sư phụ, Diệp Thần có thể không phải điều này người đối thủ. Mặc dù Diệp Thần mạnh, nhưng là bây giờ trên lôi đài như thế nhiều đạo nguyên cảnh người tu luyện, thậm chí còn có đế tôn cảnh người tu luyện à. Diệp Thần rất có thể thua à, chúng ta phải nghĩ biện pháp đưa Diệp Thần rời đi à. Đoạn Hoài An trên mặt cũng có chút vẻ lo lắng. Hắn cố nhiên là tin tưởng Diệp Thần, nhưng là vấn đề trước mắt cũng không phải là tin tưởng liền có thể giải quyết. Vạn nhất Diệp Thần có cái gì bất chắc, hắn chính là hối hận suốt đời. Bích tiểu thư, ngươi không cần lo lắng. Đối với chủ nhân nhà ta mà nói, đừng bảo là mấy chục đạo nguyên cảnh, cũng hoặc là đế tôn cảnh. Cho dù số lượng này, tăng thêm nữa 10 lần, đối với chủ nhân nhà ta mà nói, cũng bất quá là vấn đề nhỏ mà thôi. Hoàng Chiến Thiên hồi tưởng ban đầu ở Trấn Đan Hư lúc, chủ nhân thúc giục mật pháp,
giống như là tiêu diệt gà con tựa như, tiêu diệt ba đại đan tôn và ba gia tộc lớn mấy chục đế tôn cảnh, những cái kia đế tôn cảnh, có thể so với trước mắt những thứ này đế tôn cảnh người tu luyện mạnh hơn được hơn à. Ngươi như thế nói, nhưng ta không dám tin tưởng à. Tiểu Bích hiển nhiên không tin Hoàng Chiến Thiên nói. Hoàng Chiến Thiên một mặt không biết làm sao, lần nữa thả ra mình hơi thở, hỏi, Bích tiểu thư, người biết ban đầu chủ nhân làm sao thu phục chúng ta à? Làm sao thu phục, Tiểu Bích một mặt kinh ngạc nhìn về phía Hoàng Chiến Thiên. Lúc ấy, chúng ta đối với chủ nhân, cũng là vào ngày hôm nay trên lôi đài đội hình, không kém nhiều ít. Nhưng cuối cùng, chủ nhân giết được trời đất u ám, chúng ta đến gần 200 người, cuối cùng sống sót hơn 20 người. Hoàng Chiến Thiên thần sắc bình tĩnh nói, Kỳ tiểu thư, người biết chúng ta làm sao sống được à? Làm sao sống được, Kỳ Lâm hỏi. Chủ nhân xem chúng ta tu vi không tệ, miễn cưỡng có thể làm hắn nô tài, cho nên mới tha cho ta cửa mạng chó. Nếu không, chúng ta sớm đã chết, cho nên, các ngươi không cần lo lắng, cho dù là ngày hôm nay tất cả tông phái đối với chủ nhân phát động tấn công, chủ nhân cũng có thể hóa giải. Người khác không biết Diệp Thần lá bài tẩy, thành tựu Diệp Thần nô tài, Hoàng Chiến Thiên có thể là biết à. Thánh Thảo Điện. Hàn Vân. Cái nào đi ra, cũng có thể đem những người trước mắt này giải quyết. Dưới mắt, bất quá là chủ nhân tính sổ, cùng bọn họ vui đùa một chút thôi, một khi thật động thật, trên trăm môn phái. Chủ nhân nói diệt cũng có thể diệt. Đang khi bọn hắn trò chuyện lúc, lôi đài phát sinh nổ kịch liệt. Vô số xương máu và kiếm khí xông lên trời, mấy chục năm phái đệ tử hóa thành thịt người đạn đại bác, hoành bay đầy đất, rơi xuống, thân xác gần như báo hư, thần hồn cũng đều bị Diệp Thần xóa bỏ hơn nửa. Mọi người nhìn về phía lôi đài lúc, không khỏi xoa xoa mình ánh mắt, căn bản tin tưởng trước mắt thấy hết thảy. Trên lôi đài, lại có thể phơi thây khắp nơi. Nhiều vô số kẻ cụt tay cụt chân, rơi vào vũng máu bên trong, từng cái thiên tài đầu lâu, trong mắt tuyệt vọng, tựa hồ kẻ trước không muốn tham gia trận chiến này. Nhưng mà, cụt tay cụt chân ở giữa. Một người, một mèo, một rồng đứng sừng sững. Diệp Thần tay trái cầm tinh thần kiếm, tay phải cầm cửu u thí thiên thương, máu tươi khắp nơi, mà quần áo trắng bất nhiễm chút nào máu tươi. Hắn bên trái lơ lửng huyết long, tản mát ra hiển hách thần uy. Bên phải, đứng tiểu hoàng, tản mát ra khí khái bế nghệ thiên hạ, ngưng mắt nhìn năm phái trưởng môn. Ta nói hết rồi, quá yếu. Năm phái đệ tử, căn bản không có tồn tại nữa cần thiết. Diệp Thần huy động cửu u thí thiên thương, điểm ra từng đạo ánh sáng rực rỡ, theo từng trận tiếng nổ truyền ra. Những cái kia bay ra ngoài gần như tàn phế năm phái đệ tử trên mình, nhanh chóng nổ lên một đoàn đoàn máu bắn tung, đến đây năm phái 89 vị đệ tử, toàn bộ chết. Giờ phút này, tất cả nhỏ tông phái người cũng ngưng mắt nhìn Diệp Thần, hô hấp cũng ngưng trọng. Diệp Thần, đã không phải là người điên. Hắn là chân chân chính chính có thực lực à. Nhiều người như vậy, năm phái trẻ tuổi đồng lứa chí cường giả, có chút thậm chí là tông môn ẩn núp đạo truyền đệ tử. Lại có thể toàn bộ bỏ mạng ở trong tay hắn à. Cái này 89 người nếu như mãnh công tiểu tông phái, có chừng chu diệt mấy chục tiểu tông phái à. Diệp Thần, cũng có phần quá mạnh mẽ. Hoàng Bộ Thiên cảm giác sắc mặt hừng hực, ngưng mắt nhìn Diệp Thần. Hận không được đem Diệp Thần ăn tươi nuốt sống. Năm phái cao thủ trẻ tuổi à. Lại có thể để cho tiểu súc sinh này cũng giết đi. Đáng chết tiểu súc sinh. Cảnh Thủy Tiên Sinh chợt đứng lên, cực kỳ tức giận, cả người quanh quẩn huyết khí, dữ tợn nhìn về phía Diệp Thần, nói, vẫn là được ta tự mình động thủ. Tiểu súc sinh này, càng ngày càng có thể nhảy nhót liền à, ta ngày hôm nay sẽ để cho ngươi biến thành tử thi, xem ngươi còn nhảy không nhảy. Năm phái thanh niên, toàn bộ chết. Toàn bộ đều chết ở Diệp Thần trong tay. Đây không phải là đánh mình mặt mà. Không dứt Cảnh Thủy Tiên Sinh và Hoàng Bộ Thiên, gần như tất cả trưởng môn và các trưởng lão, cũng cảm giác mình trên mặt nóng hừng hực. Đây coi là cái gì à? Mình môn phái vất vả đào tạo đệ tử chân truyền, đạo truyền đệ tử. Nguyên bản trông cậy vào bọn họ có thể ở gia tông phái thiên tài thi đấu lên, đoạt thật tốt danh tiếng. Là mình gia tăng điểm mặt mũi, bây giờ đến tốt, để cho Diệp Thần một nồi kết thúc, chết được một người cũng không còn. Cái gọi là thiên tài thi đấu,
nhà mình môn phái còn so cái len sợi à? À, tiểu súc sinh, ngươi ăn ta một đao à? Rốt cuộc, Thiên Hải Tông trưởng môn không nhịn được, cuồng loạn đánh ra, mặt đầy bi phẫn, trưởng chỉ nhọn lưu chuyển vô cùng sấm sét, tiểu súc sinh, ngươi giết ta toàn bộ đệ tử, ngày hôm nay ta muốn ngươi chết à? Hắn cầm trong tay màu trắng trường đao, chợt bổ ra một đao. Nhất thời gian, giữa trời đất trắng xóa một phiến, giống như là trăm ngàn cái mặt trời bị câu cấm, đao mang xẹt qua bầu trời, trăm ngàn cái mặt trời vỡ ra, ánh mắt nóng bỏng bộc phát ra, đem lôi đài nổ ra một cái lớn vết rách, trong đó vô số ngọn lửa chi đao bay ra, phối hợp vậy phách thiên diệt đất một đao, muốn tuyệt sát Diệp Thần. Lão già kia, người cuối cùng là ra sân. Người khí tức trên người ngược lại không đế tôn cảnh sơ kỳ, chắc hẳn chỉ ít đế tôn cảnh tầng 4, ngược lại không tệ. Diệp Thần cầm tinh thần kiếm, bất diệt kiếm đạo và sát lục chi đạo, đồng thời hiện lên sau lưng, từng cổ một hủy diệt khí cơ nở rộ ra. Hắn hử lạnh một tiếng, nói cũng tốt, ngươi ăn ta một kiếm. Thiên thiên tinh thần hóa thành sông. Diệp Thần hoành một kiếm sử dụng, kiếm quang tựa như hóa thành tinh thần, lại hóa thành con sông, trăm ngàn cái sông lớn xung kích ra, lực lượng ngút trời, tựa như vô số ngôi sao hội tụ, tan biến hết thảy ngăn trở. Để cho ban ngày hóa thành nửa đêm, trăm ngàn cái sông lớn phá vỡ hết thảy, vô cùng uy áp kinh khủng ra, cùng vậy một đao và vô số ngọn lửa chi đao va chạm chung một chỗ. Ầm, một hồi kinh thiên địa khóc quỷ thần tiếng nổ truyền ra. Dư âm tứ tán, rủ xuống hạ hàng ngàn hàng vạn đạo bưng thải. Thiên Hải Tông trưởng môn tuyệt đối không nghĩ tới Diệp Thần lực lượng lại như vậy khủng bố. Con người bỗng nhiên phóng đại. Cái này Diệp Thần mới mấy tuổi à? Lại là có thể và mình không phân cao thấp. Nếu như lại để cho Diệp Thần trưởng thành tiếp, tất nhiên vô cùng hậu hoạn. Không được, phải đuổi mau giết tiểu súc sinh này. Thiên Hải Tông trưởng môn không do dự nữa, trong tay ngưng tụ ra một đạo máu tươi vỗ vào trên ấn đường. Cảnh giới bỗng nhiên tăng lên. Hơi thở cuồng bạo uyển như thiên thần. Hắn ánh mắt cực kỳ lạnh lùng, quanh thân trôi lơ lửng. Trên cao nhìn xuống nhìn Diệp Thần, tiểu súc sinh, ngươi có thể ngăn cản ta mới vừa rồi nhất kích, nhưng là ngươi có thể ngăn cản ta lực lượng bây giờ sao? Ta hôm nay sẽ để cho ngươi rõ ràng, vì sao là miểu nhỏ. Vô tận uy áp hòa khí sóng hướng Diệp Thần bao phủ đi. Diệp Thần muốn ngăn trở, nhưng là nhưng phát hiện căn bản không có thể. Một giây kế tiếp, phun ra một ngụm máu tươi. Thiên Hải Tông trưởng môn thấy một màn này. Khóe miệng nụ cười càng tăng lên, tiểu súc sinh, xem ra vận mệnh ngươi đến đây chấm dứt. Ha ha, tiếp thu thẩm phán đi. Diệp Thần lau sạch khóe miệng vết máu, biết rõ đối phương khí tức bây giờ, hắn muốn chống cự, rất khó. Hắn tà mị cười một tiếng, ngươi lấy là ngươi một người có thể tăng lên cảnh giới. Ngươi có bí pháp, ta có luân hồi. Một giây kế tiếp, Diệp Thần liền ở trong luân hồi mộ nói, huyết tiền bối, cho ta chút lực lượng. Để cho ta chu diệt những thứ này lão già kia. Được, huyết thất giả cũng không nhiều lời, một cổ trình độ cao nhất lực lượng xông vào Diệp Thần trong cơ thể, ngay tức thì đem Diệp Thần khí cơ dương cao đến đế tôn cảnh trên. Biết rõ chỉ từ hơi thở lên, hoàn toàn không thua Thiên Hải Tông trưởng môn. Những cái kia vây quét ta 6 cái môn phái. Trưởng môn, phó trưởng môn. 12 người, toàn bộ đều cho ta cút ra đây nhận lấy cái chết. Ngày xưa ngươi cùng môn phái người đuổi giết ta, hôm nay ta kêu ngươi cùng chết không toàn thây. Diệp Thần tóc đen loạn vũ, trong mắt trống rỗng, vô cùng đáng sợ, quần áo trắng tiên vương hơi thở hoàn toàn biến mất, giờ phút này như ma thần vậy, quanh thân lưu chuyển khủng bố ma khí, chân đạp huyết ma trận pháp, sau lưng trôi lơ lửng bất diệt kiếm đạo và sát lục chi đạo, triệt để hóa thành ma thần. Hắn mắt thấy Thiên Hải Tông trưởng môn, lại nhìn về phía những thứ khác năm phái trưởng môn. Nói ta sẽ chu diệt ngươi cùng môn phái, từ trên xuống dưới mọi người. Diệp Thần lúc này sử dụng một kiếm, thân kiếm lóe lên lôi quang, tím mờ mịt một phiến, sau đó lại trần trụi mờ mịt một phiến, các loại màu sắc lôi quang, bạo tránh cái không ngừng, tiếp liền đánh trúng Thiên Hải Tông trưởng môn. Thiên Hải Tông trưởng môn thấy một màn này, hoàn toàn bối rối. Trước một giây, Diệp Thần chỉ bất quá đạo nguyên cảnh tu vi. Làm sao chớp mắt bây giờ chính là đế tôn cảnh. Mấu chốt khí tức bây giờ lại đối với hắn sinh ra uy hiếp. Thiên Hải Tông trưởng môn theo bản năng muốn chạy trốn.
hắn phát hiện mình khinh thường. Cái này Diệp Thần nhất định chính là yêu nghiệt. Không thể là địch. Nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vui vẻ, hết thảy đã trễ rồi. Bịch bịch. Phịch. Thiên Hải Tông trưởng môn cả người tuôn ra nhiều lỗ máu, thân hình bạo lui ra. Hắn thần sắc khó khăn, hồ tiểu xúc sinh này tu vi vượt qua chúng ta dự liệu, tất cả mọi người ra tay, nghiền ép chân áp tên tiểu xúc sinh này. Chư vị, nhanh chóng ra tay, nếu không chúng ta nguy đã. Ngươi chống nổi, ta tới. Ta cũng tới. Hoàng Bộ Thiên và Thanh Loan Tông trưởng môn tự mình ra tay, đánh ra một phiến phiến lôi quang, chấn động được mặt đất lay động, ánh sáng rực rỡ thức không, quảng trường thiên tuyệt, đã sớm bị dư âm chấn động được mảnh vụn. Diệp Thần trở tay một nhát thương đâm ra, trăm ngàn thương cương tách thả ra, ngăn cản lôi quang. Diệp Thần tiểu xúc sinh, hôm nay để cho ngươi chết không toàn thây. Tiểu tạp chủng, ngày hôm nay ngươi hẳn phải chết. Loạn Thương Môn đang phó trưởng môn ra tay. Rất nhanh, Lăng Hải Tông, Đạo Tông, Đạo Tông cùng ba phái đang phó trưởng môn, toàn bộ ra tay. Sáu đại phái, 12 vị trưởng môn cấp bậc tồn tại, toàn lực mãnh công Diệp Thần. 12 người, tu vi kém cõi nhất cũng có đế tôn cảnh tầng 2 trời, cao nhất được thậm chí để đạt tới đế tôn cảnh tầng 6 thiên. Lại là bày ra đại trận, chuẩn bị tuyệt sát Diệp Thần. Tiểu Hoàng, Huyết Long, tới, ngăn trở hai ông già. Diệp Thần chợt hét lớn một tiếng. Kiếm súng đều xuất hiện, bất diệt kiếm đạo và sát lục chi đạo gia trì, đồng thời niết chiến 10 vị đế tôn cảnh cường giả. Huyết Long và Tiểu Hoàng, giúp hắn chặn lại Thanh Loan Tông đang phó trưởng môn. Còn lại 10 vị trưởng môn, đều là liều mạng mãnh công Diệp Thần. Nhất thời gian, mỗi người quang hoa sáng chói đều xuất hiện, đao súng kiếm ảnh lóe lên không ngừng, đạo đạo dư âm đem đất mặt chấn động được mở. Mấy trăm tiểu tông phái người nhìn một màn này. Đã hoàn toàn mộng nhiên. Ai có thể thầm nói. Tiểu Bạch Kiểm Diệp Thần, không chỉ có thể chu diệt trẻ tuổi đồng lứa, còn có thể và loại này thế hệ trước trưởng môn cấp bậc nhân vật niết chiến đến như vậy trình độ. Một người một rồng một thú, rất miễn cưỡng chặn lại 12 vị trưởng môn cấp bậc nhân vật mãnh công à. Nháy mắt tức thì, Diệp Thần đã thành là tiểu tông phái các đệ tử thần tượng. Trận chiến này, nhìn Diệp Thần đánh được như thế kịch liệt. Tiếp liền bị thương nặng Lăng Phủ Tông và Loạn Thương Môn phó trưởng môn. Diệp Thần, xem ra hoàn toàn là cùng Côn Luân 10 đại thiên tài một cấp bậc. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 54.